Chương 2125, đại náo nhà giam. Ông ta CNG không thể tưởng tượng được Tiết Nhị công tử lại có thể làm bậy bạ đến vậy, anh ta đúng là càn quấy quen rồi. Chẳng qua lần này anh ta quấy nhiễu nhầm người rồi. Buổi sáng cháu họ cứ xin mình, nói là cho Tiết Nhị công tử một sự đặc cách, anh ta muốn nhìn bộ dạng của Thiên Thông và Tuyết Hồng, Quách Canh Tân biết anh ta bị đánh trong lòng không phục. Nhất định phải báo thù, cho nên khi đi còn bảo anh ta ra tay nhẹ một chút. Đó là bởi vì Cố Canh Tân đã điều tra ra cảnh của Thiên Thông và Tuyết Hồng, chỉ biết rằng hai đồng chí này đến từ một nông thôn rất bình thường. Dù cho nhị thiếu gia của Tiết gia đánh bị thương họ cũng đáng đời. Tin tưởng chủ nhiệm Diệp Phàm của văn phòng trung ương lúc này bản thân còn chưa lo nổi đâu có thời gian đến lo liệu hai người bạn của mình. Hơn nữa, chỉ một Diệp Phàm, Cố Canh Tân tin cấp quản lý của thang đế hoàn toàn có thể chỉnh đốn tên tiểu tử này. Diệp Phàm, xem ra không lâu nữa anh sẽ gặp phiền phức. Bởi vì Tiết Nhị công tử trừng mắt muốn báo thù, còn có Nhạc Bao Sai Lương Thiện, thang đế mất thể diện, nỗi giận này nhất định trút lên vai Diệp Phàm rồi. Gạch dưới mẹ ông mới hiểu lầm. Thiên Thông mắt đỏ lên, Tuyết Hồng mặc dù nói không phải là em ruột, nhưng gì đã có công dưỡng dục mình. Nào ngờ em đến Bắc Kinh chơi được mấy ngày dưới sự, bảo vệ của mình bị người ta đánh ra thành như thế này đây, thiếu chút nữa còn bị thảm tới mức độc thủ. Một tiếng bằng vang lên. Phó cục trưởng Cố Canh Tân tiến lên phía trước muốn khuyên Thiên Thông, bị anh ta tát cho một cái bạt tai ngã xuống đất, hai chiếc răng cửa của lão Cố dính máu tươi tự bay ra. Gạch dưới muốn làm gì? Cảnh sát cùng đi theo đều nổi giận rồi, muốn tiến lên bắt người. Gạch dưới ông đây lấy mạng bọn bay. Thiên Thông phẫn nộ rồi, ra tay không khách khí, thuận tay chọn một chiếc ghế bên cạnh ném về phía trước, trong nháy mắt, rầm 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 đá ngã một đoàn. Lại theo sát mà lên, mấy quyền mấy cước xuống, lập tức toàn bộ ngã xuống. Gạch dưới đi. Thiên Thông kéo Tuyết Hồng phóng đi, nhưng tầng ngoài của nhà giam Hổ Sơn cũng là tường đồng vách sắt, cánh cửa sắt dày đã sớm đóng lại, bên trong vang lên chuông báo động. Vài tiếng súng truyền đến, Quách Canh Tân ở bên trong sợ tới mức lớn tiếng kêu lên. Gạch dưới đừng nổ súng, tôi là Cố Canh Tân đây. Nhưng... lão tiểu tử này vì bị Thiên Thông tát rơi hai cái răng cửa, cho nên trong miệng nói có chút thều thào, nghe không rõ. Gạch dưới cái gì, có người đang gây rối hành hung cảnh sát ở trại tạm giam, là ai? Cục trưởng Ngô vừa nhận được điện thoại, tay hơi chần chừ hỏi ngay. Gạch dưới người đó là Thiên Thông, anh ta đã đánh gãy hai chiếc răng cửa của cục trưởng Cúa. Người này rất hung hãn, có cần phải dùng súng ống trực tiếp giết chết luôn không? Thế nhưng cục trưởng Cố hạ lệnh không được dùng súng, không dùng súng sợ anh ta sẽ làm bị thương nhiều đồng chí. Đồng chí Trường Khương Thiết, phó ngục của trại giam Hổ Sơn tâm tư không tốt chút nào. Xảy ra chuyện này, không quản thế nào mình cũng bị phê bình. Không được nhúc nhích, nhớ kỹ cho tôi, ai động súng tôi sẽ giết chết người đó, tôi lập tức qua, các anh phải giữ bình tĩnh, Thiên Thông đánh người các anh dùng tấm chắn, không được làm bị thương anh ta, tuyệt đối không được. Cục trưởng Ngô gần như hét lên. Phó Ngục Khương trong lòng bức xúc, chuyện này, chỉ cho chắn, không cho đánh trả, đây là tình huống gì? Đồng chí Thiên Thông kia lai lịch thế nào? Khứu giác chính trị nhạy bén khiến Phó Ngục Khương cảm nhận được điều gì đó. Anh liền lập tức tiến vào trong hạ lệnh. Ở trên xe, cục trưởng Ngô rút điện thoại của mình gọi người thân tín của mình, hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao Cố Canh Tân đi đón anh ta ra ngoài? Anh ta lại giận dữ như vậy. Bọn họ đã làm cái gì rồi? Báo cáo cục trưởng Ngô, là việc nhân vật số 2 của thang đế Tiết Nhị công tử Tiết Trung Cường hôm qua muốn phục thù chuyện bị đánh. Cho nên tên tiểu tử này ở bệnh viện cứ khăng khăng đòi ra. Quyền đấm cước đá người con gái tên Tuyết Hồng kia. Hơn nữa còn nói muốn anh em của anh ta làm chuyện đổi bại với cô ta. Thằng khốn! Cục trưởng Ngô tức giận đến nỗi môi run bần bật, hỏi. Giờ tình huống ra sao rồi? Hoàn toàn biến mất, cái tên Thiên Thông lợi hại thật, trời ạ, cao thủ. Lan can sắt của nhà giam to như vậy không ngờ bị anh ta dùng tay bẻ gãy rồi, đây có phải người không? Không có cách nào, từ bên trong của trại giam vội điều tới 100 đội viên phòng chống bạo loạn đến, toàn bộ bọn họ đều cầm tấm chắn, từng tấm tương hỗ lẫn nhau tạo thành bức tường thịt đối kháng với Thiên Thông. Bằng không không ngăn được sự phẫn lộn của Thiên Thông. Tuy nhiên, tấm chắn cứng như vậy bị anh ta cho một quyền thì mục nát, bây giờ mười mấy người đã gục xuống, vẫn không cho trả đòn xem ra không ổn. Hơn nữa,
tôi thấy tinh thần của anh ta quá kích động rồi, giống như một kẻ điên, nếu người này trong tay có súng thì nguy rồi. Phỏng chừng số người gục xuống lên đến mấy chục rồi. Bên trong điện thoại, một người đàn ông giọng đầy lo lắng nói. Toàn bộ ngã xuống cũng không được làm bị thương Thiên Thông. Cục trưởng Ngô sau khi ngắt điện thoại, mặt mũi tái mét lại. Cục trưởng Ngô tới nhà giam Hổ Sơn với tốc độ nhanh nhất có thể. Người phụ trách nhà giam Hổ Sơn đồng chí Ngưu Thanh Vân đã ở cửa rồi, xe cứ thế thẳng tiến đi vào. Tình hình thế nào? Cục trưởng Ngô Chính Phong vội vàng hỏi. Không tốt lắm, tên kia quả thực là dã thú. Người của chúng ta nhất thời không thể lui ra ngoài, vốn muốn người rút ra ngoài ra cố thêm lưới sắt lan can, rồi dùng súng gây mê làm choáng anh ta. Tuy nhiên, người này thân thủ quá cao, quá lợi hại rồi, chúng ta bị anh ta chú ý gắt gao như vậy, căn bản là không rút ra ngoài được. Hơn nữa, người có thân thủ cao như vậy, chúng ta muốn dùng súng gây tê xem ra cũng rất khó nhắm. Bên trong thật sự rất hỗn loạn, chúng ta đã bị thương đến 20 người rồi. Ngục trưởng Ngưu vẻ mặt đầy lo lắng, sầu lo. Hai, việc này, thật đúng là phiền phức, tôi đi nói chuyện với anh ta trước, rồi tính sau. Cục trưởng Ngô khoát tay. Không lâu sau đã ra tới hiện trường, thật là thảm thiết, cựu chiến binh Ngô Chính Phong này đã từng trải qua chiến tranh cũng phải nhíu mày. Ở một lối hẹp nhỏ của ngục trường, bốn phía đều là song sắt. Mà một tầng bao bên ngoài chắc chắn là được lắp thêm tạm thời, toàn bộ chuyển thành song sắt dày như cánh tay. Bởi vì, song sắt của tầng trong phần lớn đã bị vặn vẹo biến hình, có cái có khoảng trống rất lớn, một người có thể chui qua. Còn đội phòng chống bạo loạn đều bị đả thương. Toàn bộ chen chúc ở bốn phía hàng rào, mặt đầy máu tươi, có người chân toàn máu. Bởi vì, muốn cứu người ra căn bản là không kịp, một người đàn ông thấp béo tiến vào cửa lối đi nhỏ như điên, đánh mười mấy người đánh thành một đống. Người đàn ông này mỗi khi một quyền một cước ắt phải có một độ viên phòng chống bạo loạn kêu một tiếng bi thảm lăn ra bên cạnh. Người đàn ông xem như không tồi, không xuống tay với người bị thương. Hình như chỉ là muốn lao ra ngoài. Đồng chí Thiên Thông. Tôi là cục trưởng Ngô, cậu có yêu cầu gì đề xuất, chúng ta thương lượng. Lúc này giọng nói vang độ của Ngô Chính Phong truyền tới qua micro. Đương nhiên là truyền tới từ bên ngoài. Thả bố mày ra ngoài, bố mày phải giết người. Thiên Thông tóc rũ xuống, mặt mũi bẩn thỉu như quỷ, anh ta điên cuồng gào thét. Giết người là phạm pháp, đồng chí Thiên Thông, cậu bình tĩnh một chút, đừng động thủ nữa, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Bên cục thành phố sẽ nghiêm khắc trừng phạt hung thủ, cậu không cần phải lo lắng, Ngô Chính Phong tôi giờ có thể hứa với anh, nhất định sẽ nghiêm khắc trừng trị, cho dù người đó là ai, tôi sẽ không nương tay. Ngô Chính Phong lớn tiếng nói. Ông cũng chẳng khác gì thằng khốn đó, cá mè một lứa. Cút, 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 bố mày không tin, mở cửa ra, bố mày phải đi giết người. Tiếng của Thiên Thông đúng là vang dội, vang lên khắp bốn bề. Điều ngay đội ngắm bắn qua đây. Ngục trường Ngưu miệng run run nói. Anh muốn làm gì? Ngô Chính Phong ngoảnh đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm ngục trường Ngưu. Súng gây tê không được, người này hành hung làm bị thương nhiều cảnh sát như vậy, hơn nữa muốn vượt ngục, chúng ta hoàn toàn có thể giết cậu ta. Bằng không, tình huống xem ra ngày càng xấu đi, nếu anh ta ra tay giết người thì đội viên chúng ta nguy hiểm rồi. Cục trưởng Ngô. Chúng ta phải diệt trừ tai họa khi nó mới nảy sinh, anh xem, về cơ bản là bị điên nặng rồi. Một người điên, chúng ta còn nói với anh ta làm gì, có tác dụng gì không? Hơn nữa, cái cửa này nhất định không thể mở, trời mới biết cậu ta ra ngoài sẽ làm ra chuyện gì. Cục trưởng Ngô, trách nhiệm này, chúng ta đảm nhiệm không nổi. Ngục trưởng Ngưu vẻ mặt khó coi nói. Tuyệt đối không thể gọi đội ngắm bắn, đây là mệnh lệnh. Ngô Chính Phong mặt nghiêm túc đến mức chảy mồ hôi đen. Vì sao? Ngục trưởng Ngưu tiếng hỏi, anh ta có chút tức giận rồi, nơi này là địa bàn của anh ta. Lãnh đạo cấp trên của trại giam Hổ Sơn là Cục Tư pháp thành phố Bắc Kinh. Là do Bí thư Đảng ủy Cục Tư pháp đương nhiệm, Cục trưởng, kiêm nhiệm chính ủy thứ nhất Cục Quản lý nhà giam Bắc Kinh, đồng chí Lưu Bắc Hòa quản hạt. Cơ bản không cùng một ban ngành với công an. Đương nhiên. Bộ Công an cùng Bộ Tư pháp liên hệ cũng rất chặt chẽ. Mà Ngục trưởng Ngưu còn kiêm Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà giam. Cũng đường đường cán bộ cấp Phó Giám đốc Sở. Ngô Chính Phong tuy nói là Cục trưởng Công an thành phố Bắc Kinh, cán bộ cấp Giám đốc Sở, nhưng cũng không kiêm chức Bí thư Đảng ủy Công an thành phố. Bằng không,
Ngục Trường Nghiêu cũng không dám chống lại ông ta như vậy. Không có vì sao, chấp hành mệnh lệnh. Ngô Chính Phong mặt giận dữ hừ nói. Lão Ngô, từ khi nào lại thích đi dạo nhà giam? Lúc này, truyền đến một âm thanh hơi khàn khàn. Người đàn ông trung niên mặt chữ điền nói, mặc áo cổ cồn kiểu áo Tôn Trung Sơn. Lão Lưu Anh đã đến rồi, thật đúng lúc. Ngô Chính Phong quay đầu liền thấy, nói. Tuy nhiên, Ngô Chính Phong trong lòng cũng hiểu. Lưu Bắc Hòa có hàm ý khác trong lời nói kia, ý là bản thân đã quản quá giới rồi. Bởi vì Lưu Bắc Hòa chính là người lãnh đạo trực tiếp nhà giam Hồ Sơn, là lãnh đạo trực tiếp, cùng cấp bậc cán bộ cấp giám đốc sở với chức cục trưởng cục thành phố này của mình. Cục trưởng Lưu, anh xem, không điều đội ngắm bắn không được. Nếu tình hình cứ như vậy thì hỏng bét, đội viên phòng chống bạo loạn của nhà giam Hồ Sơn chúng ta xem ra toàn bộ đều gục. Để một tội phạm kiêu ngạo như thế, đến lúc đó, ngục trưởng như tôi không chịu nổi trách nhiệm. Ngưu Thanh Khứ vẻ mặt nghiêm túc nói. Sao không sử dụng súng gây tê? Lưu Bắc Hòa nhíu mày hỏi. Vừa mới dùng thử, vô dụng, tên kia thân thủ rất cao, hơn nữa, đội viên phòng chống bạo loạn đánh nhau với anh ta cơ bản là không thể ra tay. Bắn hơn 10 phát súng đều không thể bắn chuẩn. Hơn nữa, nhìn thấy chúng ta dùng gây tê súng, anh ta càng kích động. Ra tay quá mạnh, chặt đứt tại chỗ bốn chân của bốn đội viên. Nói là nếu lại dùng súng gây tê anh ta sẽ giết người. Anh cũng thấy lối đi kia cũng canh giữ linh hoạt, thế mà ngay cả đội viên bị thương cũng không thể rút ra ngoài. Khiến cho chỉ có thể vào không thể ra rồi. Không thể lại để tình hình như thế này kéo dài mãi, tôi muốn điều đội ngắm bắn lại đây. Ngục trưởng Nghiêu nói. Chương 2126, điều đội ngắm bắn. Vì sao còn chưa điều tới? Cục trưởng Lưu hừ nói. Tình huống như vậy, giết chết tội phạm hoàn toàn phù hợp với pháp luật, chẳng những không bị phạt, hơn nữa còn có cơ hội lập công. Cục trưởng Ngô không cho điều. Ngục trưởng Nghiêu liếc nhìn Ngô Chính Phong một cái, hừ nói. Hừ, anh là ngục trưởng của nhà giam Hồ Sơn. Lưu Bắc Hòa có chút tức giận, nhấn mạnh câu này, giọng điệu nặng lên không ít. Ý là anh mới là trưởng nhà giam. Ngô Chính Phong dựa vào cái gì đến đây vung tay múa chân? Lão Lưu, không thể điều, người này tuyệt đối không thể bị thương. Ngô Chính Phong tranh thủ thời gian, nói. Lão Ngô, xem này, hiện trường như thế này rồi, còn không điều tới liệu có ổn không? Thật sự xảy ra chuyện lớn rồi, cái gậy kia là đánh vào Lưu Bắc Hòa tôi rồi. Lưu Bắc Hòa càng giận dữ, hừ lạnh phản kích, ông ta vung tay lên, nói. Lập tức điều đội ngắm bắn lại đây. Anh sẽ phạm một sai lầm lớn, lão Lưu, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện thêm đã. Ngô Chính Phong vừa thấy thế này không được rồi, không nói rõ xem ra sẽ gây ra chuyện lớn. Tới khi đó mất chức là chuyện nhỏ, rơi đầu đều có khả năng xảy ra. Bởi vì, chủ nhiệm Điền nói rất rõ ràng, mặc dù điều tra ra thân phận của Thiên Thông rất bình thường, nhưng Ngô Chính Phong không tin vào những tài liệu đã điều tra. Nếu kinh động đến Điền Giang đại quản gia nội các này thì đấy không phải là chuyện nhỏ. Phỏng chừng, đồng chí Thiên Thông không chỉ đơn thuần là một cảnh sát bình thường, hẳn là có thân phận vô cùng thần bí. Lưu Bắc Hòa sửng sốt, phạm một sai lầm lớn cũng phải để người này trấn tĩnh một chút. Bởi vì, ông ta nhìn ra được, Ngô Chính Phong không thể tự dưng dựng chuyện, cho nên vẫn cùng Ngô Chính Phong vào một căn phòng. Lão Ngô, anh nói. Tình hình thế này điều đôi ngắm bắn giết tội phạm cũng là lẽ đương nhiên, vậy mà tôi vẫn sẽ phạm sai lầm lớn, những lời này của anh có chút. Cục trưởng Lưu nhìn chằm chằm cục trưởng Ngô giải thích một chút. Vừa rồi chủ nhiệm Điền Giang gọi điện thoại đến, trực tiếp nói chuyện với tôi. Nói đồng chí Thiên Thông là người bên phòng cảnh vệ, bên kia. Lão Lưu, tôi đã nói cho anh thật sự muốn điều, tôi sẽ không ngăn cản anh. Ngô Chính Phong nói xong, có ý ra vẻ bình tĩnh. Đương nhiên chờ xem vẻ mặt kinh ngạc của cục trưởng Lưu. Chủ nhiệm Điền, có phải kia là chủ nhiệm Điền Giang? Lưu Bắc Hòa cảm thấy giọng nói của mình sao lại có chút run sợ thế này. Ngoài ông ta ra còn ai nữa? Hơn nữa chủ nhiệm Điền đã nhấn mạnh rồi, đồng chí Thiên Thông là người của phòng cảnh vệ, bên kia. Ngô Chính Phong lại nhấn mạnh, bên kia tin là Lưu Bắc Hòa sẽ hiểu. Cái, bên kia này lại khác, là phòng cảnh vệ đại biểu bên chủ tịch đường. Nhưng không phải là cục cảnh vệ của văn phòng trung ương. Lực lượng của cục cảnh vệ văn phòng trung ương không ít, còn nhân viên cảnh vệ bình thường thì tính làm gì? Như một số cảnh sát vũ trang cũng là thuộc sự điều động của cục cảnh vệ văn phòng trung ương.
Còn, bên kia, thì chắc không phải là nhỏ, bên kia, có ý gì, người ta chính là nhân viên bảo vệ chính cống của chủ tịch đường. Việc này, cục trưởng Ngô, anh xem làm thế nào? Đánh lại không thể đánh, không thể điều đội ngắm bắn, chẳng lẽ lại chống mắt lên nhìn ngựa ơi của chúng ta bị đả thương, thật sự nếu không trợ giúp, đến lúc có đồng chí bị thương nặng hy sinh thì lớn chuyện rồi. Trách nhiệm này anh và tôi đều gánh không nổi. Lưu Bắc Hòa quả nhiên sắc mặt có một vài thay đổi, Ngô Chính Phong rõ ràng phát hiện, người này khóe miệng chắc chắn giật vài cái. Hơn nữa, giọng điệu lập tức dịu xuống, khác hẳn thái độ cứng rắn khi nãy. Ngô Chính Phong trong lòng thích thú, tuy nhiên, trong nháy mắt nghĩ vấn đề thật khó giải quyết, lão Ngô cũng không vui lên nổi. Tôi thấy, vẫn là xin chỉ thị của lãnh đạo đi. Loại tình huống này, anh và tôi đều quyết định không nổi. Nếu bọn họ bên kia có thể cử ngươi đến, sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Chúng ta duy trì hiện trạng, cùng cậu ta rằng co, tuy nhiên, tuyệt đối không thể đả thương cậu ta. Ngô Chính Phong nói. Vậy anh mau yêu cầu để được hướng dẫn đi, việc này, ôi. Lưu Bắc Hòa miệng nói, trong lòng cứ hối hận, sao lại phải gánh lấy thứ đồ có thể làm bỏng chết người này. Hơn nữa Lưu Bắc Hòa không mù, người này dùng lực của một người đánh ngã mấy chục người đội tinh anh của nhà Lao Hổ Sơn của mình, thân thủ kia chính Lưu Bắc Hòa cũng kinh hãi sắp ngã. Người này, không chừng là vệ sĩ bảo vệ bên mình của chủ tịch đường, người như thế sao có thể làm cậu ta bị thương. Cho nên, Lưu Bắc Hòa trước tiên phải nhắc nhở Ngục Trường Ngưu thận trọng, chú ý phương diện này. Ngục Trường Ngưu đương nhiên có chút không phục, thế nhưng Lưu Bắc Hòa đã cảnh cáo ông ta, nói. Chấp hành mệnh lệnh, người này không thể bị thương. Cục trưởng Lưu, chẳng lẽ người đó là... Ngục Trường Ngưu cũng là người thông thấu, đồng chí có thể ngồi vào vị trí ngục trường nhà giam Hổ Sơn này thì đâu có phải là kẻ ngu. Điều không nên hỏi thì không được hỏi, đây là kỷ luật. Lưu Bắc Hòa mặt nghiêm nghị, hừ nói. Tuy nói quan hệ của hai người rất tốt, thế nhưng gặp ông chủ mặt lớn, Ngục Trường Ngưu không dám dài dòng, lập tức ra ngoài sắp xếp. Chủ nhiệm Khâu Hoa, tôi là Tiểu Ngô của cục thành phố, có chuyện gấp cần báo cáo với anh. Lúc trước Điền Giang có chiêu giao, chuyện liên quan đến Thiên Thông thì tìm chủ nhiệm Khâu Hoa, cho nên Ngô Chính Phong gọi cho Khâu Hoa, thái độ rất khiêm tốn, tự xưng Tiểu Ngô. Chuyện gì? Khâu Hoa hỏi. Đồng chí Thiên Thông. Cục trưởng Ngô nói lại tình hình rất nhanh. Tuyệt đối không thể làm cậu ta bị thương, có người chết cũng không cho phép động vào cậu ta, tôi lập tức phái người đến xử lý. Khâu Hoa cũng kinh hãi, vội vàng nói. Đối với đồng chí Thiên Thông, cả quốc gia, phỏng chừng chỉ có ông ta và Điền Giang là hai người rõ ràng nhất. Vâng. Cục trưởng Ngô gác điện thoại xong, sóng lòng mênh mông, chủ nhiệm Khâu không ngờ hạ lệnh có chết cũng không được làm bị thương người này. Cục trưởng Ngô đem lời này chuyển đạt cho cục trưởng Lưu Bắc Hòa, ông này chán đẫm mồ hôi, liền xông ra, trong lòng thầm nhủ nguy hiểm thật. Chúng ta tiếp tục kêu gọi đầu hàng, chúng ta thay phiên hô, ít nhất cũng có thể phân tán một bộ phận sức chú ý. Cục trưởng Ngô nói, Lưu Bắc Hòa gật gật đầu. Tuy nói chỉ qua 15 phút, tuy nhiên, cục trưởng Ngô và cục trưởng Lưu cảm giác ngày hôm đó, quả thực còn gian nan hơn so với rơi vào chảo nóng. Trong khoảng thời gian này, người bị thương lại tăng lên khoảng 10 người rồi. Mà nhóm đội viên phòng chống bạo loạn tất cả đều đang kiên trì vật lộn, trong tay bọn họ ngoại trừ một tấm chắn nhựa hữu cơ trong suốt, không thể lấy bất cứ vũ khí gì. Cho nên, toàn bộ rơi vào tình trạng bị động chống cự, bị đánh. Đã bị đánh, bản thân còn phải chịu, bị thương còn không ra ngoài băng bó được. Cục trưởng Ngô và cục trưởng Lưu cục càng xem trái tim càng băng giá, trong lòng nói người này dường như mãi không biết mệt mỏi. Đánh mấy tiếng rồi không ngờ vẫn có thể đánh. Người này, có phải làm bằng sắt thép hay không? Hai người cũng không khỏi thở dài trong lòng về sự lợi hại của đồng chí phòng cảnh vệ nội các. Lúc này, một chiếc Cherokee lớn đi với tốc độ hơn 100 mét đỗ ở bên ngoài nhà giam Hổ Sơn. Bên trong một người trẻ tuổi diện mạo khá đẹp trai và phong độ nhảy xuống. Cảnh sát vũ trang coi cửa kiểm tra xong giấy chứng nhận, lập tức nghiêm người. Ngô Chính Phong cùng Lưu Bắc Hòa vừa nghe nói người tới, lập tức liền xông ra ngoài nghênh đón. Lúc này, người tới chính là vị cứu tinh. Sao trẻ tuổi như vậy, lão Ngô và lão Lưu liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, trong lòng kinh hãi một chút, không tránh khỏi có chút lạnh gáy, một người trẻ như vậy đến đây thì làm được cái gì? Tôi là Diệp Phàm của văn phòng trung ương, lập tức dẫn tôi qua. Diệp Phàm bắt tay hai người, lập tức nói.
hai người cũng không kịp hỏi nhiều gì, dẫn theo Diệp Phàm tới hiện trường. Sao lại làm thành như thế này? Diệp Phàm nhíu mày hừ nói, vừa mới tìm hiểu tình hình thông qua chiếc chiêm hùng. Cái này, Lưu Bắc Hòa nột nộ, trên mặt đen lại. Mở cửa ra. Diệp Phàm nói. Diệp, chủ nhiệm Diệp, việc này chỉ sợ không an toàn. Đồng chí Thiên Thông bị kích thích rồi, gặp. Ai đánh người đó, lúc này mạo muội đi vào rất mạo hiểm. Cục trưởng Lưu nói. Bị kích thích, các anh làm việc gì hay ho sao? Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Cái này, tôi sẽ nghiêm khắc xử lý những đồng chí có liên quan. Mặt cục trưởng Ngô tối sầm lại, cực kỳ xấu hổ. Cục trưởng Lưu ở bên cạnh vừa thấy, trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Thầm nhủ ông đây bị đánh, anh cũng làm một tấm đệm cùng. Giao trước đón sau cái khỉ, các ông đã làm gì rồi? Diệp Phàm không để cho Ngô Chính Phong chút thể diện nào. Chúng tôi xử lý đúng là không đích đáng, xin lãnh đạo phê bình. Cục trưởng Ngô mặt mày khó chịu nói, cục trưởng Lưu bên cạnh trong lòng lại dễ chịu. Thầm nhủ đá đến vó ngựa rồi. Mở ra. Diệp Phàm không muốn dài dòng với ông ta, lần này âm thanh lớn hơn nhiều. Mở ra. Lưu Bắc Hòa vung tay lên, đến lúc cậu phải hối hận thì đừng trách tôi. Ngục trường Ngưu bên kia chỉ huy phòng khống chế phòng, mở cửa sắt. Đồng chí Thiên Thông, tôi là Diệp Phàm, dừng tay. Diệp Phàm bước vượt qua vài bước nói, lấy hóa âm mê thuật trực tiếp đánh Thiên Thông. Sau khi Thiên Thông hơi hơi sửng sốt nhìn Diệp Phàm một cái thì đúng thật là dừng tay chân lại, đột nhiên, anh ta cất một bước đi lên, như. Nhìn thấy mẹ đẻ, anh ta ôm chặt Diệp Phàm tự nhiên gào khóc giống lên, miệng mắng. Nó là đồ tạp chủng, đánh em gái tôi, Tiết Nhi công tử kia muốn làm hại cô ấy, tôi muốn làm món lòng, làm thịt thằng khốn, làm thịt thằng khốn. Trước tiên anh đừng ra ngoài, anh nói với họ đòi Tiết Trung Cường tới đây. Đến lúc đó anh chút giận thế nào đó là do anh. Tuy nhiên, đừng đánh chết, tàn phế là được. Diệp Phàm vỗ nhẹ nhẹ vai Thiên Thông nói nhỏ bên tai anh ta. Ý kiến hay, xem bố mày khiến hắn ta thành thái giám như thế nào. Thiên Thông hừ một tiếng đột nhiên không khóc nữa, anh ta đẩy Diệp Phàm ra, phóng ra bên ngoài hô. Bố mày muốn Tiết Trung Cường đến, lập tức đến đây, bằng không, bố muốn giết người. Thiên Thông nói. Bắt một đội viên phòng chống bạo loạn bị thương, làm ra tư thế muốn húc đầu, đương nhiên là đang đóng kịch. Diệp Phàm không cảm thấy buồn cười, người này tính khí thật kỳ quặc, một người 45-46 rồi mà như một đứa trẻ to xác. Nói khóc kiền khóc, nín liền nín, Diệp Phàm hiểu, loại người này, mới thật sự là hạng người đại trí giả ngu. Anh thật sự coi anh ta là ngốc thì anh nhất định cực kỳ đen đủi. Tiết Trung Cường đâu? Diệp Phàm đi ra. Hướng về phía cục trưởng Ngô hừ nói. Cậu ta hiện còn ở bệnh viện. Cục trưởng Ngô giật mình nói. Tại bệnh viện, sao lại xuất hiện ở nhà giam Hồ Sơn, hơn nữa còn muốn làm nhục em gái nhà người ta. Ai cho các anh kiền thả anh ta ra, điều tra rõ chuyện khi đó cho tôi. Diệp Phàm nghiêm mặt nói. Chuyện này, chủ nhiệm Diệp, lúc ấy chúng tôi xử lý đích xác không thỏa đáng. Cục trưởng Ngô nói. Tôi hỏi là ai thả anh ta ra. Diệp Phàm hỏi. Chương 2127, đại gia Diệp Phàm. Ôi, việc này là do đồng chí Quách Canh Tân chủ quản. Để tôi hỏi một chút. Cục trưởng Ngô cố che đậy, thật ra, trong lòng y khá là thích thú. Bởi vì, sau khi y đã lôi Quách Canh Tân ra đỡ đạn, nếu cấp trên muốn truy tra xuống dưới thì phó cục trưởng thường trực Quách Canh Tân phỏng chừng sẽ bị kiểm điểm. Có thể nhìn thấy kẻ đối đầu như thế, cục trưởng Ngô đương nhiên là vui rồi. Trong lòng tự nhủ, xem ra, đây cũng không phải là chuyện xấu. Để hỏi cái rắm, không chịu trương mắt ra mà nhìn hả, đợi đến khi hỏi lại được thì bên này đã xảy ra tai nạn chết người rồi. Kêu Quách Canh Tân lập tức đem Tiết Trung Cường cùng đám người lúc ấy xuất hiện ở nhà giam Hồ Sơn đến đây, tôi cho các anh 30 phút. Nếu không làm được, tôi sẽ báo cáo tình hình chi tiết ở đây lên cấp trên. Về phần người của các anh, tôi không dám cam đoan tính mạng của bọn họ có sao không. Tuy nhiên, Diệp Phàm tôi cũng xin nói lời xúi quẩy trước. Nếu kẻ nào dám xuống tay với đồng chí Thiên Thông, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không nương tay. Diệp Phàm nói xong, tung một cước đá vào một cọc sắt trên hàng rào, một tiếng giòn vang vang lên, lập tức, toàn bộ người đứng đó sợ đến ngây người. Bởi vì, lan can lưới sắt kia nhất loạt đều đã bị Diệp Phàm đá đổ.
Sao mấy thằng cha từ bên nội vệ đi ra đều biến thái thế này? Hai vị Ngô, Lưu lẫn giám đốc nhà giam họ Ngưu trên ót đều ướt đẫm cả mồ hôi, trong lòng thầm mắng một câu. Sau đó cục trưởng Ngô đành đi xử lý. Đồng chí Canh Tân, tôi lấy danh nghĩa đảng ủy yêu cầu anh lập tức tóm gọn đám người Tiết Trung Cường mang theo đến nhà giam Hổ Sơn lúc ấy. Không được để cho tên nào thoát, đặc biệt là thủ phạm chính Tiết Trung Cường, phải nhanh lên, tôi cho anh thời gian 25 phút để đem người đến đây. Cục trưởng Ngô giọng điệu nghiêm túc thật sự, trực tiếp ra lệnh. Đã xảy ra chuyện gì thưa cục trưởng Ngô? Quách Canh Tân trong lòng chợt lạnh, vội vàng hỏi. Không phải hỏi thêm, chủ nhiệm văn phòng trung ương Diệp Phàm đang ở ngay đây đốc thúc. Anh ấy cho tôi thời gian 30 phút, nếu cậu không đem người tới, Ngô Chính Phong tôi sẽ dựa vào lỗi không làm tròn trách nhiệm để đình chỉ chức vụ của cậu. Ngô Chính Phong ngắn gọn. Cục trưởng Ngô, việc này, vẫn chưa có điều tra rõ ràng đã bắt người, chỉ sợ không ổn đâu. Hơn nữa, Tiết Trung Cường không phải ở bệnh viện chữa trị sao? Có liên can gì đến nhà giam Hổ Sơn chứ? Quách Canh Tân tính kéo dài thêm chút thời gian. Đồng chí Canh Tân, xem ra, cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Không cần nói nhiều, đã mất 2 phút đồng hồ cho cậu rồi đấy, cậu tự mình xem xét mà xử lý. Ngô Chính Phong đập bàn một cái. Vừa rồi bên thành phố có việc nên Quách Canh Tân mới lui trở về, không thể tưởng được tình huống bây giờ càng ngày càng nguy hiểm như thế này. Đương nhiên, mệnh lệnh của cục trưởng Ngô Chính Phong, Quách Canh Tân không dám phản đối. Làm vậy chẳng khác gì muốn từ bỏ cái ghế đang ngồi. Cho nên, hắn lập tức bố trí nhân viên đi bắt đám người lớn nhỏ của Tiết đại thiếu gia. Bên này, y ngồi vào trong xe rồi lập tức gọi điện thoại tìm hiểu xem rốt cuộc bên nhà giam Hổ Sơn có chuyện gì xảy ra. Sau khi nghe báo cáo lại thì Quách Canh Tân thiếu chút nữa là mặt mũi xám xịt. Đồ cặn bã! Quách Canh Tân không kìm nổi mắng một câu, ngẫm nghĩ một chút, lại gọi điện thoại nhân vật số 4 biểu thang đế, thì ra là thằng cháu họ Vu Thế Kiệt mà rằng. Tiểu Vu, việc này, tôi không giúp được các người nữa rồi. Cháu khẩn trương thông báo cho Tiết gia sớm chuẩn bị, bằng không, phỏng chừng Tiểu Tiết đi vào rồi sẽ khó đi ra. Hơn nữa, vị đồng chí tên Thiên Thông kia nghe nói thân thủ rất cao, chỉ sợ đến lúc đó Tiết Trung Cường mà đi thì sẽ cực kỳ đen đủi. Việc này, cháu tốt nhất lập tức báo cho cô nàng Nhạc Bảo Sai, bằng không thì sẽ là quá muộn. Quách Canh Tân cũng cảm giác nhạy cảm đến tính nghiêm trọng của sự việc ở đây, nếu Ngô Chính Phong cứ vin vào việc này, chỉ sợ là y không tránh khỏi có liên quan, kiểm điểm xử phạt là cái chắc. Cho nên, Quách Canh Tân đã hối hận, đồng thời lập tức giải thích tình hình cho đứa cháu họ. Tự nhiên là muốn cầu Nhạc gia ra tay bảo vệ đôi chút. Nếu bị mắc cái án xử phạt, sau này còn muốn được đề bạt thì cũng là phiền toái. Xử phạt kiểm điểm nội bộ chính là chướng ngại vật trên con đường làm quan. Bình thường thì không có gì, nhưng ở thời khắc mấu chốt để cất nhắc, người ta chỉ cần nhắc khéo đến vấn đề này là y sẽ liền mất đi tư cách cạnh tranh. Quách Canh Tân tuyệt đối không muốn con đường làm quan của chính mình bị bỏ dở như vậy, trước mắt mà nói. Chỉ có Nhạc gia có thể giúp y vượt qua cửa ải khó khăn này. Tại sao có thể như vậy, ngay cả Ngô Chính Phong cũng đã biết. Chú à, việc này, nhất định là do tên Diệp Phàm đó làm ra. Đêm hôm đó đương sự chính là hắn, theo lý mà nói thì hắn là đương sự, có nguy cơ nảy sinh tị hiềm ghen ghét, không thể ra mặt xử lý việc này có phải không? Chú hoàn toàn có thể khiếu nại lên cục trưởng Ngô việc này. Vu Thế Kiệt vội thốt lên. Quyền phán quyết là ở người ta. Người ta bây giờ là lãnh đạo do cấp trên cử tới. Ngô Chính Phong đã muốn ép thì tôi cũng hết cách. Mấu chốt là phải xem thái độ của Ngô Chính Phong, dù sao y cũng là nhân vật số 1 của thành phố. Cháu không lăn lộn trong thể chế này nên không thể hiểu rõ lắm về tầm ảnh hưởng của nhân vật số 1. Tuy nói chúng ta chú ý dân chủ và tập trung, nhưng quyền uy của nhân vật số 1 vẫn là không thể dại dột mà khiêu chiến. Hơn nữa, Ngô Chính Phong đã nói ra được những lời nghiêm khắc như thế. Phỏng chừng việc này bên trong còn có chỗ tinh diệu. Hơn nữa, theo như cách lý giải tình huống của chú thì chính là, tên Thiên Thông kia khi ở trong nhà giam Hổ Sơn đã đả thương mười mấy viên cảnh ngục, vì sao nhà giam không áp dụng nguyên tắc ra mà thi thố? Nếu cứ chiếu theo quy củ, chẳng phải đã sớm kêu tay súng bắn tỉa giết chết y cho rồi. Chú nghĩ, liệu có phải là Diệp Phàm đã lợi dụng quan hệ với cấp trên để cứng rắn áp đặt xuống dưới? Tiểu Vu, về phương diện này thì chú cũng không có tài cán gì mà có thể ra sức rồi. Chú nghĩ, chỉ có Nhạc gia mới có năng lực vãn hồi sự việc như thế này.
Hơn nữa chú còn có một mối lo lớn hơn nữa. Nếu Tiết Trung Cường bị đưa đi thì sau đó khẳng định là sẽ gặp xui xẻo. Chỉ sợ Diệp Phàm cứ vin lấy chuyện này không buông thì bên Thang Đế các cháu sẽ có chút nguy hiểm. Quách Canh Tân phân tích hai mặt vấn đề cho đứa cháu họ nghe. Đương nhiên, về chuyện chủ nhiệm Điền mà Ngô Chính Phong nói thì Quách Canh Tân không tiện tiết lộ ra, cho nên, cứ như vậy mà đem hết mọi sự đổ lên đầu Diệp Phàm. Vậy được, cháu sẽ báo cho chủ tịch Nhạc hay. Vu Thế Kiệt đáp. 25 phút đồng hồ đã trôi qua. Tiết Trung Cường trên đầu quấn đầy bông băng bị cưỡng chế áp giải tới nhà giam Hồ Sơn. Đồ xúc sinh. Bốp một tiếng giòn vang, Thiên Thông đã trực tiếp bợp cho cậu hai nhà họ Tiết một cái bạt tai khiến y lúng quính ngã vào hàng rào, vết thương trên đầu lại bị vỡ ra khiến máu tươi lập tức chảy xuống. Đồng chí Thiên Thông, xin hãy chú ý một chút, nơi này là nhà giam Hồ Sơn, đừng có mà làm quá. Quách Canh Tân khẩn trương tiến lên nói, dù sao cũng là người của Tiết, Quách Canh Tân đã giữ người trong tay thì cũng phải bảo vệ lấy. Quá cái đầu má mày. Thiên Thông giơ tay ra, Quách Canh Tân bị y đẩy đến thiếu chút nữa là đặt mông ngồi xổm xuống dưới mặt đất. Vừa rồi hai cái răng cửa bay đi đến bây giờ vẫn còn đang đau, Quách Canh Tân thật sự là có chút nhút nhát trước hạng người dũng mãnh như thế này. Mày muốn làm gì? Quách Canh Tân cả giận, chỉ vào Thiên Thông mà hô. Hai tên thủ hạ của họ Quách đã tiến lên trước một bước, như hổ rình mồi mà quát nạt Thiên Thông. Đây là công nhiên đánh lén cảnh sát. Đánh lén cảnh sát, khi em gái của tôi bị người ta đánh thì các người đang ở nơi nào? Mấy người các người đều là bọn khốn khiếp, không ngờ lại để một tên phạm nhân chạy đến nhà giam Hồ Sơn đánh người. Đám cặn bã, hôm nay bố muốn xử tên này, các người còn không mau cút đi. Thiên Thông chỉ vào hai viên cảnh sát quát. Cậu muốn làm gì? Hai cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc trở lại, bởi vì, vừa rồi Quách Canh Tân đã dặn dò. Tự nhiên là yêu cầu hai người phải chiếu cố một chút cho cậu hai nhà họ Tiết, đừng để cho y bị thê thảm quá. Lui ra. Lúc này, cục trưởng Ngô hừ lạnh một tiếng, hai viên cảnh sát quay sang dò xét Quách Canh Tân rồi lại có chút do dự. Lời của tôi không ai muốn nghe có phải hay không? Ngô Chính Phong lần lượt liếc nhìn hai người kia một cái, sắc mặt có chút âm trầm. Mà hết thảy ai nấy tự nhiên đều dồn nén cảm xúc về nơi đáy mắt. Rắc. A. À. Đầu tiên là một tiếng lay động, kế đó là Tuyết Hồng vọt tới trước mặt cậu hai nhà họ Tiết một cước hung hăng dẫm nát phần con cháu dưới háng hắn ta. Còn tiếng a à, thảm thiết kia tự nhiên là do cậu hai nhà họ Tiết phát ra rồi. Tiếp theo lại là vài tiếng rên rỉ do cậu hai nhà họ Tiết chung đòn đau quá. Phỏng chừng, phần con cháu dưới háng kia cũng đã lãnh đủ. Ngay cả Diệp Phàm đứng xem cũng âm thầm kinh hãi, trong lòng tự nhủ, nữ nhân, ngàn vạn lần đừng trêu chọc lung tung, bằng không, cái thảm cảnh này, thật là đáng sợ. Giẫm chết đồ xúc sinh kia, xúc sinh. Tuyết Hồng là một bên ra sức giẫm một bên luôn mồm chửi bậy, Quách Canh Tân không khỏi cau mày. Còn đám Ngô Chính Phong tự nhiên là giả vờ không nhìn thấy rồi. Được rồi, đi thôi. Diệp Phàm thấy cũng đã khá là đâu vào đó. Có mạnh tay thêm nữa là tai nạn chết người không chừng. E là cậu hai nhà họ Tiết sau này còn có thể liệt vào cõi nhân đạo hay không thì còn khó nói lắm. Đoạn hắn quay sang nghiêm túc nhìn Ngô Chính Phong mà rằng. Cục trưởng Ngô, Tiết Trung Cường một mình tự ý từ bệnh viện được giám sát mà chạy đến nhà giam Hồ Sơn hành hung, việc này sẽ giao cho anh nghiêm túc điều tra rõ. Sau khi tra ra kết quả thì tổng hợp rồi báo lên. Vâng, việc này nhất định phải nghiêm túc xử lý. Mặc kệ dính đến người nào, Chính Phong nhất định đem kết quả xử lý báo cáo rõ ràng lên cấp trên. Ngô Chính Phong lập tức xốc lại tinh thần tỉnh táo, hiểu được đây là chủ nhiệm Diệp người ta ném cho mình chút ân tình. Ngô Chính Phong khi nói ra những lời này còn lơ đãng liếc nhìn Quách Canh Tân một cái, phát hiện người này sắc mặt càng ngày càng trầm hẳn xuống. Tiểu Quách tử, hãy trương mắt mà xem lão Ngô thu thập ngươi như thế nào. Nhá! Mà cục trưởng cục tư pháp họ Lưu cùng với giám đốc nhà giam Hồ Sơn Ngưu Thanh Vân sắc mặt đều có chút khó lòng chịu nổi. Sau khi đám Diệp Phàm đi rồi, cục trưởng Lưu mới đặt mông ngồi phịch xuống ghế. Cục trưởng Lưu, cái gã chủ nhiệm Diệp kia cũng quá kiêu ngạo à nha. Nơi này là lấy anh làm nhân vật chủ trì, hắn làm thế thật ra là vung tay múa chân quá đáng. Giám đốc Ngưu hơi có vẻ bất mãn. Hắn đương nhiên không là cái gì sất, tuy nhiên, hắn lại đang là đặc sứ. Lưu Bắc Hòa khoát tay áo, liếc nhìn giám đốc Ngưu một cái bảo. Chuyện này anh vốn không hiểu, mà anh cũng không cần phải hiểu,
có hiểu cũng vô dụng. Cục trưởng Lưu lại tiếp lời. Tuy nhiên, Tiết Trung Cường là đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại bất để hắn ta dính vào như vậy? Ôi, lúc ấy Quách Canh Tân có lời chào hỏi. Hơn nữa, Thang Đế là địa phương kiểu gì anh cũng không phải không rõ. Tôi nghĩ, có chút chuyện vặt cũng chả sao. Không thể ngờ được lại đã mang đến bao phiền toái. Giám đốc Ngưu có chút ủ rũ than thở. Đúng là khốn khiếp, bây giờ cậu tính thế nào cho xong việc đây? Hơn nữa, phòng trừng cậu đã thu nhận của người ta thứ gì tốt rồi nha. Cục trưởng Lưu vỗ mạnh xuống bàn, hai hàng lông mày dựng ngược, sắc mặt nghiêm túc thật sự. Không, không có. Giám đốc Ngưu sắc mặt khó chịu chối đầy đẩy. Chó sẽ sửa được cái tật đớp cứt sao? Đừng tưởng rằng người trong thiên hạ đều là kẻ ngu. Cục trưởng Lưu hừ lạnh một tiếng chửi. Tôi chỉ nhận có hai bình rượu, thật sự là thế, nghe nói là rượu Mao Đài đã cất vào hầm mười mấy năm. Ngoài ra thì tôi thật sự là một hạt bụi cũng chưa lấy. Lúc ấy Tiết Trung Cường bảo là muốn đánh cho Tuyết Hồng tàn phế đấy, tuy nhiên, đã bị tôi ngăn cản rồi. Giám đốc Ngưu rối rít phân bua. Đúng là con mèo say mỡ, chuyện khác không cần nói làm chi. Chỉ riêng chuyện hai anh em Thiên Thông kia là bạn tốt của chủ nhiệm Diệp mà cậu còn dám xuống tay. Ẩm IC rồi chắc, chủ nhiệm Diệp là thần là thánh, người ta thật đã muốn nắm thóp chúng ta thì có chạy cũng đố có thoát. Hơn nữa, cậu có chịu nhìn không, chủ nhiệm Diệp rất chiều ý cô kia, phỏng chừng, hai người còn có quan hệ gì khác. Đúng thật là, hiện tại đã gây ra phiền toái lớn rồi. Cục trưởng Lưu là đang tiếc công rèn sắt không thành thép. Chỉ vào giám đốc Ngưu mà mắng ầm lên. Chương 2128, hậu quả của việc bắt cá hai tay. Việc này, ôi, lúc ấy vốn tưởng rằng anh em Thiên Thông đã bị bắt, lại là do Quách Canh Tân tự mình hạ lệnh. Mà chủ nhiệm Diệp bên kia cũng không thấy phản ứng gì. Tôi cho là bọn họ quan hệ cũng không có gì đặc biệt. Hơn nữa, huynh muội bọn họ xuất thân cũng rất bình thường. Mà Tiết gia thì anh cũng biết rồi đấy. Ở Bắc Kinh chúng ta đây vẫn có ảnh hưởng nhất định. Lại có Quách Canh Tân ra mặt, Quách Canh Tân quan hệ với bên quản lý của Thang Đế thế nào tôi đã sớm tìm hiểu. Thang Đế về cơ bản mặt chỉ an một khối chính là do Quách Canh Tân thao túng đấy. Nếu tôi không đồng ý, chẳng phải là lại đắc tội với cậu hai nhà họ Tiết hay sao? Thêm vào đó việc này còn có thể là ý của đám quản lý bên Thang Đế, bởi vì hai anh em nhà Thiên Thông làm Thang Đế mất mặt, nếu tôi cứ kiên trì không đồng ý. Đây chẳng phải là đắc tội với cả đám người sao? Giám đốc Ngưu cũng là tỏ vẻ khó khăn. Ôi, việc này. Cục trưởng Lưu cũng biết rõ uy lực của đám quản lý bên Thang Đế, trầm ngâm một hồi rồi bảo. Tiểu Ngưu, tôi nghĩ, việc này, đoán chừng cậu phải hạ lệnh xuống xử phạt. Cục trưởng Lưu, anh hãy giúp tôi một chút đi, bằng không, vác phải cái quyết định xử phạt thì thật phiền toái. Giám đốc Ngưu khẩn đứng lên xin xỏ. Giúp thế nào đây? Quyền chủ động vẫn ở trong tay Ngô Chính Phong. Chuyện do cậu gây ra thì chính mình tự chùi đít đi, mà này, phỏng chừng Ngô Chính Phong vẫn đang muốn xem ý tứ của gã chủ nhiệm Diệp kia. Mà cậu hai nhà họ Tiết ở trong đây bị người ta đánh cho thành bộ dạng này, Tiết gia thoạt tiên sẽ không chịu. Nhất định sẽ gây sức ép việc này đấy, mà đám quản lý bên Thang Đế, đặc biệt là cái cô nhạc bảo sai kia tuy chỉ là đàn bà, nhưng căn bản cũng không phải là loại lương thiện gì cho cam. Nhiều chuyện như vậy rối rắm cùng một chỗ, lần này thật đúng là phiền toái to rồi. Cậu còn muốn rút người ra, việc đó là không thể nào. Đúng thật là, khiến cho ngay cả tôi cũng đều chụp vào chịu vạ lây. Cậu tạm ngưng chức vụ rồi viết kiểm điểm trước đi. Cục trưởng Lưu vẻ mặt nghiêm túc nói. Tạm thời cách chức kiểm điểm, cục trưởng Lưu, không cần phải như vậy chứ, bây giờ không phải là chưa có kết luận sao. Giám đốc Ngưu thiếu chút nữa muốn hét lên thành tiếng. Tôi đây là đang cứu cậu đó, chịu khó suy nghĩ đi, tôi đi trước. Lưu Bắc Hòa vỗ vỗ vai cấp dưới rồi đứng lên định bỏ của chạy lấy người. Cục trưởng Lưu, chuyện Tiết gia làm sao bây giờ? Việc này đã rõ ràng, hơn nữa, người phụ nữ kia cũng quá độc ác đi. Nếu Tiết Trung Cường thật sự bị phế ngay lập tức, vậy chuyện này thật đúng là không giải quyết nổi. Đến lúc đó, tôi biết giải thích việc này thế nào đây, dù sao, việc này là phát sinh ở trong nhà giam Hổ Sơn. Thang Đế sẽ xách những người liên quan ra truy cứu trách nhiệm. Giám đốc Ngưu kéo ống tay áo cục trưởng Lưu một chút. Tôi không biết, Tiết Trung Cường là bị thương ở nhà giam Hổ Sơn sao? Lưu Bắc Hòa lại vỗ vỗ vai giám đốc Ngưu một chút, lần này thì đi thật. Không biết,
nói dối trắng trợn quá thể. Nhìn bóng dáng cục trưởng Lưu đã đi xa, giám đốc Ngưu thì thầm một câu, chân mày kia đột nhiên giãn ra, kêu lên. Đúng rồi, ở trong nhà giam Hồ Sơn nào có phát sinh chuyện gì? Tiết Trung Cường bản thân sớm đã bị thương, ai mà biết chứ? Ra khỏi nhà giam Hồ Sơn, ba người đám Diệp Phàm lên xe. Tuyết Hồng, bớt giận đi mà. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Chưa hết giận được, với tính của em, giết hạng người cặn bã như thế cũng chưa là gì cả. Tuyết Hồng lạnh lùng trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái, hừ nói. Thôi vậy, hắn phỏng trừng cũng không xê xích gì nhiều. Em xem em sút hắn mấy phát liền, phỏng trừng, hắn vô dụng mất rồi. Với thằng đàn ông mà nói, đấy không phải là so với giết hắn càng bi thảm hơn sao? Diệp Phàm khuyên nhủ. Cũng phải đó em, anh thấy thế là thỏa đáng rồi. Nếu em thực chưa hết giận, tối nay anh sẽ qua cho hắn ta ăn hành tiếp. Thiên Thông nói. Hừ hừ, thôi vậy, em không thèm đếm xỉa tới hạng người cặn bã như thế. Tuyết Hồng hừ hai tiếng rồi quay đầu đi. Hay là để anh đưa em đi Tây Đô Building mua mấy bộ quần áo, cứ coi như là chút tâm ý của Diệp Phàm anh. Diệp Phàm vòng vo nói sang chuyện khác. Đi thì đi, em mà sợ quần áo nhiều quá bao giờ. Tuyết Hồng bỗng mỉm cười rất lạ, Diệp Phàm trong lòng chợt lạnh, tự nhủ, phỏng chừng cổ lại muốn thịt ai đó sao ta. Khi tới siêu thị Tây Đô thì quả thực là như thế. Tuyết Hồng vừa xuống xe liền đi vào shop hàng hiệu xa hoa bắt đầu phóng tay mau sắm khiến Diệp Phàm hết cả hồn. Cái này được, cái này cũng mua. Tuyết Hồng miệng luôn lẩm bẩm mấy chữ này, sau đó duỗi ngón tay kêu nhân viên phục vụ ra đóng gói. Hơn nữa, cô một bên cao giọng kêu, một bên còn nhìn Diệp Phàm đầy ẩn ý. Về phần Thiên Thông, tự nhiên hơi ngượng ngùng đứng sau lưng cô nàng mà lơ đi coi như không nhìn thấy. Không sao, chỉ cần em cao hứng, có muốn mua hết quần áo ở trung tâm thương mại này cũng không có vấn đề gì. Diệp Phàm lớn tiếng cười khổ đúng kiểu đại gia. Diệp gia quả là hào phóng đó. Nhưng cũng không thể thiên vị thế được đúng không? Lúc này, bên cạnh nghe tiếng ai đó, áo khoác màu phấn hồng, váy màu đen, vẻ mặt thanh lịch, không phải là đại tiểu thư Phượng Khuynh Thành đã lâu không gặp thì còn ai vào đây nữa? Khuynh Thành, đã lâu không gặp. Diệp Phàm liền cất tiếng chào hỏi. Gần 2 năm rồi à nha? Phượng Khuynh Thành nghiêng qua liếc Diệp Phàm một cái đáp. Đúng vậy. Diệp Phàm gật gật đầu. Anh Diệp, mau xem dùm em. Bộ y phục này có đẹp không? Lúc này, Tuyết Hồng đang mặc thử một bộ váy liền vẻ mặt hưng phấn từ trong phòng thử đồ chạy ra, nhào đến trước mặt Diệp Phàm, biểu hiện vô cùng thân thiết. Anh Diệp! Phượng Khuynh Thành trên mặt cười nhạt hừ một câu, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Từ khi nào mà lại móc thêm được một cô em nuôi để thịt rồi vậy? Lời này vừa ra, Diệp Phàm thiếu chút nữa phát điên. Khẩn trương nói. Cái gì gọi là móc máy nuôi thịt gì đây, Khuynh Thành, em cũng không thể ăn nói lung tung như thế. Tuyết Hồng là em gái của Thiên Thông, tôi là dẫn bọn họ đi dạo quanh khu thương mại mua ít quần áo. Thân thiết đến mức ấy, không phải hàng móc thì là cái gì? Phượng Khuynh Thành vẫn cứ cười cười cợt nhả. Anh Diệp à, anh nói đi mua quần áo cho em. Còn nói tùy ý em chọn có phải hay không? Khi nào thì lại thành dẫn hai anh em đi dạo quanh khu thương mại mua ít quần áo vậy? Vậy ý của anh là quần áo sẽ do anh trả tiền có phải hay không? Tuyết Hồng mập mờ ám chỉ. Đương nhiên là do anh thanh toán, Tuyết Hồng mua quần áo, đương nhiên anh sẽ trả tiền có phải không nào? Diệp Phàm trong lòng thầm kêu khổ hỏng rồi, chỉ sợ lập tức gặp phải cảnh hai người phụ nữ choảng nhau thì thật là phiền. Tuyết Hồng đến từ nông thôn, rất thanh thuần, mà Thiên Thông lại tính tình cổ quái, chỉ sợ Khuynh Thành chọc vào hai anh em họ thì phiền. Vừa rồi kết cục của cậu hai nhà họ Tiết đến nay còn khiến Diệp Phàm nhớ tới mà sởn cả gai ốc. Còn Phượng Khuynh Thành lại làm sao so được với cậu hai nhà họ Tiết. Nếu thật có bị thương thì có trò hay để xem rồi. Các người gian díu mà còn muốn gạt tôi. Phượng Khuynh Thành quả nhiên biến sắc, lại liếc nhìn Diệp Phàm một cái, bỗng tự nhiên cười nói mà rằng. Anh Diệp, em gái này cũng muốn mua ít quần áo, anh cũng không thể thiên vị quá thế chứ. Mua, mua tất. Diệp Phàm bị ép buộc, đành phải làm đại gia cho rồi. Hơn nữa, trên mặt còn muốn treo cái biển tươi cười gật đầu hòa hoãn. Kỳ quái là giờ phút này Thiên Thông không ngờ lại rất bình tĩnh, mặt không chút thay đổi đứng đó không rên lấy một tiếng.
Diệp Phàm thầm kêu một tiếng may mắn, nếu cậu ta dính vào thì phức tạp hơn bao nhiêu rồi. Yes sir, chị em tôi hôm nay ưng gì lấy nấy, chẳng cần tiết kiệm tiền cho anh Diệp làm gì, hắn là đại gia, chúng ta thật vất vả lắm mới có cơ hội tốt để ăn hôi thế này. Phượng Khuynh Thành cười tươi như thiếu nữ, phút cuối cùng còn bổ sung một câu. Đúng rồi, không đắt không mua, phải tìm những đồ quý nhất tốt nhất mà xuống tay. Bốn cô bạn cùng đi shopping với Phượng Khuynh Thành liếc mắt một cái, Diệp Phàm trên trán mồ hôi toát ra không ít. Hừ, anh Diệp nhà tôi, dựa vào cái gì mà mua quần áo cho cô mặc? Tuyết Hồng tức giận, trừng mắt liếc Phượng Khuynh Thành một cái. Em gái à, em vẫn chưa trưởng thành mà. Sao có thể nói là anh Diệp của em? Em cứ hỏi anh ấy xem, 5-6 năm trước bọn tôi đã quen thân nhau rồi. Phượng Khuynh Thành bật cười khanh khách, tự nhiên, hai cô nàng cứ như vậy mà đấu đá nhau qua ánh mắt. Diệp Phàm liếc qua phát hiện, đồng chí Thiên Thông không ngờ lại đang quỷ dị cười cười. Người này, không ngờ lại cứ ở một bên yên phận, Diệp Phàm trong lòng thầm mắng một câu, miệng bỗng thành ra lý nhí. Đúng đúng, đều là em gái của tôi, các người mua thì mua, nhanh lên một chút, đừng để người ta tranh mất đồ tốt. Không được, mới hôm qua anh Diệp còn ôm tôi cơ mà. Các người, tuy nói 5-6 năm trước đã quen nhau. Hứ, vậy thì có sao, vậy thì có là gì? Phỏng chừng cũng chưa có nắm tay nhau bao giờ. Điều này chứng tỏ cái gì, có nghĩa là người ta không coi nhà cô là em gái. Tuyết Hồng cười khanh khách đáp trả. Anh nào có? Diệp Phàm ngạc nhiên thốt lên. Thấy không, người ta nói chưa từng ôm cô. Không biết xấu hổ, không ngờ lại cứng rắn đổ thừa cho người ta nói là đã ôm mình. Có phải là lần sau lại chủ động đòi người ta làm thật? Em gái à, em còn trẻ, đừng bậy bạ như thế. Diệp ca thích tuyết phụ nữ thành thục, em còn quá nhỏ, chờ lớn lên chút rồi hẵng nói. Phượng Khuynh Thành vốn rất lão luyện, về kiến thức mà nói, Tuyết Hồng khẳng định không bằng cô nàng. Theo lời Thiên Thông, Tuyết Hồng từ nhỏ đến lớn rất ít đi ra ngoài, về cơ bản là chỉ ở nhà trong thôn. Lần này thật ra là trốn đến Bắc Kinh. Ai nói? Anh Diệp có ôm tôi, cô cứ hỏi anh ý xem có phải hay không. Tuyết Hồng tức giận, bĩu môi giễu Phượng Khuynh Thành, đám nhân viên phục vụ cạnh đó ai nấy đều tủm tỉm cười thầm. Đúng thế không anh Diệp? Phượng Khuynh Thành trên mặt vẫn cười cười, tuy nhiên điệu bộ hơi có vẻ là lạ, Diệp Phàm biết đây là dấu hiệu sắp bùng nổ của cọp cái. Cái này, có ôm qua, nhưng mấy năm trước anh cũng từng ôm em mà, phải không? Diệp Phàm liều mạng đáp. Hừ. Mua đồ. Tuyết Hồng ngúng nguẩy tức giận với cô nhân viên phục vụ. Mua thì mua, xem ai mua nhiều hơn. Phượng Khuynh Thành cũng hừ một tiếng, xông lên chọn y phục. Lại còn bảo đám bạn khuê mật bạn gái thân chỉ cần chọn những thứ đắt nhất, không cần biết có hợp hay không. Nhìn cô nhân viên phục vụ cười híp mắt mà ân cần xách quần áo, Diệp Phàm trong lòng chỉ biết cười khổ. Giờ thì cậu đã biết nếm mùi chân bước hai thuyền, bắt cá hai tay, rồi chứ bạn. Thiên Thông mỉm cười ẩn ý. Cậu nói gì thế, tôi chân bước hai thuyền hồi nào chớ. Đồng chí Tiểu Thiên, cậu đùa gì kỳ vậy? Diệp Phàm nhún vai tỉnh bơ. Ha ha, không thì tốt. Tuy nhiên, em gái tôi đúng là chưa thành niên. Năm nay mới 17 tuổi thôi đấy. Thiên Thông cười với giọng khác lạ. Điều này căn hệ gì đến tôi chứ, cậu nói với tôi mà làm gì? Diệp Phàm lắc lắc đầu, cảm thấy hơi khó xử. Khoảng chừng 2 giờ sau, Diệp Phàm vẫn run rẩy đứng chờ. Mà trước mặt là hai đống đồ kha khá, đương nhiên tất cả đều là hộp chứa đồ xịn. Hai đống đồ này chẳng to cao hơn kém nhau bao nhiêu. Vốn Phượng Khuynh Thành bên kia đông người, theo lý mà nói quần áo khẳng định là mua được nhiều hơn. Tuy nhiên, Tuyết Hồng đã tức giận thật rồi, căn bản cũng không chọn lựa gì cả. Trực tiếp dặn dò nhân viên phục vụ. Bên kia mua cái gì thì cứ chiếu theo số đo của mình mà lấy thêm một bộ như thế. Cứ như vậy, khiến cho hai đống đồ cứ y xì nhau. Chương 2129, Tạ Thắng Cường trở về. Mua đủ rồi nên đi ăn cơm thôi. Diệp Phàm có vẻ đã mệt mỏi đến đi lại cũng đã run chân, hơn nữa, hứng thú liếc nhìn mấy cô nàng một lượt mà hỏi. Đủ rồi, đi ăn cơm thôi. Tuyết Hồng lại cao hứng hẳn lên. Bọn em cũng đói bụng. Phượng Khuynh Thành vội lên tiếng. Vậy cùng đi ăn luôn. Diệp Phàm thuận miệng đáp. Quẹt thẻ thanh toán xong Diệp Phàm đặng chẳng đừng mà gọi bên quản lý trung tâm thương mại phái hai xe chở đồ.
Sau đó, mấy người thẳng tiến đến khách sạn Hoàng Thành Căn. Anh đây sắp thành con buôn bán sỉ rồi. Diệp Phàm lớn tiếng cười khổ. Tự nhiên, ở khách sạn Hoàng Thành Căn lại làm ầm ĩ một phen mới xong việc. Tự nhiên, Diệp Phàm lại là người phóng tay. Hơn nữa, tảng đá trong lòng này thật sự là khiến hắn buồn bực. Họ Phượng kia, chúng ta mấy ngày nữa lại chơi một chuyến nữa chứ. Lúc chia tay Tuyết Hồng lại cắm tiếp một câu, Diệp Phàm thiếu chút nữa là té xỉu, khẩn trương cướp lời. Cái này, anh bận quá rồi, qua một thời gian ngắn nữa mới đi với bọn em được. Ha ha ha. Sáu cô nàng cười tươi như hoa, khiến người qua đường ai nấy ngắm đến rơi cả tròng mắt. Nông viên của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tuy nói danh khí không bằng biệt thự ở Tây Viên, nhưng, có thể vào đây ở tất cả đều là nhân vật hiển hách của quốc gia. Cấp bậc ít nhất phải đạt tới thứ trưởng, mà biệt thự Tây Viên là chỗ ở của các lãnh đạo cấp phó nguyên thủ trở lên, đương nhiên trình tự lại cao thêm một bậc nữa. Lúc này, trước một tòa biệt thự thấp thoáng cây hoa ở Đông Viên có một chiếc hồng kỳ dừng đỗ. Từ bên trong đi ra một người trung niên khá có thần thái, mặt vuông trán rộng, mũi tương đối cao. Người này tên là Tạ Thắng Cường, chức vụ hiện tại là phó bí thư đảng ủy kiêm phó trưởng ban thư ký nội các chính phủ, cũng chính là người cầm lái của Tạ gia. Hắn mới từ trong xe xuống, trong biệt thự lập tức có rất đông người đổ ra. Một người phụ nữ trung niên từ xa đã kêu lên. Ông à, rốt cuộc ông cũng đã trở về. Sao vậy Thái Anh? Tạ Thắng Cường vừa mới từ nước ngoài khảo sát trở về, còn chưa hết mỏi mệt, thuận miệng vừa hỏi vừa tiến vào đại sảnh biệt thự, Thái Anh là bà xã của Tạ Thắng Cường. Thủy Đông với mấy đứa bạn tốt đều bị người ta đánh. Thái Anh vẻ mặt rất tức giận. Tạ Thủy Đông vốn là con út của Tạ Thắng Cường. Bấy giờ, Tạ Thắng Cường tiến vào đại sảnh mới nhìn thấy một cái đầu trẻ tuổi quấn đầy băng vải, trên chân cũng quấn như xác ướp. Mà người nọ miệng sưng to đến nỗi ngay cả Tạ Thắng Cường cũng sắp nhận không ra đây là con mình, Tạ Thủy Đông. Sao lại bị đánh thành như vậy, có phải lại đi ăn chơi đàng điếm làm ầm ĩ ở đâu nên mới ra nông nỗi này không? Tôi mới đi có vài ngày, các người rốt cuộc đang làm gì đó? Tạ Thắng Cường luôn quản giáo rất nghiêm con cái trong nhà, nay nghĩ đến đứa con gây rối nên nông nỗi này thì trên mặt lập tức nghiêm huấn mà hỏi. Ông à, Thủy Đông bị đánh thành thế này rồi mà ông vừa về đến nhà không đau lòng, lại chưa chi đã mắng chửi, tim ông là sắt đá hay sao? Thái Anh tương đối đã hài lòng, thanh âm cũng cao lên không ít. Được rồi, trước tiên nói một chút vì sao lại thế này. Tạ Thắng Cường khoát tay áo ngồi xuống, thật ra... Tạ Thắng Cường lòng dạ sớm đã biết rõ. Đứa con lúc này không nằm ở bệnh viện mà lại về nhà, mục đích thì không cần nói cũng biết, tự nhiên là trở về làm cho mình nhìn thấy tình trạng thê thảm này mà đòi công đạo thôi. Bởi vì, nếu Tạ Thủy Đông nằm bệnh viện, Tạ Thắng Cường chưa chắc có thì giờ rảnh mà nhìn đến. Đêm qua không phải đã thương lượng xong với thiếu gia rồi sao, đi khách sạn Hoàng Thành Căn chúc mừng. Mấy người trẻ tuổi bọn nó cùng nhau tụ tập náo nhiệt. Cho nên mấy người thế hệ trước bọn tôi cũng không tiện tham gia. Ai biết đang khi bọn nó đang náo nhiệt thì đột nhiên có một tên ác ôn xông tới, gặp người liền đánh. Hơn nữa còn cưỡng ép mà ôm lấy Thập Lục muội hành hung. Người nọ rất dữ tợn, Thủy Đông bọn họ trở tay không kịp, đều bị đánh ngã lăn ra đất. Hơn nữa, người nọ tuyệt đối là nhằm vào Thủy Đông bị đánh thảm nhất. Rất kỳ cục mà, ông à, việc này không thể không can thiệp rồi. Đứa nhỏ nhà chúng ta không thể để bị đánh thành bộ dạng như vậy mà để yên được. Thái Anh thuật lại. Tiếu gia cũng có người ở hiện trường thì phải. Tiếu Hàn Sung cũng tới. Hắn là người đầu tiên bị đánh trúng, nghe nói đùi và đầu đều bị thương. Tạ Thủy Đông gian nan dặn ra từng chữ. Trên mặt Cố Khoa Trương nhíu lại, dường như đau đớn lắm. Tự nhiên, thằng này đang dùng khổ nhục kế, mấy mánh cũ dích ấy sao có thể giấu giếm được Tạ Thắng Cường vốn cáo già. Các người báo cảnh sát chưa, nếu là ở Hoàng Thành Căn, khách sạn không có khả năng thiếu nhân viên bảo an chứ? Tạ Thắng Cường sắc mặt bình tĩnh hỏi, chỉ hơi nhíu mày. Báo cảnh sát cũng đã tới, bọn họ nói đang điều tra. Chẳng qua, lúc ấy kẻ đó chạy mất, cảnh sát nói nhất thời không tìm thấy hung thủ. Thái Anh đáp, người nọ sẽ không vô duyên vô cớ vọt vào phòng riêng các người đánh người chứ? Mày nói thật cho bố, người nọ tên gọi là gì? Tạ Thắng Cường nghiêm mặt, hừ nói. Người nọ hình như quen với Thập Lục, vẫn mắng cái gì mà con mụ lẳng lơ, cái gì mà Đông Giai vân vân toàn những lời thô tục.
nghe Thập Lục gọi thì hình như là anh Bàng, tuy nhiên, hỏi qua Thập Lục rồi, con bé không chịu nói. Thái Anh hừ nói với giọng tương đối phẫn nộ. Tiếu Hàn Sung bị đánh thiếu ra cũng không phản ứng gì hay sao? Tạ Thắng Cường dường như hiểu ra cái gì nên cứ thản nhiên mà hỏi. Sao lại không phản ứng, lúc ấy nhìn đến đứa con kia trong tình trạng thê thảm, Trung Hồng gấp đến độ phát khóc. Thái Anh tiếp lời, Trung Hồng có vẻ là bà mẹ của Thập Lục muội. Cái này cũng lạ đây. Tạ Thắng Cường như thoáng chút suy nghĩ. Lạ gì mà lạ, ông còn không mau gọi điện thoại thúc giục phó cục trưởng Cố đôi chút. Tôi thấy đám công an của quận Lục Dương căn bản là cũng không muốn quản chuyện này. Chúng ta đều đã thúc giục qua mấy lần, không ngờ vẫn trì hoãn, nói là đang tích cực điều tra như thế nào mà đến hiện tại cả người cũng không tra ra được. Thái Anh vội giục, phó cục trưởng Cố mà bà ta nhắc đến tự nhiên là phó cục trưởng cục công an thành phố Bắc Kinh, Cố Hoài Hưng rồi. Gấp cái gì, chuyện mới phát sinh hôm qua, hôm nay người ta đang điều tra cũng bình thường thôi. Mới đớp một miếng đã muốn béo tốt ngay sao được, phá án cũng phải cho người ta thời gian chứ. Tạ Thắng Cường không ngờ lại quát nạt giáo huấn bà xã luôn một trận. Không vội sao được, là con của chúng ta bị đánh thành bộ dạng như vậy đấy, bọn họ đương nhiên không vội rồi, ông ơi là ông. Nói thật với ông, cả nhà đang đợi ông trở về. Bằng không, ông không gọi thì tôi cũng đánh điện cho anh Cố rồi. Thái Anh cũng đã có chút tức giận. Bà thật đúng là không hiểu chuyện. Nếu như Thập Lục muội không muốn nói ra cái tên anh Bàng kia là ai? Vậy chứng tỏ cái gì, bà không có óc sao? Suy nghĩ kỹ vào. Tạ Thắng Cường nhướng mày, hừ nói. Bọn họ có quan hệ. Thái Anh hoảng hốt hiểu ra, lập tức sửng sốt, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Vốn là muốn bám của cầu thân với thiếu gia, nếu như Thập Lục muội có người khác rồi, đây chẳng phải là đứa con của bà ta mất phần hay sao? Trước kia có chút quan hệ cũng không sao. Trước khi kết hôn người ta muốn tạm biệt bạn trai cũng là bình thường. Chắc hẳn là sau này y sẽ không tới nữa. Người nọ cứng rắn muốn ép buộc Thập Lục, cha, việc này, con muốn cha chủ trì công đạo. Tốt nhất là cha cứ ra mặt hỏi Thập Lục xem sao, không chừng cô ấy sẽ nói cho cha biết. Anh chàng Thủy Đông này có vẻ như thực sự thích Thập Lục muội nên mới đứng ra nói đỡ cho nàng ta. Tạ Thắng Cường ngẫm nghĩ một chút, uống vào chén trà. Sau đó cầm điện thoại lên gọi cho Tiếu Thiết Phong. Tiếu Thiết Phong, được xưng tụng là ủy viên thứ nhất dưới quyền phó chủ tịch ủy ban quân giới. Trong ủy ban quân giới thứ hạng là tương đối cao, còn kiêm chức trưởng ban bên quốc phòng. Đương nhiên, cũng là nhân vật tai to mặt lớn thật sự trong giới quân đội. Tạ gia rất có thực lực trong khối chính trị, mà nay lại muốn cùng Tiếu gia làm đám hỏi, đương nhiên chính là nhìn chúng cơ hội tăng quyền lực trong quân đội. Chính trị phải đem kết hợp cùng quân đội mới có thể thể hiện ra uy lực to lớn. Thường thường thì khi lên cấp thứ trưởng trở lên trong thể chế mà không có kết hợp giữa cả quân và chính thì rất khó có cơ hội leo thêm nữa. Anh Tiếu, xin chào, anh dùng cơm chiều rồi chứ? Tạ Thắng Cường ra vẻ hòa nhã cười nói qua điện thoại. Vừa mới thôi, anh trở về lúc nào vậy? Tiếu Thiết Phong hỏi. Vừa trở về, ha ha. Tạ Thắng Cường cười lớn hai tiếng. Quay qua hỏi. Hàn Sung sức khỏe thế nào rồi? Coi như cũng ổn, bị thương ngoài ra thôi. Băng bó chút là được. Tiếu Thiết Phong giọng điệu không ngờ vô cùng bình tĩnh đáp lại. Nhưng thật ra lại làm cho Tạ Thắng Cường có chút buồn bực, bởi vì mất đi cái cớ để tìm hiểu thêm một bước về tình huống. Tạ Thắng Cường vốn muốn mượn câu chuyện này dẫn dắt để hỏi tới Thập Lục muội. Nhưng Tiếu Thiết Phong cũng chợt hỏi. Anh Tạ, thằng bé Thủy Đông thì thế nào? Ôi! Tình hình không được tốt, trên mặt sưng lớn, đùi cũng sưng lên, trước ngực xương sườn còn bị chặt đứt hai cái. Đứa nhỏ này, thật sự là càn quấy, sao có thể đánh nhau với người ta, lần này trở về phải trừng trị một chút, muốn làm phản hay sao? Tạ Thắng Cường nói như thế, tự nhiên là kích tướng Tiếu Thiết Phong. Bởi vì, việc này chung quy có vẻ là do Thập Lục muội mà ra. Ôi, anh Tạ, thiệt là ngại quá. Vì chuyện của Thập Lục mà khiến Thủy Đông chịu oan ức. Tuy nhiên, cũng không rõ bên cục công an điều tra thế nào rồi. Tiếu Thiết Phong lời nói hàm chứa thái độ ăn năn xin lỗi. Bọn họ nói là đang điều tra, tôi nghĩ, hung thủ kia cũng không có khả năng độn thổ biến hóa mà chạy đi. Tạ Thắng Cường cố ý đáp. Hung thủ thì không chạy thoát được đâu. Việc này do Thập Lục dựng lên, thiếu gia chúng tôi sẽ cho các người một câu trả lời thỏa đáng thế nên anh cứ yên tâm anh Tạ.
Tiếu Thiết Phong đột nhiên cứng giọng đứng lên, lập tức bày tỏ thái độ. Nhưng thật ra làm cho Tạ Thắng Cường trong lòng có chút thư thái. Vốn cho là Tiếu Thiết Phong vì con gái mà muốn bao che cho tên kia, Tạ Thắng Cường trong lòng còn có chút tức giận, không ngờ người ta cũng không có ý tứ này. Đặt điện thoại xuống, Tiếu Thiết Phong thong thả rảo bước đi lại trong thư phòng. Sau đó chậm rãi đi đến phòng con gái. Cha! Có vẻ như Thập Lục muội đang ngồi trên giường nghịch dao găm, thấy Tiếu Thiết Phong tiến vào, lập tức đứng lên. Ngồi đi, cha có việc muốn hàn huyên tán gẫu với con đây. Tiếu Thiết Phong bảo con gái ngồi xuống cạnh mép giường rồi ông ta cũng tự mình ngồi xuống chiếc ghế đơn cạnh đó. Cha, cha có muốn hút thuốc không? Thập Lục muội hỏi vậy, bởi vì, cô biết Tiếu Thiết Phong rất nghiện thuốc lá, một ngày phải hai bao là ít. Nhưng cha không muốn làm cho phòng con gái ám mùi khói thuốc, nếu thế thật con sẽ không lại nhải phiền chết hay sao, ha ha. Tiếu Thiết Phong thản nhiên cười cười. Không việc gì. Thập Lục muội hình như biết cha tìm mình nhất định là có chuyện, liền có ý đợi ông mở lời trước. Người thanh niên hôm trước đánh người, con có quen hắn chứ? Tiếu Thiết Phong đi thẳng vào vấn đề, hôm qua vốn là ông đã muốn hỏi rồi, tuy nhiên, không có tự mình mở miệng, mà là bảo bà xã Trung Hồng nói chuyện với con gái nhưng cô lại không chịu nói. Tiếu Thiết Phong cũng nghĩ ngợi mất vài ngày mới hỏi việc này, dù sao, người của Tạ gia nhân cũng bị đánh cho rất thê thảm. Vấn đề mang tính thể diện dù sao cũng phải giải quyết. Nhưng điều khó có thể chấp nhận được chính là mớ rắc rối này rất có thể sẽ khiến việc kết thông gia giữa hai nhà Tạ Tiếu cũng theo đó mà đành phải gác lại. Với Tiếu Thiết Phong mà nói, ông ta cũng không muốn thấy việc này phát sinh. Tuy nhiên, ông cũng hiểu được tính tình của con gái, càng ép thì cô càng không nói. Chương 2130, dạo một vòng quanh cục công an. Dù sao cũng phải cho cô thời gian để bình tĩnh lại. Hiện tại, nếu như Tạ Thắng Cường đã trở lại tự mình hỏi về việc này, có vẻ Tiếu Thiết Phong cũng hiểu được không thể làm lỡ việc. Bằng không, Tạ gia không phục, sẽ oán Tiếu gia ngay. Tạ Thắng Cường là phó trưởng ban thư ký nội các chính phủ, giữ chức vụ cấp bộ trưởng. Năm nay tuy mới hơn 50 nhưng còn có tiềm lực và không gian thăng tiến rất lớn. Nếu như ông ta có thể leo được cao hơn, tỉ như, sau này có thể ngồi lên vị trí phó thủ tướng. Vậy sự ủng hộ đối với Tiếu gia sẽ càng lớn. Tiếu Thiết Phong lại mới 50, đương nhiên cũng muốn cố gắng trèo cao hết mức. Tin rằng có Tạ gia ủng hộ, hai nhà đều sẽ hưởng lợi rất nhiều. Huống chi, hai nhà vốn là thế giao, giao tình vốn cũng không tệ. Vì một chút chuyện nhỏ mà khiến cho tất cả mọi người sinh lòng ghét bỏ nhau, vậy thì thật đúng là không đáng chút nào. Quen, có quen ạ. Tiếu Thập Lục muội cúi đầu. Vân về vạt áo trên đầu ngón tay như cuốn sợi dây chun. Con gọi hắn là anh Bàng, hắn tên thật là gì, người ở đâu? Công tác nơi nào? Tiếu Thiết Phong bắt đầu quá trình tra hộ khẩu. Con cũng không rõ lắm, con chỉ biết anh ấy là anh Bàng. Tiếu Thập Lục muội đương nhiên không muốn lộ ra thân thế của Vương Nhân Bàng rồi, bởi vì, Tiếu Thập Lục muội có chút lo sợ rằng nếu cha cô ra tay thì sẽ làm Vương Nhân Bàng bị thương. Thứ nữa là sợ Vương gia phản kích lại sẽ thương tổn đến Tiếu gia. Dù sao, tầm quan trọng và ảnh hưởng của lão Vương Tiếu Thập Lục muội cũng đã tận mắt nhìn thấy. Vì cứu lão Vương, ngay cả tổ phó thường trực Nghiêm Thế Kiệt của tổ A đặc nhiệm cũng phải hy sinh. Chứng tỏ là tổ A rất coi trọng lão Vương. Tuy nói hiện tại lão Vương đã là phế nhân, tuy nhiên tầm ảnh hưởng của gia tộc có thần hộ mệnh tổ đặc nhiệm A Vương bài thì hẳn là còn có chút phân lượng. Huống chi Diệp Phàm và Vương Nhân Bàng lại là huynh đệ thân thiết. Năng lực của Diệp Phàm Tiếu Thập Lục muội đã tận mắt chứng kiến, hắn trưởng thành ắt sẽ là vương bài trẻ tuổi của tổ A rồi, có thể nói là con cưng của tổ A. Nếu Vương Nhân Bàng bị đả kích, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ phản kích ngay. Diệp Phàm cũng không chỉ đại biểu cho một mình hắn, còn có nhà vợ của hắn là Kiều Gia. Uy lực của Kiều Gia đại viện ngay cả Tiếu Gia cũng phải cân nhắc đôi chút. Cho nên, Tiếu Thập Lục muội thực không muốn nhìn thấy Vương Tiếu Tạ ba nhà đấu đá lẫn nhau. Tay hay chân cũng đều là thịt, bất luận nhà nào bị tổn thất, Tiếu Thập Lục muội đều sẽ đau lòng. Đương nhiên, đối với Tạ gia, Tiếu Thập Lục muội cũng không có nhiều cảm tình cho lắm. Về phần Tạ Thủy Đông thích cô cũng chỉ vẻn vẹn là hắn ta đơn phương tình nguyện thôi. Ngày đó Tiếu Thập Lục muội cũng là bị mẫu thân ép buộc không có biện pháp đành phải đi xem mặt một chút, cô muốn tìm cơ hội giải thích cho Tạ Thủy Đông hiểu. Hơn nữa, Tiếu gia cũng cần Tạ gia ủng hộ, cô cũng không muốn thấy Tiếu gia bị Tạ gia trở mặt.
Tuy nhiên, được cái này thì mất cái kia nên rất khó vẹn cả hai. Cho nên, Tiếu Thập Lục muội vẫn ngậm miệng không nói ra Vương Nhân Bàng. Liền hy vọng việc này có thể không đi đến đâu là tốt nhất. Cha à, cha đừng hỏi nữa có được không, con van cha đó. Tiếu Thập Lục muội đôi mắt đỏ lên, cầu khẩn. Vì sao? Tiếu Thiết Phong mỉm cười, sắc mặt bắt đầu trở nên có phần nghiêm túc. Con có băn khoăn gì à, không sao đâu, con cứ nói cho cha biết, tin rằng cha sẽ xử lý rất ổn đấy. Tiếu Thiết Phong vẫn lấy giọng điệu hòa hoãn thương lượng mà nói, ông ta thực sự cũng không muốn bức ép đứa con gái bảo bối của mình. Cha, con van cha đừng hỏi nữa. Tiếu Thập Lục muội đã ngân ngấn nước mắt lưng tròng. Có thật là con không nói cho cha nghe phải không? Tiếu Thiết Phong vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc. Cha sẽ làm gì anh ấy chứ? Tiếu Thập Lục muội ngẩng đầu lên, hỏi. Cha chưa nghĩ đến chuyện làm gì với nó. Tuy nhiên, Tiếu gia và Tạ gia đều có người bị thương, nghe nói người ở hiện trường toàn bộ đều bị thương rồi. Thằng đó đã làm ra trò gì vậy chứ, muốn nếm lấy chế tài của luật pháp chăng? Việc này, cha cũng nói thật, cha sẽ không nhúng tay vào, cứ để pháp luật phán xét. Tiếu Thiết Phong bày tỏ thái độ. Cha, có thật là cha sẽ không ra tay, chỉ giao cho cục công an xử lý. Tiếu Thập Lục muội ấp úng hỏi. Cha đây đã khi nào lừa gạt con chưa? Tiếu Thiết Phong vẻ mặt nghiêm chỉnh bảo tiếp. Thập Lục, có một số chuyện là không còn cách nào khác. Việc này người là do con dựng lên, dù sao cũng phải cho Tạ ra một câu trả lời thỏa đáng có phải hay không. Dù là hôm nay con không nói, qua mấy ngày nữa người ta cũng sẽ điều tra ra. Muộn không bằng sớm một bước. Việc này, tóm lại là một câu đó thôi. Tiếu Thập Lục muội trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng mới quyết định nói ra. Vậy được rồi, tuy nhiên, cha, con nói rồi đấy, cha nhất định không được nhúng tay vào, chỉ cần biết tình hình thôi nhé. Nếu cha mà nhúng tay, cả đời này con sẽ không thèm để ý đến cha nữa đâu. Cha đã nói không nhúng tay thì là không nhúng tay vào, chỉ cần đem việc này báo cho Tiếu gia, tin rằng bọn họ sẽ báo lên cơ quan công an ngay. Tiếu Thiết Phong vẻ mặt nghiêm túc đáp. Anh ấy tên là Vương Nhân Bàng. Tiếu Thập Lục muội đem một số thông tin đã có chọn lựa từ trước về Vương Nhân Bàng nói ra, tin là bằng này đó cũng có thể tìm được y rồi. Cuối cùng, Tiếu Thập Lục muội lại nhấn mạnh lần nữa. Cha, cha ngàn vạn lần đừng nhúng tay, bằng không, con gái sẽ hận cha cả đời đấy. Yên tâm. Tiếu Thiết Phong nói rồi liếc nhìn con gái một cái, hỏi. Cậu ta là bạn trai của con à? Không, không phải, bạn bè bình thường thôi ạ. Tiếu Thập Lục muội sắc mặt đỏ ửng lên, khẩn trương lắc lắc đầu. Ủa, vậy là tốt rồi. Tiếu Thiết Phong đột nhiên thở phào. Không phải như thế, so với bạn bè bình thường thì tốt hơn một chút. Tiếu Thập Lục muội vừa thấy thế liền sợ hãi thốt ra, về phương diện cảm tình hiển nhiên là cố ý tăng lên chút ít. Hẳn là cô sợ Tạ gia bên kia chăm bắm Vương Nhân Bàng quá độc ác sẽ lại tạo nên một cuộc sóng gió lớn. Cha biết rồi. Tiếu Thiết Phong như thoáng chút suy nghĩ, đoạn gật gật đầu. Tự nhiên đã nhìn ra chút manh mối ở đây. Cha, anh ấy là bạn thân cậu con. Tiếu Thiết Phong vừa mới quay bước đi ra ngoài, Tiếu Thập Lục muội ở sau lưng lại tăng giá tiếp. Loại người thô lỗ như vậy, cha thấy sau này con cũng đừng kết giao cùng nữa. Thằng bé Thủy Đông kia cũng không tệ, văn bằng nghiên cứu sinh thạc sĩ, đơn vị công tác cũng tốt. Hai bên lại đã sớm quen biết nhau, sau này nó còn rất có tiền đồ đấy. Tiếu Thiết Phong dặn thêm. Cha, việc này, không có khả năng đâu. Tiếu Thập Lục muội quả quyết nói, hẳn là cô muốn lập tức tấn công ý tưởng của cha mình, chặt đứt suy nghĩ của đám người thế hệ trước. Từ từ sẽ tính vậy. Tiếu Thiết Phong quăng nốt một câu rồi đi ra ngoài. Ông ta hiểu được. Nhất thời cũng khó uốn nắn, rõ ràng phải từ từ thôi. Tin rằng Tạ gia sau khi biết được thông tin về Vương Nhân Bàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, Tiếu Thiết Phong cũng không muốn nghĩ tiếp. Tuy nhiên, chuyện y đã đồng ý với con gái, y cũng sẽ làm được. Một tên côn đồ không quan không tước, lại dám kiêu ngạo như thế. Chẳng lẽ là giống heo ăn lắm đồ béo nên quẫn trí mất rồi. Vừa mới đặt điện thoại xuống. Tạ Thắng Cường đã không khỏi ấp úng lẩm bẩm. Ông Tạ, ông đang ở đây lại nhảy cái gì thế? Ai không quan không tiền không chức hả? Bà xã Thái Anh không nhịn được liền hỏi. Tên đó là Vương Nhân Bàng, trú tại một nơi gọi là Vương Gia Cốc ở vùng ngoại ô Bắc Kinh này.
Nghe nói đó chỉ là một thôn nhỏ, có hơn 10 gia đình, người trong thôn toàn bộ đều mang họ Vương. Tạ Thắng Cường thản nhiên hừ một tiếng. Ông Tạ, ông nói xem, Vương Nhân Bàng và Tiếu Thập Lục muội có phải có quan hệ gì hay không? Quan hệ thì khẳng định là có rồi, tuy nhiên, tới mức nào thì cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, hiện tại không cần bàn đến cái này, chỉ cần con bé có thể hồi tâm chuyển ý là được. Lần này con bé đã đồng ý đem tình hình nói cho anh Tiếu, vậy đoán chừng là đã muốn chặt đứt tình cảm phương diện này rồi. Bà có rảnh thì hãy nói chuyện với Thủy Đông, bảo nó đừng chấp nhặt nữa. Đám trẻ còn chưa kết hôn thì có bạn trai cũng là bình thường. Hơn nữa, Tiếu Thập Lục muội còn trẻ, nhất thời kích động cũng không có gì là lạ mà. So với chúng ta năm nào thì không thể giống nhau được. Tạ Thắng Cường nói thế vì ông ta đương nhiên cũng không muốn mất đi cơ hội tốt để làm thân cùng Tiếu gia. Tạ Thắng Cường có dã tâm rất lớn về chính trị, bước tiếp theo mà y nhắm tới đương nhiên là trao quyền cho cấp dưới để tự mình tới tỉnh nào đó đảm nhiệm bí thư một nhiệm kỳ, sau đó trở lại nội các chính phủ đảm nhiệm chức phó thủ tướng, hoặc ít nhất cũng phải là ủy viên quốc hội. Ông Tạ, một khi đã như vậy, chúng ta sẽ đem tình hình báo lại cho phó cục trưởng Cố một tiếng. Ác nhân tuyệt đối phải nghiêm trị có phải không nào? Thái Anh liếc nhìn Tạ Thắng Cường một cái, lại nói thêm. Chỉ có điều việc này, Tiếu gia sao lại không ra mặt? Chẳng lẽ bọn họ muốn ở một bên xem cuộc vui hay sao? Chắc là băn khoăn chuyện Tiếu Thập Lục muội rồi, hơn nữa, Tiếu Thập Lục muội có thể nói ra, có phải là anh Tiếu đã đáp ứng giao dịch gì với con gái? Tuy nhiên, anh Tiếu có thể cung cấp này đó thông tin thì cũng đã không coi chúng ta là người ngoài rồi. Tạ Thắng Cường nhận định. Tạ Thắng Cường vừa đi khỏi, Thái Anh liền cầm điện thoại lên gọi cho Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố họ Cố. Tin rằng với một tên côn đồ không có quyền không có tiền thì Phó Cục trưởng Cục Công thành phố có thể nặng nhẹ mà làm xong việc. Đương nhiên, xử lý thế nào, Phó Cục trưởng Cố tự nhiên đã hiểu. Cùng lúc đó, Vương Nhân Bàng bên này đang cảm thấy chán thấy mồ, liền từ trong Vương Gia Cốc đi ra. Mới vừa bước ra con đường nhỏ lát đá thì điện thoại vang lên. Vừa thấy dãy số, biết là Tiếu Thập Lục muội gọi tới, y vừa bắt máy đã lập tức mắng. Cô còn có mặt mũi gọi điện thoại đến, Vương Nhân Bàng tôi không giao du cùng loại đàn bà ăn ở hai lòng, chân đứng hai thuyền bắt cá hai tay, như cô, chúng ta sau này không cần liên lạc lại nữa. Nói xong liền cúp điện thoại. Tuy nhiên, lập tức điện thoại lại vang lên, vừa thấy, vẫn là Tiếu Thập Lục muội thì y thẳng tay dập luôn. Tuy nhiên, liên tiếp đến vài lần. Tiếu Thập Lục muội vẫn gọi tiếp, cậu chàng này tức giận quá, liền đành bốc máy quát. Người đâu phiền vậy ta, cô muốn làm gì? Có phải muốn thị uy với tôi rồi đi tìm cái tên mặt hoa da phấn kia mà hú hí? Bố chỉ hận lúc ấy làm sao lại không phế nó đi, mẹ nó, cô cũng muốn tìm một nhà khá giả đấy, giống tốt đấy, đừng quá bẩn thỉu như tôi đây có phải hay không, có thấy mất mặt không hả? Thật là, cái thứ như vậy mà cô cũng thèm. Cô không phải là chẳng ai thèm vào nữa chứ. Vương Nhân Bàng đem toàn bộ cơn giận phát tiết đi ra, lời lẽ thật sự cay độc. Anh Bàng, anh nghe em nói được không? Tiếu Thập Lục muội cầu khẩn. Không nghe không nghe, nghe cái rắm. Vương Nhân Bàng lại quát. Không nghe thì thôi, nhưng người bị anh đánh hôm đó là Tạ Thủy Đông, cha y tên là Tạ Thắng Cường, phó trưởng ban thư ký đương nhiệm của nội các chính phủ, cán bộ cấp bộ trưởng. Bọn họ đã báo án rồi. Là báo án lên quận Lục Dương đấy, anh tốt nhất là chú ý một chút. Hơn nữa, nghe nói bọn họ có người quen bên Cục Công an thành phố. Tiếu Thập Lục muội sợ Vương Nhân Bàng lại tắt điện thoại, liền khẩn trương đem tình hình bên Tạ ra nói tuốt tuột ra một hơi, vẫn là sợ Vương Nhân Bàng bị thua thiệt. Phó trưởng ban thư ký, cán bộ cấp bộ trưởng, chức quan to nhỉ, Vương Nhân Bàng này không quan không tước không tiền không chức, bố cứ thây kệ đấy, chân trần còn sợ đi giày sao. Xem thủ bọn chúng có thể lan em ép gì tôi nào. Bọn họ có người bên Cục Công an thành phố sao, tôi sẽ đi ngay bây giờ, đến Cục Công an thành phố giao lưu một vòng, xem bọn họ có thể làm gì nổi tôi chứ. Cái gì vậy, cho là có quyền muốn gì được nấy sao? Vương Nhân Bàng lại tức giận điên lên, cạch một tiếng cúp luôn điện thoại. Bên trong truyền đến tiếng Tiếu Thập Lục muội như sắp khóc đến nơi. Anh ngàn vạn lần đừng có đi. Chương 2131, xúc tu vươn đến Triệu gia. Tuy nhiên, Vương Nhân Bàng đã không nghe rõ nữa rồi. Anh chàng này thật đúng là nói là làm liền, lập tức lên xe, phóng hết tốc lực lên Bắc Kinh nhằm hướng Cục Công an thành phố mà đi.
Thật ra, Vương Nhân Bàng không có ý thức được, y đã dần dần yêu Thập Lục Muội mất rồi. Bằng không, cơn giận đâu có lớn đến thế, thật ra chính là y đang ghen đó thôi. Hôm nay Triệu gia ở biệt thự Tây Viên vẫn là khá náo nhiệt, cô Tư nhà họ Triệu cũng về ăn cơm tối. Cô nàng này rất ít khi về nhà ăn bữa cơm. Tên mày dẫm mắt to Triệu Phóng Hào rửa ráy tay chân rồi ra ngồi ở phía bên phải bàn ăn, bên trái tự nhiên là chỗ của Triệu Quát. Tuy nhiên, nếu ông anh cả ở Việt Đông là Triệu Sương Sơn trở về, chỗ của Triệu Quát ắt là phải nhường lại cho y. Theo thứ tự mà ngồi tự nhiên đã trở thành quy củ của Triệu gia. Thấy Triệu Bảo Cương từ trên lầu đi xuống, Triệu Mỹ Mỹ liền biết điều khéo léo tiến lên giúp Triệu Bảo Cương đi rửa tay. Tiểu Mỹ, ông không tinh quý như vậy, phải nhờ đến cô công chúa như con đến giúp đỡ, lão phu không dám nhận đâu. Triệu Bảo Cương tâm tình không tệ, không ngờ lại đùa vui với đứa cháu gái. Ông nội, xem ông kìa, làm cháu ngượng quá đi mất. Triệu Mỹ Mỹ nũng nịu. Ha ha ha. Triệu Bảo Cương gật đầu cười to một tiếng, Triệu Quát và Triệu Phóng Hào cũng mỉm cười. Bởi vì Triệu Phóng Hào đương nhiệm tư lệnh phó hạm đội Đông Hải, ở luôn bên ngoài, cũng chả khác gì Triệu Sương Sơn, đều là rất khó được về thăm nhà. Em có gì mà ngượng chứ, hoa ban đỏ hết mất rồi, người cũng trở nên xinh đẹp hấp dẫn hơn. Đáng tiếc cho viên thuốc của ông, Mỹ Mỹ, em phải bồi thường cho ông đó. Cô Tư nhà họ Triệu liền trêu ghẹo cô em họ. Chị à, chị lại đi hỏi lại hắn đòi thêm một viên có được không? Triệu Mỹ Mỹ lại chạy đến trước mặt Triệu Tứ kéo tay bà chị họ mà làm nũng. Hắn là ai vậy ta? Triệu Phóng Hào không khỏi xen mồm vào hỏi. Hừ, em biết ngay là tứ tỷ keo kiệt, có thứ tốt liền giữ cho mình dùng. Triệu Mỹ Mỹ hừ nói. Em còn không biết xấu hổ mà nói thế, chẳng phải chỉ có một viên cũng đem cho em rồi sao, đau lòng quá, ha ha ha. Cô Tư nhà họ Triệu mỉm cười, liếc nhìn Triệu Mỹ Mỹ một cái, nói. Hay là em đi mà van mà cầu hắn, không chừng hắn gặp phải người có bộ dạng như hoa như ngọc thế này lại ấm đầu mà cho em thêm mấy viên. Đàn ông là tâm tư phức tạp khó nói lắm đó. Cái con quỷ hẹp hòi kia, sao chị không đi cầu hắn luôn đi? Triệu Mỹ Mỹ lắc lắc đầu. Được rồi, ngồi xuống ăn cơm. Triệu Bảo Cương vẫy tay ra hiệu. Ai nấy liền nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ ghế dựa để ngồi vào bàn. Phóng Hào, chẳng mấy khi con về đây, tình hình dưới đó vẫn ổn chứ? Triệu Bảo Cương cất tiếng hỏi. Tất cả đều bình thường, chỉ có điều, bên anh hai như thế nào thì vẫn còn chưa có động tĩnh. Triệu Phóng Hào hỏi thế, đương nhiên là hỏi chuyện cấp bậc thượng tướng của Triệu Quát. Đây là Triệu gia tính toán trước hết để cho Triệu Quát lên quân hàm, về sau lại tiếp tục nghĩ cách kiếm một chức vụ cố định. Tỷ như, tư lệnh viên của mấy quân khu lớn hoặc nhân vật số 1 ở 4 tổng bộ lớn. Tốt nhất là có thể thúc đẩy cho y tiến vào ủy ban quân giới, đây là hy vọng lớn nhất của Triệu gia. Bởi vì, ở khối chính giới Triệu Sương Sơn đã tiến vào chính ủy hội. Nếu có thể có thêm một ủy viên trong ủy ban quân giới thì xem như là hai tầng đảm bảo rồi. Việc này không nhanh như vậy được. Triệu Quát đáp mà trong lòng buồn bực nghĩ cách đối phó với sự việc nảy sinh trước mắt. Ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi. Còn chú lần này trở về có việc gì? À, có chút chuyện nhỏ, đang muốn bàn với anh. Triệu Phóng Hào nói rồi liếc nhìn Triệu Mỹ Mỹ một cái. Đợi chút nữa vào thư phòng rồi nói tiếp. Triệu Quát nói vậy vì bình thường chuyện nghiêm túc đều được bàn bạc ở thư phòng, trên bàn cơm mà đem ra nói chuyện thì đều là những việc có thể công khai mà không can hệ đến ai. Không sao, nói luôn ở đây cũng được, cũng không có gì lớn mà. Triệu Phóng Hào đáp. Ừ. Triệu Quát gật gật đầu. Một thời gian trước hình như bên cảnh vệ khu có giữ một người tên là Hứa Tam Cường có phải hay không? Triệu Phóng Hào cũng không chần chừ mà trực tiếp hỏi luôn. Chú hỏi hắn làm gì? Triệu Quát hơi sững sờ, nhìn chằm chằm Triệu Phóng Hào. Nếu như không có chuyện gì quan trọng, liệu có thể? Triệu Phóng Hào úp mở. Tuy nhiên, ý tứ này, tin rằng Triệu Quát đã hiểu. Bọn họ chạy đến chỗ chú rồi à? Xem ra, rất có lòng đó. Triệu Quát thản nhiên hừ một tiếng. Giải phóng mặt bằng xây dựng chỉ là một chút chuyện nhỏ, làm gì mà cảnh vệ khu phải ra mặt phải không nào? Triệu Phóng Hào nói. Việc nhỏ, chỗ kia hơi đặc thù, chú đã tìm hiểu rõ chưa? Tin rằng chú sẽ không lỗ mãng như vậy chứ? Triệu Quát giọng điệu dần dần nặng nề hơn.
mà Triệu Mỹ Mỹ cùng Triệu Tứ và những người khác vừa thấy thế, biết bọn họ bàn chuyện dần đến chỗ trọng yếu, mấy người cũng liền biết điều nói là ăn no rồi mà rút lui trước. Nghe nói bọn họ treo cái biển sở khoa học quân sự, tuy nhiên, hẳn là giả mạo đấy. Việc này, nếu quả thật tra ra được, phỏng chừng Diệp Phàm cũng sẽ phiền toái. Đám trẻ, cũng quá vọng động rồi. Thật ra, tập đoàn Thủy Đông có thực lực như thế nào, hắn hẳn là đã có điều tra qua. Thanh niên khi nóng nảy lại dám đấu với tập đoàn Thủy Đông hay sao? Triệu Phóng Hào nói. Giả mạo, chú dựa vào cái gì mà nói tấm biển kia là đồ giả mạo? Triệu Quát nhíu mày liếc nhìn Triệu Bảo Cương một cái, đối với việc ông em làm lung tung mà dính vào đã có chút không vừa ý rồi. Mà Triệu Bảo Cương cứ như không nghe đến câu chuyện của hai anh em nhà này, đang từ từ thưởng thức một chén canh hạt sen. Có người điều tra, lộ ra mặt sau có dấu vết bổ sung thêm vào. Triệu Phóng Hào đáp, biết là bổ sung mà mày còn hỏi. Lúc này, không thể ngờ được Triệu Bảo Cương liếc nhìn Triệu Phóng Hào một cái rồi xen mồm vào hừ một tiếng. Việc này, con cũng có nghe Hứa Lan nói. Gia tộc ở Đông Môn cửa Đông kia có quan hệ với cha của Hứa Lan. Chuyện đó cũng không quan trọng, chủ yếu là tư lệnh phó hạm đội Trần Trương không phải là muốn rút lui sao? Triệu Phóng Hào chợt hỏi. Chú muốn ngồi lên vị trí kia của hắn. Triệu Quát lạnh lùng hừ nói, chân mày nhíu lại chặt hơn. Việc này, Triệu Phóng Hào sắc mặt căng thẳng, có chút khó chịu. Bởi vì, hắn nghĩ tới chuyện của anh hai. Hồ đồ! Triệu Bảo Cương đột nhiên cầm chén dằn mạnh xuống bàn, nhìn Triệu Phóng Hào mà rằng. Mày cho là cái ghế của Trần Trương dễ leo lên như vậy sao? Bố sớm đã rõ về tình hình bên Trần Trương, vì sao vẫn giấu giếm mà không cùng bàn một chút về chuyện liên quan đến phương diện này? Sao mày không chịu khó mà ngẫm lại, cú làm lung tung rồi dính vào? Hiện giờ chuyện của anh hai mày mới là đại sự. Bố biết, mày muốn tranh thủ thời cơ vừa đem quân hàm cất nhắc tới trung tướng và cũng muốn ngồi lên vị trí tư lệnh phó thứ nhất của hạm đội. Tuy nhiên, thời cơ chưa chín muồi. Triệu gia không có khả năng cùng lúc đỡ hai người đi lên. Chuyện anh hai mày đã gây sức ép khá lâu mà vẫn chưa được duyệt. Nếu đem vào chuyện của mày nữa, mày có chịu nghĩ đến hậu quả không? Con cũng đã sớm suy xét quá, con nghĩ ảnh hưởng không phải lớn lắm. Không phải nghe nói chuyện anh hai là ván đã đóng thuyền rồi sao? Triệu Phóng Hào liếc nhìn hai người rồi tiếp. Con cũng không phải là muốn cùng anh hai tranh giành cái gì, chỉ có điều, Hứa ra bên kia cũng có một nhóm người, nói là có thể ra sức trong phương diện này. Hơn nữa, chúng ta kết đồng minh với bọn họ cũng là có ý tứ này. Nói mày hồ đồ mà còn không thừa nhận, đồng minh thì sẽ đồng ý sao? Mày thật đúng là để vàng đỏ nhọ lòng son rồi. Mày cho là đám đồng minh hiện giờ của nhà ta tốt bụng lắm hả con? Người ta đỡ mày đi lên là có ý tứ gì, tự nhiên là hy vọng quấy nhiễu chuyện của anh hai mày rồi. Cuối cùng, mày thì lên đấy, nhưng anh hai mày thì sao, nhà chúng ta sẽ thua thiệt lớn. Triệu Bảo Cương thiếu chút nữa là nổi giận. Phóng Hào, anh cũng không phải muốn nhất định phải lên trước lần này. Chỉ có điều, lần này bố mình đã tốn rất nhiều công sức rồi. Dồn sức như vậy, nếu không thành công, chúng ta lại còn phải nợ người ta một ân tình. Hơn nữa, anh hai lên rồi, vài năm nữa chuyện của chú chẳng lẽ còn không thể nâng lên. Chú không hiểu đâu, chuyện này rất phức tạp, nhất thời có nói cũng không rõ được. Triệu Quát trong lòng cũng có chút giận, không thể ngờ được ông em thứ ba lại dám cùng mình đoạt lấy mạch tài nguyên của gia tộc. Chuyện kiểu này âu cũng là bình thường, trong những gia tộc lớn, con cháu nhiều. Tài nguyên của cải cũng là có hạn. Triệu Phóng Hào đương nhiên cũng sợ Triệu gia đem toàn bộ sức người sức của đổ vào Triệu Quát và Triệu Sương Sơn mà bỏ qua mình. Triệu Phóng Hào đương nhiên là không vừa ý rồi, hắn là đang dùng này để nói cho ông bố Triệu Bảo Cương là cũng không thể bỏ quên đứa con thứ ba này sang một bên được. Thời buổi này chỉ có đem quyền lực chức vị nắm trong tay mới đúng là lợi ích thực tế. Mặc dù là anh em ruột thịt nhưng khi có ích lợi trước mắt thì tính sao đây? Nếu Triệu Bảo Cương không cẩn thận mà cưỡi hạc về Tây thì chuyện ông anh hai có giơ tay thành thực trợ giúp y hay không cũng còn khó nói. Cho đến lúc này, Triệu Phóng Hào có muốn khóc cũng vô dụng. Thời buổi này chuyện huynh đệ tương tàn còn phát sinh chứ đừng nói là giúp đỡ nhau. Mày có biết chủ nhân tòa nhà kia là Diệp Phàm, sao mày còn đi làm như thế? Mày thực sự nghĩ rằng Diệp Phàm hiền khô như tượng đất nặn ra có phải hay không? Hắn vốn cũng không phải là hạng trẻ trâu có thể để cho người khác tùy tiện uốn nắn.
Chuyện lần này, đoán chừng là Diệp Phàm cố ý để yên như thế. Mày cho là hắn đần như vậy, có kiểu ra không cầu mà lại đến cầu chúng ta. Mày chịu khó suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp đi cầu Kiều Hoành Sơn, tin rằng hắn sẽ không cho anh hai mày dễ thở. Chẳng lẽ cảnh vệ khu đến một chút mặt mũi cũng không nể nang Kiều gia đại viện? Hắn vì sao không đi cầu, nội tình ở đây chỉ có hắn là rõ. Còn nữa, nếu Diệp Phàm đã dám giả mạo treo tấm biển sở khoa học quân sự mà lại còn có người tái ký bổ sung thì mày thử nghĩ xem ai đi bổ sung cho hắn hả? Đây chính là tấm biển của bên Bộ Quốc phòng, không phải con chó con mèo đều có thể treo lên bất cứ lúc nào. Chỉ một chút khứu giác chính trị đấy mà mày cũng không có, bố rất thất vọng. Con ơi là con, chưa tỏ tường sự việc mà nhúng tay lung tung đối với mày mà nói, đó là đòn chí mạng đấy con ạ. Cho nên, chuyện của mày tạm thời cũng không cần nói. Rèn luyện thêm vài năm rồi nói sau, mày cũng không cần chửi bố bất công, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, cha đối với mấy anh em bọn mày coi trọng như nhau. Chỉ có điều, cơ hội thì nhất thiết phải chia làm sao trước. Triệu Bảo Cương nói ra những lời rất thấm thía. Bố ạ. Đúng là con đã hơi thiếu suy nghĩ. Triệu Phóng Hào tuy nhận sai nhưng thật ra, trong lòng vẫn là có chút không phục. Có phải mày vẫn còn nghi hoặc? Triệu Bảo Cương hiểu được lòng dạ hẹp hòi của đứa con thứ ba này, liền trực tiếp hỏi luôn. Con không có, cha và anh hai đều nói như vậy thì con sẽ không quản chuyện hứa ra nữa. Triệu Phóng Hào vội đáp. Mày suy nghĩ một chút xem mày muốn quản cũng có được không? Chuyện lần này anh hai mày đã nhận lời Diệp Phàm rồi. Nếu lật lọng, Triệu gia chúng ta sẽ thành cái gì, đó là một vấn đề rất nghiêm túc. Đặc biệt trong phương diện này, mày phải chú ý tầm ảnh hưởng. Còn một điều bố phải nhắc nhở mày, Diệp Phàm không hề đơn giản như vẻ ngoài đâu, tiểu tử này, là con quỷ thật sự đó. Hơn nữa, năng lực là không nhỏ. Triệu Bảo Cương rất thận trọng dặn dò. Chương 2132, Triệu Lão đánh giá về Diệp Phàm. Con thừa nhận là con đã suy xét có chút không thỏa đáng rồi, tuy nhiên, cha cũng tôn sùng Diệp Phàm quá thể rồi đó. Triệu Phóng Hào có chút không phục. Em ba, đừng tỏ vẻ không phục nữa, Diệp Phàm thực lực thế nào em còn chưa có thực sự lĩnh giáo qua. Triệu Quát liếc nhìn Triệu Phóng Hào một cái rồi tiếp. Thật ra, có một số người em không thể chỉ nhìn qua vẻ ngoài. Triệu Quát trước kia ở căn cứ Vịnh Lam Nguyệt tại Thủy Châu đảm nhiệm qua chức tư lệnh viên, cho nên... biết được thân phận của Diệp Phàm ở tổ A. Tuy nhiên, việc này lại không thể nói rõ, chỉ có thể là áp dụng phương thức úp mở mà nhắc nhở một chút ông em Triệu Phóng Hào thôi. Một tên trẻ tuổi không có xuất thân gốc gác mà chỉ dựa vào Kiều gia đại viện bám váy ăn chút cơm thừa, dựa vào cái gì mà dám bày đặt nói chuyện cùng Triệu gia chúng ta. Chúng ta làm vậy không phải là quá cẩn thận rồi chứ, bộ dạng như vậy rất có thể sẽ khiến những người khác coi thường đó. Kể cả là chức vụ hắn hiện tại đang đảm nhiệm cũng không có gì, tầm bao quát chỉ ở một địa phương, lãnh đạo ở một đô thị cấp 3 là cùng, thế thì có là gì? Triệu Phóng Hào vẫn còn có chút không phục. Thật ra, Triệu Phóng Hào cũng không phải không phục Diệp Phàm, mà là đối với thái độ gia tộc với mình vẫn là khó có thể chấp nhận, Diệp Phàm chỉ là cái cớ thôi. Hừ, chỉ với thân phận của hắn bây giờ mày đã phải xách dép theo hắn mà học tập nhiều lắm rồi. Người ta chí ít cũng đã ngồi lên được vị trí hiện tại. Nếu đổi lại là mày ở tầm tuổi đó, dựa vào Triệu gia này lo lót cũng mới chỉ được làm trung tá. Nếu không có Triệu gia, tao thấy với mày ngay cả quân hàm thiếu tá cũng đều là giấc mộng. Còn dám dỗi hơi đi phê phán người khác, làm người phải tự biết thân biết phận mới đúng, kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại là sẽ không tốt đẹp gì đâu. Triệu Bảo Cương đã có vẻ giận, lần này giọng điệu nghiêm túc hơn nhiều. Thật ra, Triệu Lão lẽ nào không hiểu được chút tâm tư của Triệu Phóng Hào. Đó là Lão chỉ đang cảnh cáo đứa con Lão phải lấy đại cục làm trọng, nghĩ cho Triệu gia. Bằng không, không có Triệu gia thì chúng mày cái gì cũng không có sất. Con hiểu ạ. Triệu Phóng Hào mặt hơi hơi ửng đỏ, gật đầu bất đắc dĩ, hiểu được ông bố đã nổi giận rồi. Lúc này mà tiếp tục cứng rắn thì xác định là tạo thêm ấn tượng trong suy nghĩ của Lão già. Đó đương nhiên không phải kiểu ấn tượng tốt đẹp gì rồi, nếu thực chọc giận ông bố thì sau này ông có thể sẽ bỏ mặc y, nếu vậy thật thì cũng coi như y đã bị Triệu gia quay mặt. Đại gia tộc thì sẽ không có khả năng đi giữ cân bằng từng nhà mà sẽ luôn có lấy có bỏ. Hơn nữa, nếu thực sự khiến cho người cầm lái trong nhà có ấn tượng xấu, vậy thì đúng thật là có nguy cơ sẽ bị gia tộc lãnh đạm gạt sang bên.
Tin tức bất lợi từ phía Triệu Phóng Hào không lâu sau thì được chuyển đến tai Hứa Chính Phong của Hứa gia ở cửa đông. Trấn Lưu à, tại sao có thể như vậy chứ? Hứa Chính Phong nhìn thủ hạ thân cận ngồi trên ghế đối diện là Trương Trấn Lưu một cái, có chút chán nản, cạch một tiếng trên bàn, y đã ném chiếc bút ngòi vàng thẳng xuống bàn làm việc. Tôi cũng không rõ lắm, Triệu Phóng Hào giọng điệu rất uyển chuyển. Tuy nhiên, thái độ cũng là rõ ràng dứt khoát chứ chẳng phải mơ hồ gì. Y nói, đây là quyết định của Triệu gia. Trương Trấn Lưu sắc mặt trở nên hơi khó coi. Quyết định của Triệu gia à? Vừa nghe vậy Hứa Chính Phong cả người đều ngồi thẳng dậy. Hai chữ Triệu gia thôi nhưng so với Triệu Quát là hoàn toàn khác nhau đấy, phân lượng hoàn toàn khác nhau. Hứa Chính Phong nhạy bén cảm giác được mà chân mày kia không khỏi nhíu lại. Ừ, là Triệu gia quyết định nhưng cũng chẳng phải là Triệu Quát không đồng ý. Trương Trấn Lưu thận trọng gật gật đầu. Chẳng lẽ thật sự không còn đường sống? Hứa Chính Phong có chút căm tức thốt lên. Vô dụng thôi, Triệu Phóng Hào đã nói qua rồi, thái độ cũng vô cùng rõ ràng dứt khoát, hơn nữa còn nhấn mạnh Triệu gia đã quyết định những lời này. Vậy thì chuyện này lo bên Triệu gia coi như không xong rồi. Nếu vậy thì có tìm ủy viên Trương cũng chẳng có tác dụng gì nữa rồi. Ủy viên Trương cũng không có khả năng sẽ cam chịu mạo hiểm mà đắc tội Triệu gia để giúp chúng ta van xin hộ. Trương Trấn Lưu nhận định. Triệu gia quyết định thì có nghĩa đây là Triệu lão gia quyết định, Triệu gia đã quyết định chuyện thì chúng ta có muốn tìm một nhân vật đủ sức đứng ra lật ngược thế cục thì thử hỏi cũng có mấy người bằng Triệu gia. Hơn nữa, mặc dù còn có thể tìm ra bốn gia tộc như vậy, nhưng người ta khẳng định cũng sẽ không chịu ra tay kiểu phiêu lưu mạo hiểm quá lớn vậy. Trấn Lưu à, đây là trực tiếp phát sinh xung đột với Triệu gia, mà Triệu gia cũng sẽ vì quyền uy của mình mà khẳng định là phải ra tay. Chẳng lẽ chúng ta thật sự hết cách luôn rồi hả? Hứa Chính Phong thở dài, ánh mắt giống như có chút đau đớn mà nhắm nghiền hai mắt lại. Việc này cũng không biết sao lại thành ra thế. Có lẽ cũng không phải là chủ nhân họ Diệp của Hồng Diệp Bảo, biệt thự lá đỏ kia có bao nhiêu thực lực. Đương nhiên, thực lực người này khẳng định cũng là không nhỏ, không ngờ lại có thể làm công tác tư tưởng với bên Triệu gia. Tuy nhiên, nghe nói Triệu gia cũng chẳng ăn ý gì mấy với Tôn Lực bên cảnh vệ khu cục cảnh vệ bộ quốc phòng. Chúng ta liệu có thể dụng chút công phu ở thượng tầng này hay không? Tỷ như, chúng ta đi gây mâu thuẫn giữa tập đoàn thế lực của Triệu gia và Tôn Lực, không chừng còn có thể đục nước béo cò mà lôi Tam Cường ra. Trương Trấn Lưu lại đề xuất ra một chủ ý. Không ổn. Hứa Chính Phong liền trực tiếp bác bỏ khiến Trương Trấn Lưu có chút không hiểu, Hứa Chính Phong thở dài mà rằng. Đối kháng ở cấp độ tập đoàn kiểu bọn họ, trừ phi là đề cập đến lợi ích trọng đại của bản thân, bằng không, sẽ không thể nào phát sinh kiểu mâu thuẫn đối kháng đấy. Tỷ như Trung Quốc và Hoa Kỳ hay Hoa Kỳ với Nga, nhưng nước lớn như vậy sẽ để phát sinh chiến tranh trực diện hay sao? Tuyệt đối sẽ không. Trương Trấn Lưu gật gật đầu, dường như có chút sáng tỏ, liền liếc nhìn Hứa Chính Phong một cái bảo. Thường thì nước lớn như vậy tất sẽ sai khiến một bên thứ ba theo phương thức gián tiếp để phát sinh xung đột. Tỷ như trợ giúp kinh tế, ngầm cung cấp vũ khí. Hoặc tìm ra điểm yếu của đối phương để thêu dệt chuyện thị phi, kích thích độ mẫn cảm thần kinh nhằm làm suy yếu thực lực đối phương. Khiến quốc gia động loạn, phá vỡ xu thế phát triển kinh tế đang đà tốt đẹp khiến cho chậm lại dần tiến đến lạc hậu so với quốc gia bọn họ nhằm tạo ra mối uy hiếp từ gốc rễ. Đây là cách bọn họ ngầm giao chiến. Là thông qua bên thứ ba để biểu hiện ra. Trên thực tế chính là đang ở sau thao túng. Ông thử nói xem, có quốc gia nào có thể sai khiến Mỹ với Nga đánh nhau trực diện một hồi để làm kẻ đứng bên trục lợi hay sao? Hứa Chính Phong lại hỏi. Không có, ít nhất, hiện nay vẫn chưa thấy. Nếu như là nước nhỏ đi làm chuyện này, kết quả cuối cùng là mất lòng cả hai bên kia, không chừng còn có thể bị hai bên kia nuốt chừng. Cuối cùng là tự thiệt lấy thân. Đến lúc mà các nước liên hợp lại vây công thì cảnh suy sụp của nước đó đã không còn xa nữa rồi. Trương Trấn Lưu đáp. Đúng vậy đó, chúng ta nếu so với Triệu gia hay Tôn Lực thì vẫn còn thua nhiều lắm. Tuy nói Hứa gia chúng ta có tương đối có thực lực về kinh tế, cũng có được quyền phát ngôn nhất định. Nhưng so với vòng tròn quyền lực của Triệu gia hay Tôn Lực thì cũng giống như cái nước nhỏ vừa nói lúc nãy. Cậu còn có chủ ý muốn đánh bọn họ, kết quả sẽ chính là tự chịu diệt vong mà thôi. Nước lớn như người ta còn lo mình ra tay đi gây với họ sao, chỉ cần mình động thủ thì bọn họ sẽ có cớ để ra tay. Hứa Chính Phong làm như đang nói chuyện quốc tế, thật ra tất cả đều là mượn đây đó để bàn chuyện của mình,
chỉ là lấy ví dụ so sánh mà thôi. Nếu không thể cứng rắn mà áp chế Triệu gia thì chỉ có thể đi con đường thứ ba rồi. Trương Chấn Lưu vẻ mặt có chút xấu hổ. Ông mà cũng nói muốn cùng tên chủ nhân họ Diệp của Hồng Diệp Bảo đàm phán sao? Hứa Chính Phong thản nhiên hừ một tiếng, nếu quả thật phải như thế thì Hứa Chính Phong cảm thấy chẳng khác gì đeo mo vào mặt, đương nhiên sắc mặt ngày càng khó coi. Có cách gì nữa chứ, chuyện trong thiên hạ, cũng không phải cái gì Hứa ra chúng ta cũng giải quyết được phải không nào? Đôi khi, khi không có cách nào nữa thì chỉ có thể áp dụng biện pháp thỏa hiệp, trước tiên phải cứu Tam Thiếu gia ra mới là thượng sách, bằng không Tam Thiếu gia mà vẫn trong tay bọn họ thì e là sẽ chịu nhiều thủ đoạn độc ác. Tôi nghe ngóng được, nghe nói Hồng Diệp Bảo còn treo tấm biển sở nghiên cứu khoa học của bên Bộ Quốc phòng. Mà cảnh vệ khu bắt người cũng là vì lý do này, đến lúc đó, nếu Triệu gia thật sự phải ra tay, chuyện Tam Thiếu một khi đưa ra bàn bạc nghiêm túc thì phỏng chừng còn phải ra tòa án quân sự. Loại hậu quả này, không có khả năng là chúng ta muốn gặp phải đâu. Cho nên hôm nay nhất định phải tiếp xúc với bên Hồng Diệp Bảo. Tôi nghĩ, bọn họ vẫn chưa áp dụng cực hình với Tam Thiếu gia, phỏng chừng cũng là đang chờ chúng ta theo chân bọn họ bàn bạc. Một khi bọn họ mất đi kiên nhẫn, có lẽ sẽ phiền toái đó. Chủ tịch Hứa, việc này theo tôi là không thể kéo dài thêm, rõ ràng phải lập tức hành động. Hãy để tôi ra mặt nói chuyện trước với quản gia Lý Thành của Hồng Diệp Bảo. Nếu như có thể khiến ông chủ họ Diệp ra mặt thì càng tốt. Tôi nghĩ, bọn họ đơn giản là trong mắt cũng chỉ có tiền thôi, chắc muốn đòi một ít bồi thường gì đó. Người thì sẽ được thả về, coi như là chúng ta nộp một ít học phí là được. Về phần gỡ bỏ khúc mắc với họ Diệp kia thì chúng ta khẳng định không thể để như vậy mà xong. Đợi cơn sóng gió này qua đi còn sợ không tìm thấy lý do ra tay hay sao? Hồng Diệp Bảo kia không có khả năng cứ xin Triệu ra bảo vệ cho mãi được. Tôi nghĩ, quan hệ của bọn họ hẳn cũng chỉ là về mặt lợi ích. Tên chủ họ Diệp kia biết cách làm thân với Triệu gia, phỏng chừng, cái giá phải trả cũng chẳng rẻ gì. Trương Chấn Lưu kiên trì khuyên nhủ. Việc này cứ giao cho ông đi làm vậy, tiền không phải là vấn đề. Hàn Tín năm đó còn có thể nhẫn nhịn chuyện nhục nhã chui qua háng người ta, Hứa Chính Phong tôi là người hiện đại. Việc này, Chấn Lưu à, ông quá coi thường tôi rồi đó. Hứa Chính Phong hừ một tiếng. Tôi không có ý đó thưa Chủ tịch Hứa. Trương Chấn Lưu trong lòng chấn động, vội vàng muốn giải thích, tuy nhiên, Hứa Chính Phong chỉ khoát tay áo, nói. Không sao, tôi biết ông không có ý đó. Đứa nhỏ Tam Cường này là do ông một tay nuôi lớn. Ông lo là nó sẽ bị thương tổn, tôi không phải là không như thế. Ông cứ đi đi, bọn họ ra điều kiện gì thì ông lập tức báo cho tôi ngay. Diệp Phàm vừa mới trở lại Hồng Diệp Bảo, Kiều Viên Viên đã pha một ấm trà ngon. Diệp Phàm vừa mới nhấp vào một ngụm, Kiều Viên Viên đã như có chút oán trách mà rằng. Sao đến bây giờ vẫn chưa sửa chữa lại, bộ dạng như vậy còn để tới khi nào, nhà chúng ta sắp biến thành bãi rác rồi. Anh có biết có bao nhiêu người chê cười nhà ta không? Người ta đang đấu trí, phải xem ai kiên nhẫn hơn đã. Nhưng anh đã cho Hứa ra thời gian cả đêm rồi. Sáng ngày mai nếu không có người tới nói chuyện thì buộc lòng anh phải cho thêm vị thuốc mạnh hơn. Anh cũng không tin, Hứa Tam Cường có thể chống lại sức ép từ tòa án quân sự. Diệp Phàm bình tĩnh hừ nói. Vậy được, ngày mai nếu không ai tới, em cũng phải nói với bác cả một tiếng thôi. Kiều Viên Viên gật gật đầu. Không cần, việc này, anh không cần bọn họ nhúng tay. Diệp Phàm hừ nói. Ôi ông xã của em thích thể hiện vậy ta. Chúng ta là người một nhà, anh lại khách khí rồi đó. Cái gì gọi là thân thích, là đôi khi nên hỗ trợ thì sẽ ra tay. Bằng không, thân thích để làm cảnh hay sao? Kiều Viên Viên tíu tít luôn một hồi. Thân thích, cũng phải xem là nhằm vào ai. Đương thời, rất nhiều thân thích sớm bị cái lợi làm mù hai mắt. Trong con mắt của bọn họ chỉ có lợi ích và quan hệ, cũng không có quan niệm thân thích nữa đâu. Chương 2133, Kiều Đại Tiểu Thư cả giận. Anh lại đang ám chỉ cha em phải không? Hay là ông anh của em? Kiều Viên Viên bất mãn nhéo tay Diệp Phàm một cái. Có lẽ là thế. Diệp Phàm cũng không phản đối những lời này, xem như cam chịu. Đúng lúc này thì Lý Thành đã tới, thưa. Tiên sinh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Hóa, Trương Chấn Lưu tiên sinh nói là muốn gặp. Tôi không muốn gặp ông ta, có chuyện gì thì ông cứ nói chuyện với y trước. Diệp Phàm khoát tay áo. Anh sợ cái gì chứ, anh không gặp thì em gặp,
em rất muốn coi coi là ai đập nhà của chúng ta. Anh nữa, sợ này sợ nọ, rốt cuộc sợ cái gì chứ? Muốn người ta hiểu chuyện cũng không cần phải như vậy, ra khỏi cửa cũng phải cẩn thận đắn đo như vậy thì còn sống mà làm gì? Kiều Viên Viên liếc nhìn Diệp Phàm một cái hờn dỗi, miệng bĩu ra đến mức có thể treo nổi một cái bình dầu. Về chuyện Hồng Diệp Bảo bị đập phá, Kiều Đại Tiểu Thư sớm đã căm tức đầy ra đấy. Anh sợ cái L. Diệp Phàm tức giận như điên rồi, vỗ vào hoa văn khắc long tháp kiểu sơn trại bên cạnh giường mà hừ nói, đoạn bảo Lý Thành. Thôi vậy, bảo ông ta vào đây. Trương Chấn Lưu có vai trò rất trọng yếu, Diệp Phàm đã sớm điều tra qua rồi. Nghe nói Hứa Tam Cường chính là được ông ta một tay nuôi lớn. Nếu Hứa Tam Cường thật sự là con riêng của Hứa Chính Phong, vậy có thể giải thích vì sao Trương Chấn Lưu, một giáo viên dạy học cho tới bây giờ vẫn ngồi vững ở vị trí. Phó Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Hóa, Hứa Chính Phong đây là đang báo ân đó thôi. Vị này chính là ông chủ Diệp tiên sinh của chúng tôi, còn vị này chính là phu nhân Kiều Tiểu Thư. Lý Thành vẻ mặt cung kính giới thiệu với Trương Chấn Lưu. Xin chào Diệp tiên sinh, xin chào Kiều Tiểu Thư. Trương Chấn Lưu gật gật đầu chào hỏi, tuy nhiên, Trương Chấn Lưu là thân tín của Hứa gia, tự nhiên cũng dưỡng thành ngạo khí nhất định. Lần này mặc dù là đến cầu người ta nhưng vẫn thể hiện được phong thái không kiêu ngạo mà cũng chẳng hề xiểm nịnh. Tuy nhiên, đối với ông chủ trẻ tuổi Diệp Phàm mà nói thì vẫn đủ khiến cho Trương Chấn Lưu lặng thần vài giây. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ không phải là người đó, mà là con của hắn. Tuy nhiên, theo trên tư liệu thì hình như là đúng rồi. Tập đoàn Hoàng Hóa của Trương tiên sinh thật là uy phong, không ngờ dám đập phá cả nhà của tôi. Kiều Đại Tiểu Thư bắt đầu nổi giận, Diệp Phàm cũng không lên tiếng, cứ cho nàng ta giải phóng một chút cũng tốt. Bằng không cả ngày lại cứ lải nhải bên tai hắn thì cũng đáng ghét. Diệp phu nhân, việc này, chỉ là do hiểu lầm. Hơn nữa, tập đoàn Hoàng Hóa chúng tôi chỉ hiệp trợ khu giải phóng mặt bằng làm việc. Nghe nói khu giải phóng mặt bằng xử lý cũng là có văn kiện quy hoạch chính thức đấy. Trương Chấn Lưu vẻ mặt bình tĩnh đáp lại, rõ ràng vẫn muốn đem đạo lý ra nói, không phải là muốn che đậy gì cả. Văn kiện quy hoạch, đó đều là do các người làm ra cả, đừng coi Kiều Viên Viên này là con ngốc. Các người muốn xây Quốc Đông Building gì đó là việc của các người, chỉ cần không đả động đến Hồng Diệp Bảo chúng tôi là được. Hồng Diệp Bảo tồn tại đã gần 200 năm lịch sử. Trên quận muốn quy hoạch dù sao cũng phải do ban ngành liên quan trên đó ra mặt lên tiếng kêu gọi. Khu giải phóng mặt bằng xử lý cũng phải ra mặt bàn bạc với chúng tôi trước chứ. Hoàn toàn không có ai nói gì, mà việc này, tuyệt đối không nên do tập đoàn Hoàng Hóa các người ra mặt. Nhà nước với tư nhân sao mà giống nhau cho được. Các người, đơn giản là núp lá cờ nhà nước đi làm việc riêng thôi. Kiều Đại Tiểu Thư vốn không ngu ngốc gì, ngôn từ là tương đối sắc bén. Trương Chấn Lưu không ngờ thiếu chút nữa bị cô nàng nói cho nghẹn họng. Kiều Tiểu Thư cũng đã nói. Kiến thiết đô thị cuối cùng cũng phải có quy hoạch tổng thể đúng không? Công trình lớn cũng không thể vì một hộ gia đình không chịu giải phóng mặt bằng mà bị đình công hoặc là hủy bỏ toàn bộ quy hoạch. Bây giờ hộ bị cưỡng chế kết quả sẽ như thế nào đây? Chúng tôi là đang hiệp trợ văn phòng ủy ban nhân dân hành sự, đây là động thái của nhà cầm quyền. Bữa đó đồng chí bên khu giải phóng mặt bằng đến xử lý đã nói rõ rồi. Trương Chấn Lưu cũng có chút tức giận, hắn là có chút bất mãn với thái độ của Kiều Đại Tiểu Thư. Động thái của nhà cầm quyền, giám đốc Trương, đem văn kiện có liên quan đưa cho Diệp Phàm tôi xem qua được chứ, rốt cuộc là cấp chính quyền nào, là ai phê chuẩn phải dỡ nhà Diệp Phàm này. Diệp Phàm đột nhiên vỗ bàn, thản nhiên hừ một tiếng. Chắc là hắn đã cảm thấy im lặng mãi cũng không được. Người hiền quá bị người bắt nạt, ngựa hiền quá bị người ta cưỡi lên lưng. Cho nên, Diệp Phàm quyết định nên lên giọng một hồi. Bằng không. Ai cũng tưởng có thể tới Hồng Diệp Bảo làm loạn như lũ xê. Đấy thì hắn còn mong sao được hai chữ an bình. Rõ ràng mượn cơ hội này lộ ra tấm biển gây kinh sợ một chút cũng tốt, bằng không cứ thế mãi không dứt thì kể ra cũng đáng ghét. Muốn xem văn kiện thì rất đơn giản, hẳn là tôi vừa rồi đã quên giới thiệu cho anh một chút. Trương Chấn Lưu cố ý dừng lại một chút khẽ ra hiệu cho một cán bộ có vẻ ngoài khá dễ nhìn, đeo kính, đóng bộ Âu phục đen đang đứng bên. Vậy Diệp Mỗ rất muốn nghe xem ông giới thiệu kiểu gì. Diệp Phàm quét mắt sang người trung niên kia, thản nhiên hừ nói. Không cần giới thiệu, tôi là Trần Thuận Phong, chắc là ông chủ Diệp cũng chưa từng nghe qua tên họ. Tôi công tác ở Ủy ban Nhân dân quận,
được phân công quản lý mảng kiến thiết, bao gồm cả quy hoạch giải phóng mặt bằng. Người trung niên đeo kính tên Trần Thuận Phong trên mặt hiện lên sự vênh váo thường thấy của cán bộ khi đối mặt với dân chúng. Ồ, phân công quản lý kiến thiết, ha ha, đó là phó chủ tịch quận Ngũ Mã rồi. Diệp Phàm thản nhiên cười cười, cũng không có ý đứng lên nghênh đón một chút, hắn chỉ liếc nhìn Kiều Viên Viên một cái bảo. Viên Viên, người ta là quan phụ mẫu tới rồi, em mau đi pha ly trà đi. Hay là dùng loại lần trước anh mang về ấy. Ông chủ Diệp, anh ấy là phó chủ tịch thường trực quận này. Lúc này, một thanh niên dáng thư ký bên cạnh Trần Thuận Phong hơi có vẻ đắc ý bổ sung thêm một câu. Giám đốc Trương, anh rất có năng lực đó nha. Không chỉ đường đường là phó chủ tịch thường trực quận mà ngay cả cán bộ chính thức cấp phó giám đốc sở cũng thành người hầu của nhà anh mất rồi. Diệp Mỗ cuối cùng đã thấy được lực lượng của tập đoàn Hoàng Hóa. Cũng không nhỏ đâu. Diệp Phàm thản nhiên mỉm cười một tiếng, chuyển sang dùng quan thoại, tự nhiên là đang mỉm cười châm chọc người ta. Ông chủ Diệp nói gì vậy, chủ tịch quận chúng tôi khi nào lại thành phận đầy tớ người hầu. Người ta là chủ soái đầu trận, cho nên mới đứng ở phía sau. Không giống như một số kẻ, cứ làm như ta đây là nhân vật quan trọng lắm. Thực sự nghĩ rằng Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Mã là làm cảnh sao? Hồng Diệp bảo các người vẫn nằm trên địa bàn quận Ngũ Mã đó. Đồng chí Diệp Phàm, tôi muốn thận trọng nhắc nhở anh, phải chú ý một chút quy củ. Viên thư ký kia có chút tức giận, liền thay chủ mở miệng phản bác. Quy củ, các người mà cũng hiểu quy củ. Anh bạn trẻ, Diệp Phàm tôi không cần cậu tới dạy tôi quy củ. Đứng qua một bên cho bố, ở đây còn chưa tới phiên con nít miệng còn hôi sữa mở miệng nói chuyện. Diệp Phàm nhẹ tay vỗ vào thành ghế dựa, vẻ mặt uy phong. Tuy nhiên, Diệp Phàm trong lòng cũng là có chút không hiểu mà buồn bã, mới cách đây không lâu, chính hắn lúc đó cũng là bị một số cán bộ giáo huấn như thế này đấy. Không thể ngờ được ngày nay cũng đến lượt chính hắn đi giáo huấn người khác. Cậu ta dù tốt xấu thế nào vẫn là thư ký riêng của chủ tịch quận, phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân quận, tính ra còn được nhà nước thừa nhận là cán bộ cấp cục phó, cho nên cũng không kém hơn so với một đại gia mới phất như anh là bao nhiêu. Chỉ có hơn chứ không có kém đâu. Trương Chấn Lưu nóng giận, miệng lưỡi hết sức châm chọc. Bởi vì, viên thư ký này tên Trương Hạo, là cháu họ đằng gần của Trương Chấn Lưu. Diệp Phàm giáo huấn Trương Hạo như thế, Trương Chấn Lưu đương nhiên không thể nhẫn nhịn nổi. Huống chi, Diệp Phàm thoạt nhìn so với cháu họ nhà lão còn trẻ hơn, Trương Chấn Lưu dù thế nào cũng nhẫn nhịn không được nữa rồi. Trương Chấn Lưu tính toán chính là mặc dù là đến đàm phán, nhưng cũng phải thể hiện một chút thực lực. Hiện tại đem phó chủ tịch quận họ Trần kéo tới, không gì ngoài muốn tăng thanh thế khi đàm phán. Đầu tiên muốn cho Diệp Phàm bị vây vào cục diện bị động, sau đó mới bàn lại thì sẽ thuận lợi hơn nhiều. Thật là uy phong, cán bộ cấp cục phó, còn đường đường là. Cán bộ cấp cục phó cũng không thể làm sằng làm bậy lung tung được, cán bộ là có kỷ luật cả đấy. Lúc này, Kiều Viên Viên xen vào một câu châm chọc. Cán bộ có kỷ luật trói buộc, điểm ấy tôi thừa nhận. Tuy nhiên, dân chúng cũng phải tuân thủ quy tắc do chính quyền quận đặt ra. Đối đầu với chính quyền, đó là hành động có tính chất ra sao, hơn nữa còn ác khẩu mắng bừa, hậu quả thế nào các người có nghĩ tới không vậy? Nếu nói đến uy phong, ông chủ Diệp đây so với chúng tôi còn kiêu ngạo nhiều lắm. Thư ký Trương là phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân quận, được ban tổ chức cán bộ bổ nhiệm và nhà nước thừa nhận. Khi nào lại thành con nít chứ? Nếu nói con nít thì tôi lại thấy thật ra anh còn giống hơn nữa chuyện giải phóng mặt bằng này dự án do Ủy ban Nhân dân quận thống nhất quy hoạch. Các người ngang ngược ngăn trở, Ủy ban Nhân dân quận hoàn toàn có thể yêu cầu cơ quan chấp pháp hiệp trợ cưỡng chế phá dỡ. Trần Thuận Phong phó chủ tịch quận kia mồm miệng cũng không kém, lập tức đả kích lại. Hơn nữa giọng điệu cứng rắn, mạnh mẽ thật sự. Phó chủ tịch quận diễn thuyết một chặp, phỏng chừng cũng là cảm giác miệng hơi khát. Cầm lấy chén trà Kiều Viên Viên pha, dùng nắp chẹn gạn gạn, trà sát tạo nên thanh âm rất vang như có ý cảnh cáo. Ực một tiếng, ông phó chủ tịch quận liền nhấp lấy một ngụm. Qua giây lát, Diệp Phàm phát hiện ông phó chủ tịch quận này còn thần thờ mất một lát. Không lâu sau đó rõ ràng còn thè đầu lưỡi ra liếm lấy mép chén. Sau đó y chép chép miệng rồi rất nghiêm túc chú ý quan sát lá trà. Rồi kế đến phó chủ tịch Trần lại dùng miệng cẩn thận nhấp thêm một ngụm. Y hơi nhắm mắt lại, không lâu sau thì mở trừng ra, đồng tử tuyệt đối lớn thêm không ít. Hơn nữa,
trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn trầm ngâm một hồi rồi thử thăm dò. Ông chủ Diệp, trà này cũng không tệ lắm nhỉ. Diệp Phàm biết người này còn có chút bản lĩnh, không ngờ là dân biết thưởng thức. Trong lòng tự nhủ đây là cực phẩm đặc cống hắn lấy từ phí ra, có kẻ rõ ràng còn cảm nhận được thì cũng không tệ lắm. Chứng tỏ người này áng chừng là sau lưng có chỗ dựa vững chắc rồi. Bằng không, tuyệt đối kiếm không ra loại mặt hàng cực phẩm này trên thị trường để mua đâu. Làm phó chủ tịch thường trực quận Ngũ Mã, muốn nếm đến loại trà này cũng là không thể. Đây là thứ chuyên cung cấp cho cán bộ cấp phó tầng cao nhất trở lên. Thật đúng là đã để Diệp Phàm cân nhắc mà nhìn thấu rồi, mà Diệp Phàm cũng là ý tứ này rồi, dùng trà này để thử xem người này có cửa hay không. Nếu không nhìn được hàng, chứng tỏ người này không có chỗ dựa to lắm. Tuy nhiên, Trần Thuận Phong là từng nếm qua một lần ở nhà bí thư quận ủy quận Ngũ Mã, Lâm Kiến Minh. Theo lời bí thư Lâm thì trà này là do một người thân thích của y đến nhà một lãnh đạo kỳ cựu mới cầm trở về được mấy bao. Đã biết hàng không dễ đụng thì cũng đừng có tiếp tục đụng vào. Diệp Phàm thản nhiên cười cười. Phó chủ tịch quận Trần Phong Thuận vừa nghe, sắc mặt trong nháy mắt đã đổi, biết đây là ông chủ Diệp đang cảnh cáo y rồi. Vậy là y mặt dày cố ý lấy điện thoại cầm tay ra nhìn nhìn, đoạn bảo Trương Trấn Lưu. Ở quận có việc gấp, tôi đi về trước. Sau đó lại chào Diệp Phàm. Diệp tiên sinh, mạo muội quấy rầy rồi. Sau đó phó chủ tịch Trần vội vàng đi mất, để lại Trương Trấn Lưu nghi hoặc không hiểu, ông ta cũng bắt đầu nhìn đến mấy lá trà trong chén. Lại nếm thử một miếng, tuy nói cảm giác không tệ, tuy nhiên, vẫn là không thưởng thức ra, chân lý, gì ở đây cả. Bởi vì, có lẽ đơn giản là y chưa đủ trình. Đây là hậu quả của việc ít đi đây đi đó vậy. Chương 2134, chưa từng nghe qua cái tên Phí Thanh Sơn. Mới vừa ra tới chẳng cỏ bên ngoài Hồng Diệp bảo, thư ký Trương Hạo đã nói thầm một câu. Đúng là ức hiếp người quá đáng, phó chủ tịch quận, không thể để cho hắn kiêu ngạo như vậy mãi. Có nên chăng thi thố một chút, hay là ủy ban nhân dân quận chúng ta ra mặt chỉnh cho hắn một trận. Chỉnh cái rắm, chú câm miệng cho anh, sau này còn dám nói như vậy thì liệu cái thần hồn, còn nữa. Chuyện Hồng Diệp bảo đừng nhắc lại nữa, đừng có lung tung mà để dính vào. Phó chủ tịch Trần tức giận điên lên, mắng một chặp rồi lạnh mùng nhìn chằm chằm cảnh cáo Trương Hạo. Trương Hạo mặt xanh lét như tàu lá chuối, lập tức nín luôn. Cũng không hiểu được ông chủ vì sao lại nổi giận, thật sự là không hiểu ra sao cả. Điệu bộ ông chủ y chăng giống bình thường chút nào, hơn nữa y vốn ỷ mình là cháu họ Trương Trấn Lưu, phó chủ tịch quận đối với y vẫn luôn khá là khách khí. Không thể tưởng được qua giây lát đã thay đổi 180 độ. Phó chủ tịch quận vừa đi, thế manh động của Trương Trấn Lưu lập tức liền yếu đi không ít. Giám đốc Trương, tối nay anh rốt cuộc là muốn tới đây làm gì? Thị uy chăng? Diệp Phàm lạnh lùng theo dõi lướt qua người y. Người này trong lòng chấn động, tự nhủ ánh mắt này thật là đáng sợ. Đương nhiên đáng sợ, người ta là cao thủ cửu đẳng nhị nguyên lấy nội kình bước qua ánh mắt phát ra. Đương nhiên là có chút hàn khí trong đó rồi. Nếu ông chủ Diệp đã nói vậy thì chúng tôi cũng xin nói thẳng. Các người rốt cuộc muốn thế nào? Trương Trấn Lưu nhìn chằm chằm Diệp Phàm mà hỏi ngược lại. Chúng tôi không muốn thế nào cả. Tập đoàn Hoàng Hóa các người rất kiêu ngạo, dân đen chúng tôi không thể trêu vào. Tuy nhiên, nếu chủ tịch hội đồng quản trị Hoàng Hóa Hứa Tam Cường đã đến đập phá. Diệp Phàm nói đến đây cố ý ngừng lại, bảo Lý Cường đang đứng một bên. Đem tấm biển của Hồng Diệp bảo chúng ta ra đây. Lý Cường cẩn thận đem tấm biển bằng ngọc thạch đã bể thành mấy khối lớn nhẹ nhàng đặt lên bàn trà. Một khối ngọc thạch, chẳng lẽ là dương chi bạch ngọc, tôi thấy cũng không giống tỷ lệ màu sắc ở đây. Trương Trấn Lưu bình tĩnh nhận định, biết ông chủ Diệp phỏng chừng đã dừng thủ đoạn xảo trá ở đây rồi. Không phải, đó chỉ là một khối đá rất bình thường thôi. Diệp Phàm lắc lắc đầu, tuy nhiên, mấu chốt là ở ba chữ. Hồng Diệp bảo kia cơ. Ba chữ kia tôi phải trả giá rất đắt mới cầu được cao nhân viết cho đấy. Tôi không có yêu cầu khác, những thứ bên ngoài bị đập phá, tôi không yêu cầu các người bồi thường gì cả. Chỉ cần bồi thường tấm biển này, đương nhiên, ba chữ kia các người phải chú ý, có hiểu ý tứ của tôi không đó. Mấy chữ này? Trương Trấn Lưu vẻ mặt nghi hoặc, duỗi ngón tay mân mê ba chữ Hồng Diệp bảo kia. Đoạn hỏi, vị Phí Thanh Sơn này là ai? Trương Mỗ cũng không có nghe nói qua trong hay ngoài nước có nhà thư pháp nào tên là Phí Thanh Sơn cả.
Nếu có, xin hãy chỉ rõ, chúng tôi sẽ yêu cầu ông ta viết lại một tấm là được. Bảo đảm nguyên dạng, hơn nữa, chúng tôi sẽ dùng ngọc thạch có tỷ lệ tốt hơn làm nguyên vật liệu. Ha ha, ông đem khối ngọc này mang về, cân nhắc kỹ lấy một chút những chữ ở trong. Chừng nào các người cầu được cao nhân có thể viết thành đứng kiểu này thì chuyện của chúng ta liền kết thúc. Nói trắng ra là chỉ cần các người có thể làm ra tấm biển giống y như vậy, Hứa Tam Cường có thể được thả ra. Bằng không, đừng trách Diệp Mỗ không khách khí lôi y ra mà khai đao. Tuy nhiên, tôi vẫn phải nhắc nhở ông một chút, ngọc thì không coi vào đâu, mấu chốt là ở ba chữ, Hồng Diệp Bảo kia. Các người đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi rồi. Diệp Phàm nói vậy, trong giây lát sắc mặt trở nên nghiêm túc đến đáng sợ. Trương Chấn Lưu vẻ mặt nghi hoặc, cẩn thận cất kỹ khối ngọc vỡ rồi lui ra khỏi Hồng Diệp Bảo. Phó Chủ tịch quận Trần Thuận Phong vội trực tiếp đến nhà bí thư quận ủy quận Ngũ Mã là Lâm Kiến Minh. Anh Trần, sao lại có thời gian rảnh đến đây thế này? Lâm Kiến Minh vẻ mặt thân thiết cười nói, quan hệ của hai người tương đối thân mật. Thật ra, người ngoài không hiểu được, hai người còn có chút họ hàng xa. Mà Trần Thuận Phong có thể đảm nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực quận, lúc trước cũng là do Lâm Kiến Minh dốc rất nhiều sức lực mới được. Mà trái lại, Trần Thuận Phong nhậm chức về sau cũng là một lòng hỗ trợ cho công tác của Lâm Kiến Minh. Thật ra, trong sự nghiệp y chính là người hầu cận của Bí Thư Lâm, đương nhiên, tự đáy lòng cũng là bạn tốt. Anh Lâm, tôi gặp phải chuyện lạ. Ồ, Lâm Kiến Minh hơi sững sờ, thật sự cũng không hề che giấu thái độ, nếu như là trước mặt người ngoài, Bí Thư Lâm sẽ ra vẻ bình tĩnh, nhưng tự đáy lòng lão ta cảm thấy với Trần Thuận Phong lão không nhất thiết phải làm vậy, bèn cười nói. Nói nghe xem nào. Khúc mắc trong giải phóng mặt bằng do Hồng Diệp Bảo ở quận ta anh Lâm đã nghe nói chưa? Ừ. Lâm Kiến Minh gật gật đầu, bảo. Những chuyện kiểu này không phải là không có, hơn nữa là rất nhiều. Tập đoàn Thủy Đông nhắm trúng mảnh đất kia, dĩ nhiên là sẽ ra tay. Mà nếu có thể lấy Quốc Đông Building làm trung tâm cho việc xây dựng nên khu thương mại tập trung Quốc Đông ở quận ta, đương nhiên cũng có thể xúc tiến kinh tế quận ta phát triển thêm một bước. Mà đối với chủ tịch quận họ Tống mà nói, chuyện này tự nhiên có thể ghi tạc chút công lao. Đương nhiên, bí thư như tôi đây đi theo cũng sẽ được hưởng lây. Đương nhiên, trong chuyện này còn đề cập đến vi phạm quy định cấp phép xây dựng, hiện tượng vì lợi ích thương mại mà quy hoạch cũng là nhìn mãi mà thành ra quen mắt. Tuy nhiên, nghe nói chủ nhân Hồng Diệp Bảo rất có năng lực, không ngờ lại đem bỏ tù Hứa Tam Cường, con trai chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hoàng Hóa. Điều này thật ra đã làm cho người khác không ngờ tới, thực lực Hứa Tam Cường thế nào tôi với anh đều biết. Xem ra, vị chủ nhân ngôi biệt thự này cũng không đơn giản đâu. Đâu chỉ là không đơn giản, quả thực là lợi hại. Phó Chủ tịch quận Trần đã chêm ngay vào. Lợi hại ư, lão Trần phát hiện sự lợi hại của hắn ở chỗ nào. Mặc dù là hắn có thể lo lót bên cảnh vệ khu, vậy có thể chứng minh người này có người ở bên cảnh vệ khu. Nhưng cũng không thể khiến anh Trần nói là lợi hại đến vậy chứ. Bí thư Lâm quả là có chút bất ngờ nhìn ông bạn cũ Trần Thuận Phong. Tôi cũng thật sự là xui xẻo, tên thư ký Trương Hạo của tôi anh cũng biết đấy, cậu ta là cháu họ của Trương Chấn Lưu. Phó Chủ tịch quận đem chuyện đáng ngờ khi Diệp Phàm pha trà lá kia nói ra. Anh có thể khẳng định chính là thứ trà tôi cho anh uống lần đó. Bí thư Lâm đột nhiên ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn chằm chằm Trần Thuận Phong mà hỏi. Hơn nữa, Trần Thuận Phong rõ ràng cảm thấy nhịp thở của ông bạn cũ này gấp gáp hơn hẳn. Đó là một dấu hiệu mà lão Trần dù là dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Nếu còn thì anh đưa ra đây cho tôi nếm thêm một ít, so sánh một chút là có thể xác định. Tuy nhiên, có đến 6 phần nắm chắc là loại trà này rồi. Còn nữa, anh cho rằng đó là loại trà xanh bình thường hái đâu cũng được sao? Lâm Kiến Minh thốt lên, liếc nhìn ông bạn cũ bảo. Lần đó cũng là tôi xin từ nhà một người bà con. Người bà con kia của tôi, nói thật, tuy nói đều đạt tới cấp bậc phó ở bộ rồi. Nhưng vẫn là không có tư cách có được cái loại cực phẩm đặc cống Tây Hồ Long tỉnh này. Lúc ấy người đó cũng là theo lãnh đạo ăn bớt chút ít. Bình thường vẫn coi là bảo bối giấu ở trong tủ chè. Lần đó cũng là uống rượu say nhất thời hứng chí mà lấy ra bảo là muốn cho tôi mở mang kiến thức một chút đấy. Sau khi tỉnh rượu vẫn hối hận không ngừng. Tuy nhiên, ôi, người bà con kia của tôi, anh cũng biết đấy. Nay sống cũng chẳng được như ý,
lãnh đạo lão ấy đã cưỡi hạc qua Tây Thiên chơi rồi. Mà lão ấy lại không cẩn thận đắc tội một vị lãnh đạo, hiện tại, cứ đành cam phận ăn không ngồi rồi. Tuy nói vẫn hưởng thụ đãi ngộ cấp thứ trưởng, thật ra về cơ bản chỉ là hình thức. Biết rõ là người ta ức hiếp, nhưng cũng là không có cách gì. Hiện tại cứ như quả phụ để tang ông lãnh đại kia, không được cấp trên ngó ngàng gì. Tôi biết, anh đã kể qua rồi, cho nên, tôi cũng sốt ruột lắm rồi. Lời nói xuất phát từ nội tâm, tôi đời này chính là dính vào anh mới có ngày hôm nay. Cho nên, nếu anh Lâm leo lên được một bước có lẽ tôi còn hy vọng leo lên một bước. Bằng không, đời này, mông có thể ngồi vững vàng làm phó chủ tịch thường trực quận đã là được ông trời ưu ái lắm rồi. Bằng không, tôi cũng sẽ không chịu Trương Hạo giật dây đến Hồng Diệp Bảo, thiếu chút nữa trở thành kẻ dơ đầu chịu báng. Phó chủ tịch Trần ngượng nghịu. Phó chủ tịch Trần cũng hiểu được Lâm Kiến Minh đang độ chẳng phất cho lắm, trước kia có người bà con kia chiếu cố thì vẫn có hy vọng. Hiện tại người đó đã là Bồ Tát đất qua sông rồi, đâu còn có năng lực mà giúp đỡ Lâm Kiến Minh. Gần đây, ở thành phố phát sinh việc điều chỉnh vị trí. Mà ủy viên thường vụ thành ủy trong đó có hai ghế trống, quận Ngũ Mã là khu hành chính có kinh tế khá phát đạt ở vành đai 2, nếu sau lưng có chỗ dựa thì bí thư quận ủy hoàn toàn có thể giữ lấy một vị trí nhỏ nhoi trong số các ủy viên thường vụ thành ủy. Đáng tiếc chính là Lâm Kiến Minh mất đi chỗ dựa, hiện tại chẳng những không hy vọng có thể leo lên thêm một bước. Phỏng chừng chính là vị trí hiện nay cũng chưa chắc còn giữ được. Không chừng sẽ bị điều chỉnh đến vùng ngoại thành Bắc Kinh nào đó làm bí thư quận ủy, hoặc là điều chỉnh đến mặt trận tổ quốc thành phố hoặc được về dưỡng lão luôn. Cái này gọi là chỉ ưu tiên những đồng chí có chỗ dựa trước. Lâm Kiến Minh cũng chưa già, vẫn chưa tới 50 tuổi. Còn trẻ như vậy mà phải lùi về tuyến 2 thì y đương nhiên là không phục. Cho nên, gần đây vẫn đang hoạt động. Chỉ có điều, cán bộ cấp độ như hắn lại bị lãnh đạo trù. Muốn vào ủy viên thường vụ thành ủy thì phải là cán bộ cấp thứ trưởng cơ. Đây chính là bút tích của ban tổ chức trung ương, Lâm Kiến Minh quan hệ nhiều nhất chỉ tới thành phố, ban tổ chức trung ương thì y cũng không quan hệ nhiều lắm. Mặc dù có một chút nhưng cũng không thể có tác dụng quyết định. Có thể phất cờ hò reo một chút nhưng khi muốn cắm xuống thì không có lỗ mà dùng. Cho nên, từ sau khi uống xong chén trà đó, lão Trần đột nhiên trong lòng xuất hiện một ý tưởng điên cuồng. Nếu Diệp Phàm của Hồng Diệp Bảo thật sự có thể có được loại trà này, thì thủ đoạn của người đó không phải là có thể thông đến cấp trên rồi sao? Đây chẳng phải là có thể giới thiệu ông bạn cũ Bí Thư Lâm đi chạy trọt một chuyến, việc này có khác gì Bồ Tát sống trước mặt không biết đi bái tế mà lại bỏ gần tìm xa đi gây sức ép, cuối cùng lại là người mù đốt đèn, phí công sức không nói, đợi được đến người ta gây sức ép thì sớm đã buồn bực chết mất rồi. Ý tứ của anh tôi hiểu, tuy nhiên, việc này, ôi! Lâm Kiến Minh thở dài, vẫn là không mang nổi cái mo lên mặt, nghĩ một lát mà rằng. Anh Trần ạ, anh cũng biết đấy. Thứ nhất là chúng ta với vị chủ nhân ngôi biệt thự kia cũng chưa quen biết. Thứ hai chính là sự việc nhất thời cũng không có biện pháp gì để xác định. Anh Lâm à, chờ khi anh có thể xác định thì cơ hội đã qua đi rồi. Tôi thấy chính là lúc này, anh Lâm, chúng ta đi trước dò xét một chút bí thư quận ủy đi quan tâm một chút cư dân trong vùng cũng là bình thường có phải không nào? Hơn nữa, người ta phòng ốc đúng thật là bị nện cho tơi tả rồi. Phó Chủ tịch Trần có chút nóng nảy, thanh âm nặng thêm không ít. Đi, vẫn là nắm bắt hay buông bỏ quyền ở anh cả. Đi quan tâm một chút, thăm viếng một chút cư dân cũng là nên thế. Hơn nữa, nếu hiện tại đã để xảy ra việc này, chúng ta càng hẳn là nên đi một chút. Hoàng đế còn 7 lần xuống Giang Nam tìm hiểu dân tình, huống chi chúng ta vẫn là cán bộ của đảng. Dân chúng cuộc sống thế nào, chúng ta đều nên quan tâm đó thôi. Lâm Kiến Minh cũng đã hạ quyết tâm, quyết định tạm thời vác tấm mặt mo này mà đi. Diệp Phàm, tấm biển kia của anh chẳng lẽ là có lai lịch gì? Kiều Viên Viên vẻ mặt nghi ngờ vội cất tiếng hỏi. Chương 2135, người biết phân biệt. Ha ha, em không nhìn thấy, chữ viết tay phía dưới là tên của đại bá sao? Diệp Phàm cười nhạt một tiếng. Lộ ra vẻ phong độ khí khái. Chỉ là Kiều đại tiểu thư ngẩn ngơ một lúc, không khỏi đánh cho hắn một quyền, cười nói. Đúng là anh tinh như quỷ, chữ viết tay của đại bá cũng đâu có ghê gớm gì. Tuy nhiên, em phải nói với đại bá một chút, đến lúc đó bảo bác ngàn lần đừng viết tên lưu niệm cho người khác. Bởi như vậy, chẳng phải là phá hỏng con đường của bọn họ sao, thật là thủ đoạn. Diệp Phàm thiếu chút nữa ngất,
nói. Ngất mất, không phải Kiều đại bá, em không phát hiện tên người ký lưu niệm phía dưới sao? Thật là, cả ngày ở trong biệt thự lá đỏ, còn tự xưng là nữ chủ nhân của biệt thự nữa, đến tên biệt thự cũng không rõ xuất xứ từ đâu. Ai rảnh bỏ thời gian nhìn cái biển nát đó, anh nói đi, rốt cuộc là đại bá nào? Kiều đại tiểu thư lại nhéo Diệp Phàm một chút, trừng mắt hỏi. Phí Thanh Sơn. Diệp Phàm cười thần bí. Sư bá cũng có thể viết chữ, thật là không ngờ. Tuy nhiên, cũng đúng. Đại bá coi như là người thời cuối nhà Thanh đến hiện tại, thời đó ai cũng viết rất đẹp. Kiều Viên Viên hoảng hốt hiểu ra. Em vẫn không hiểu, thật là ngất luôn mất. Chữ đó là đại bá dùng đầu ngón tay viết đó. Diệp Phàm rút cục tung ra đáp án. Ngón tay viết, thảo nào anh tự tin như thế. Bọn họ thật sự muốn tìm được cao thủ như vậy, đúng là khó rồi. Tuy nhiên, chỉ sợ bọn họ không phát hiện ra. Anh xem, lâu thế mà em cũng không phát hiện ra. Dù gì trước đây em cũng từng là cao thủ tứ đẳng đúng không? Kiều Viên Viên rút cục đã hiểu, sau khi vui mừng, lại lập tức có chút ngờ vực. Em cho rằng bọn họ đều là đồ ngốc sao, không đâu. Hứa ra cửa đông sừng sững mấy trăm năm ở cửa đông, nội tình của gia tộc như thế rất thâm hậu. Không chừng trong nhà còn nuôi cao nhân bảo vệ tứ viện. Thời đó, gia tộc có tiền mà không mời vệ sĩ cao thủ thì không thể yên ổn. Hơn nữa, anh cũng từng nhắc nhở bọn họ. Phỏng chừng, bọn họ lúc này đã bắt đầu tìm hiểu điểm đặc biệt của tấm biển biệt thự này rồi. Chắc chắn là đang dùng kính lúp hoặc mời người chuyên về khảo cổ tên đến kiểm tra rồi. Năng lực của Hứa Chính Phong không hạn hẹp như người ta vẫn thấy đâu. Diệp Phàm lắc lắc đầu không đồng ý với cách nói của Kiều đại tiểu thư. Đúng là Diệp Phàm nói đúng, Hứa Chính Phong lúc này được Trương Chấn Lưu mời tới một nơi đặc biệt. Vừa vào liền thấy tấm biển biệt thự lá đỏ đã vỡ thành mấy mảnh. Anh vội gọi tôi tới đây là để xem tấm biển nát này. Hứa Chính Phong có chút bất ngờ hỏi, thật ra cũng không giận. Biết là Trương Chấn Lưu gọi mình đến đây chắc chắn có nguyên nhân quan trọng. Chủ biệt thự, tên họ Diệp nói. Chỉ cần chúng ta bồi thường tấm biển này, những thứ khác như tường vây, giả sơn, hoa cỏ trong ao đều không cần bồi thường, tôi cảm thấy rất lạ. Trương Chấn Lưu cầm kính lúp, vừa quan sát tấm biển vừa nói. Cũng đúng, ao và giả sơn bên ngoài biệt thự lá đỏ đều làm từ loại đá nổi tiếng và đắt. Đoán chừng là mời đại sư Tô Châu tới thiết kế đấy. Nếu quả thật phải phục hồi như cũ, không có mấy triệu thì e là không xong. Còn đám cỏ hoa quý kia nữa. Mấy triệu bọn họ cũng không bắt bồi thường, lại đòi một tấm biển nát. Chẳng lẽ đúng là đòi lại mặt mũi sao? Hình như không giống phong cách làm việc của họ Diệp. Người này nghe nói rất trẻ, nhưng, người trẻ có khi lại càng đáng sợ. Chiến thuật mà hắn dùng thật kỳ lạ, hoàn toàn không giống bình thường. Hứa Chính Phong nói. Chủ tịch Hứa, anh đến xem, anh là bậc thầy đồ cổ, rất có nghề trong việc giám định và thưởng thức. Dùng phương pháp đồ cổ giám định một chút. Chẳng lẽ tấm biển biệt thự này đã có lịch sử mấy trăm năm, hình như không giống, hẳn là vừa làm thôi. Hơn nữa, tảng đá này tôi thấy, dù nói là hòa điền ngọc. Nhưng lại không giống làm bằng thứ ngọc quý đặc biệt đắt tiền dương chi ngọc, đúng là, có chút khiến người ta nghĩ không ra. Trương Chấn Lưu cũng đầy nghi hoặc không hiểu. Hứa Chính Phong lấy ra chút nước và vài thứ đồ giám định ngọc đặc biệt, bắt đầu xem xét. Không lâu sau, nói. Là hòa điền ngọc. Nhưng, cũng không phải loại đặc biệt quý báu. Chắc là thuộc một loại ngọc cứng. Tuy nhiên, tuy nói không quý báu, nhưng chất ngọc rất cứng chắc. Cũng không phải loại ngọc mềm có tính dẻo mạnh. Tuy nhiên, cả khối ngọc lại không có tạp chất gì, trông rất lung linh. Dù nói không phải loại thượng hạng nhưng cũng xếp vào hàng cao cấp. Một khối lớn như vậy, không có 5 triệu thì không mua nổi. Chỉ có điều, so sánh với giá trị của biệt thự lá đỏ, đây cũng chẳng là gì. Hứa ra ta có thể dễ dàng bồi thường được. Ngọc đương nhiên không đáng gì, khi ấy tên chủ họ Diệp cũng nói rồi. Tuy nhiên, tôi thấy hắn luôn nhắc nhở chúng ta, nói là chữ trên khối ngọc này có vẻ rất đặc biệt. Tuy nhiên, tôi xem rồi, chỉ có 3 chữ Hồng Diệp Bảo, người đề tặng ở dưới là Phí Thanh Sơn. Tôi điều tra, trong ngoài các gia tộc nổi tiếng không có ai tên là Phí Thanh Sơn. Chẳng lẽ là dùng biệt danh, tôi cũng bảo người điều tra. Hình như cũng không có đại sư thư pháp nào có biệt danh như vậy. Trương Chấn Lưu nói. Phí Thanh Sơn. Hứa Chính Phong thì thầm một câu, lim dim mắt nghĩ ngợi, thật lâu sau mới lắc lắc đầu nói.
hình như chưa từng nghe qua đại sư nào có tên Phí Thanh Sơn, cả biệt danh cũng không có ai tên như thế. Phỏng chừng không phải là người đề tặng nổi tiếng. Chẳng lẽ ba chữ, Hồng Diệp Bảo, này có gì kỳ lạ? Nhưng cũng không nhìn ra cái gì. Mà ngọc này cũng không phải ngọc cổ, nếu tôi đoán không nhầm thì tấm biển này treo lên chưa tới nửa năm, không phải đồ cổ. Tuy nhiên, Trấn Lưu, nói kỹ cho tôi khi đó chủ biệt thự nhắc nhở anh cụ thể như nào, không được bỏ qua một từ nào, chúng ta cân nhắc kỹ xem. Trương Trấn Lưu sau đó kể lại ngọn ngành. Quái, phó chủ tịch quận Trần hình như uống trà mà lại phát hiện ra điều gì hay sao thế? Không ngờ xoay người đi luôn. Anh gọi điện thoại hỏi một chút xem Trương Hạo có phát hiện ra điểm gì lạ kỳ không. Sau khi nghe xong, Hứa Chính Phong nói. Đúng rồi, sao tôi lại quên anh ta? Trương Trấn Lưu vỗ đầu một cái, lập tức gọi điện thoại. Sau một hồi nói. Đúng là kỳ lạ, Trương Hạo nói, sau lưng, anh ta có bảo Phó Chủ tịch Trần xuống tay với Diệp Phàm không cần khách khí, mà Trương Hạo nói cũng có lý. Diệp Phàm khoa trương như vậy còn không thèm nhìn qua mặt mũi ông ta thật không ra sao. Dù sao, biệt thự lá đỏ cũng ở trên địa bàn quận Ngũ Mã, không ngờ lại có thái độ như vậy với quan phụ mẫu. Không ngờ Phó Chủ tịch Trần vừa nghe thấy đã giận tím mặt, còn nghiêm khắc giáo huấn Trương Hạo thằng nhãi này đến giờ vẫn còn hú vía. Nói là chưa từng Phó Chủ tịch Trần nóng giận như vậy, nhất định là do Diệp Phàm. Đúng là lạ, hẳn là Phó Chủ tịch Trần phát hiện ra manh mối gì rồi. Đang sợ hãi. Đúng lúc đó Trương Hạo lại đề nghị, nên gặp dịp trở thành chỗ trút giận của Phó Chủ tịch. Rốt cuộc điểm nào của Diệp Phàm lại làm cho Phó Chủ tịch quận sợ tới mức đó. Người ta tốt xấu gì cũng là cán bộ cấp phó giám đốc sở, cũng là một nhân vật làm mưa làm gió ở quận Ngũ Mã. Nghe nói ông ta có quan hệ rất thân thiết với Bí Thư Lâm, có Lâm Kiên Minh đỡ lưng còn sợ một tên dân đen. Hứa Chính Phong cũng không giải thích được. Tuy nhiên, sau đó ngẫm nghĩ một chút lại đột nhiên thẳng thốt nói một câu. Đúng rồi, có phải hắn bảo anh tìm cao nhân đến xem xét không? Đúng đúng đúng, hắn cứ nhắc chúng ta gọi cao nhân tới xem xét mấy chữ này. Trương Trấn Lưu nói. Cao nhân, cái này khó rồi. Có cao nhân giới nghệ thuật thư pháp, lại như ngôi sao ca nhạc hay truyền hình cũng có thể gọi là cao nhân. Hơn nữa một người đặc biệt nổi bật trong một nghề nào đó cũng có thể gọi là cao nhân. 36 nghề. Nghề nào cũng có trạng nguyên, những trạng nguyên này có thể gọi là cao nhân. Đúng là khó hiểu thật. Hứa Chính Phong nói, nếu như lý giải theo cách nói cổ đại, cao nhân thường là chỉ đại hiệp võ lâm. Trương Trấn Lưu vừa nói đến đây, Hứa Chính Phong đột nhiên thân mình chấn động nói. Lúc ấy anh có phát hiện không, sau khi Tam Cường ra, tìm mấy người đi quấy rối biệt thự lá đỏ, hình như đều bị người ta phá giải. Thân thủ mấy tên bảo vệ khá cao. Chẳng lẽ chính là thế hệ những cao thủ quyền cước công phu đặc biệt lợi hại? Chắc là đúng, tuy nhiên, quyền cước lợi hại có quan hệ gì tới việc chữ viết? Những đại hiệp võ lâm thời cổ thường là thủ lĩnh, nhưng chẳng biết chữ nào. Thời cổ thường gọi bọn họ là hào kiệt, kỳ thật đều là hạng người lỗ mãng quê mùa. Uống rượu ăn thịt thì được, chứ viết chữ không phải là điểm mạnh của bọn họ. Cho nên, hẳn không phải chứ. Trương Trấn Lưu lắc lắc đầu. Cũng phải. Đại hiệp võ lâm có mấy người biết viết chữ? Giống như mấy người xuất hiện trong phim ảnh đều là giả tạo cả. Cái gì mà phong lưu phóng khoáng, công phu lại giỏi, làm gì có ai thế? Người luyện công sao có thời gian mà luyện chữ đọc sách, tự mình mâu thuẫn? Hứa Chính Phong đồng ý, liếc mắt nhìn Trương Trấn Lưu, nói. Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ đấy. Tuy nhiên, mấy chữ này đúng là viết khá đẹp, bút lực cứng cáp, anh xem, sờ lên. Rất mượt mà nhìn từ xa như chữ in rời, đem lại cho người khác cảm giác mạnh mẽ như hùng ưng. Cứng cáp như hùng ưng, chữ gì mà lại hàm xúc như vậy, ha ha. Một giọng nói vang dội truyền đến. Là Lương Ngũ Gia à, mời vào. Hứa Chính Phong vẻ mặt thân thiết cười nói. Lương Ngũ Gia này tên thật là gì chính Hứa Chính Phong, chủ nhân Hứa Gia cửa đông cũng không rõ. Nhưng Hứa Chính Phong rất kính trọng Lương Ngũ Gia. Hứa Gia đại gia tộc như vậy, tiền bạc của cải khiến người ta phải động tâm, mấy trăm năm nay đều có cao thủ bảo vệ. Còn đến đời Hứa Chính Phong, có ông ta đứng đầu, bên dưới còn có mười mấy bảo vệ, trong đó có bốn người là đệ tử của ông ta. Những người khác, tất cả đều là ông ta tìm từ các nơi. Thân thủ của mỗi người đều rất cao, giống như Lương Ngũ Gia này, một cước xuống có thể chặt đứt cây to như miệng bát.
Về phần đệ tử của ông ta, một cước cũng có thể đá nát ba đống gạch xếp chồng lên nhau. Còn những nhân viên bảo vệ khác thì kém hơn nhiều, chỉ mạnh hơn người bình thường là được. Vậy được, dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì làm. Tôi nhìn xem chữ do cao nhân phương nào viết mà lại có thể khiến chủ tịch Hứa khen ngợi như vậy. Hẳn không phải là người thường. Lương Ngũ Gia vừa nói vừa bước vào. Người này nhìn qua chưa đến 50, dáng người không cao, rõ ràng là thấp mà chắc, miệng ngậm một điếu thuốc lá dài hơn một thước. Lương Ngũ Gia không thích hút thuốc lá hộp, mà thích hút lá thuốc tự mình bao. Vì sở thích này của Lương Ngũ Gia, Hứa Chính Phong sai người chuyên trồng thuốc lá cho Lương Ngũ Gia. Hích! Lúc vừa nhìn thấy tấm biển lá đỏ đặt trên bàn, Lương Ngũ Gia hình như hơi khẽ chấn động, lập tức bước mấy bước tới trước tấm biển ngọc. Hình như ông ta hoài nghi, dụi mắt một chút, lại cầm chữ đỏ, mất một góc lên nhìn nhìn. Sau đó lần lượt xem xét ba chữ, Hồng Diệp Bảo, đồng tử lập tức co rút lại một chút. Lại đưa đầu ngón tay sờ sờ, lúc cầm lấy mảnh vỡ có tên Phí Thanh Sơn, ánh mắt nhìn thấy ba chữ ở trên, tay Lương Ngũ Gia đột nhiên run lên, mảnh vỡ kia, ba, một tiếng, rơi xuống bàn. Chương 2136, kỳ nhân trúc lão. Các người ở đâu ra đấy? Lương Ngũ Gia nói với giọng run run. Là Tam Cường đã đập phá ở Diệp Hồng Bảo. Hứa Chính Phong nói lại một lần, Lương Ngũ Gia cũng rất hiểu. Bởi vì đôi khi Hứa Tam Cường gặp phải bọn thủ lĩnh xã hội đen, Lương Ngũ Gia đều phải gọi người ra trợ giúp. Hứa Tam Cường còn bái Lương Ngũ Gia làm sư phụ. Tuy nhiên, chỉ có điều Hứa Tam Cường không học vấn, đối với việc luyện công còn nôn nóng, căn bản là không chịu được khổ cực. Cứ luyện được vài ngày lại thôi. Hứa Chính Phong chiều theo gã, vì bình thường cũng đã có vệ sĩ rồi, cho nên căn bản là không để ý điều này. 2. Lương Ngũ Gia thở dài, sắc mặt không ngừng biến đổi. Sao vậy, chữ này cũng có lai lịch sao? Hứa Chính Phong một lúc sau mới hỏi. Các người dùng đầu ngón tay sờ thử xem, có phải có cảm giác không giống như bút viết không? Hứa Chính Phong và Trương Chấn Lưu dùng tay sờ sờ. Sếp Hứa, đúng là không giống như bút viết thật, mà hình như là dùng đầu ngón tay viết. Trương Chấn Lưu vừa sờ, vừa nói. Ngón tay viết ư, sao có thể được? Viên ngọc này có độ cứng rất cao, dùng dao khắc còn khó chứ đừng nói gì đến đầu ngón tay, tuyệt đối không thể có chuyện này được. Hứa Chính Phong lắc đầu bác bỏ. Ngay cả Lương Ngũ Gia thì chỉ có thể dùng chân đá gãy cây to bằng miệng bát con, nhưng nếu bảo ông dùng đầu ngón tay để viết chữ như thế này thì tuyệt đối không thể làm được. Trong mắt Hứa Chính Phong, ngón tay là thịt, mà ngọc là vật cứng hơn đầu ngón tay rất nhiều, đương nhiên là không thể có chuyện này được rồi. Đúng là viết bằng đầu ngón tay, hơn nữa nét còn rất dứt khoát, không có nét nứt nào. Lương Ngũ Gia sắc mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy sao? Hứa Chính Phong là thương gia, từ trước tới giờ rất ít khi tỏ thái độ ra mặt, nhưng lúc này cũng phải há hốc miệng, đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng vịt. Còn Trương Chấn Lưu thì cũng toát cả mồ hôi. Đúng vậy, chính là ngón tay. Các người có nhìn thấy ba chữ Phí Thanh Sơn kia không? Lương Ngũ Gia nói. Ngũ Gia cũng biết ông ta à? Hứa Chính Phong khôi phục lại bình tĩnh hỏi. Tọa địa lão hổ Phí Thanh Sơn, là một đại nhân vật. Lương Ngũ Gia trong thời gian ngắn ngủi, kể qua chuyện Lục Tôn Trung Hoa. Tuy nhiên, Phí Thanh Sơn có quan hệ gì với nhà họ Phí kia thì Lương Ngũ Gia không biết. Phỏng chừng, biết được chuyện này thì cũng không có nhiều người. Bởi vì Phí Thanh Sơn thành danh trong giới quốc thuật giống như sấm vang bên tai, nhưng không có mấy người được gặp ông. Không thể tưởng tượng được lại có nhân vật như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng được. Ở xã hội hiện đại còn có người có thể dùng ngón tay để khắc chữ trên đá thế này. Hứa Chính Phong không khỏi thở dài nói. Anh Hứa, xem ra trong Hồng Diệp Bảo có cao nhân, phải làm thế nào bây giờ? Trương Chấn Lưu nói. Cao nhân như vậy, chúng ta đi đâu để tìm bây giờ? Hứa Chính Phong lúc nói những lời này nhìn chằm chằm vào Lương Ngũ Gia. Bởi vì mèo có lối đi của mèo, chó cũng có đường đi của chó. Trên giang hồ, có những chuyện Hứa Chính Phong không biết, nhưng Lương Ngũ Gia thì lại biết một ít. Việc này, chúng ta cũng không cần phải vội vàng. Chữ này 80% là do ông chủ của Hồng Diệp Bảo mua, không đồng nghĩa với việc trong đó có cao nhân. Lúc này Lương Ngũ Gia vuốt vuốt cằm nói. Ai? Hứa Chính Phong vội vàng hỏi, đây chính là cây cỏ cứu mạng. Người đó được những người trong hội gọi là Trúc Lão, còn cụ thể như thế nào thì tôi cũng không rõ.
Tuy nhiên các anh rút cục muốn làm thế nào thì cũng phải nói trước đã. Lương Ngũ Gia nói. Trúc lão có thể hợp lại miếng bài này sao thật sao? Hứa Chính Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe nói nội kình đạt đến một giai đoạn nào có thể dung hợp được một số vật lại với nhau. Hiệu quả thì hơn những loại keo dính hiện đại nhiều, nhìn qua thì không thể phát hiện ra được. Lương Ngũ Gia nói đến đây thì dừng lại, nhìn hai người một cái rồi nói tiếp. Đương nhiên, tôi không thể làm được việc này. Thân thủ của tôi không thể so sánh được với bọn họ. Nếu như Trúc lão chịu ra tay thì 80% là có thể thành công. Đầu tiên là phải đưa được Tam Cường ra cái đã. Tuy nhiên, nếu lão Trúc có khả năng gắn cái này lại thì Hứa gia chúng ta có cơ hội để lấy lại danh dự rồi. Hứa Chính Phong nói. Xếp Hứa, anh ra chỉ thị đi, tôi sẽ đi làm. Trương Chấn Lưu hăng hái nói. Cậu lập tức quay lại Hồng Diệp bảo, giả bộ kinh hãi nói chuyện với Diệp Phàm, bày tỏ chút ý tứ, rằng chúng ta không có khả năng đền hắn một miếng ngọc tương đương như thế này. Tuy nhiên, để Tam Cường được thả ra thì chúng ta có thể đáp ứng điều kiện khác mà hắn đưa ra. Hứa Chính Phong nói, nếu đã có thể gắn lại được rồi, mà chúng ta lại còn đáp ứng điều kiện khác thì không phải sẽ lỗ to sao? Hơn nữa, Hứa gia chúng ta lại chịu thua dễ dàng như vậy sao? Trương Chấn Lưu có chút không hiểu nói. Không sao, người ta nói quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Chúng ta không cần phải đợi đến 10 năm, đáp ứng yêu cầu của chúng để Tam Cường được thả ra cái đã. Sau đó chúng ta mời Lão Trúc để gắn lại miếng ngọc này. Rồi để cho Lương Ngũ Gia đích thân đưa qua, bọn chúng nhất định sẽ rất kinh ngạc. Từ đó chúng ta có thể đập nát được cái Hồng Diệp bảo kia. Hứa Chính Phong nói với giọng đầy bạo khí của một kẻ làm nghề kinh doanh. Được được, đến lúc đó, bọn chúng nhất định sẽ rất kinh ngạc. Bởi vì chúng ta có cao nhân, có lẽ, công lực còn cao hơn cả Phí Thanh Sơn nữa. Hơn nữa, chuyện của Tam Cường đã giải quyết xong, cây thì cần có vỏ, còn người thì cần có da mặt. Bọn chúng cũng không thể lấy chuyện này để nói nữa. Tôi tin điều này, Diệp Phàm cũng muốn giữ thể diện. Trương Chấn Lưu vẻ mặt hưng phấn, gật gật đầu, sau đó nhìn Lương Ngũ Gia một cái, nói. Ngũ Gia, theo ông thì Phí Thanh Sơn và Lão Trúc thì ai lợi hại hơn? Cũng cùng tầm với nhau, năm xưa nghe nói Lão Trúc và Phí Thanh Sơn cùng tranh vị trí đầu trong lục tôn Trung Hoa. Kết quả là, sau ngàn chiêu, Lão Trúc bị thất bại một chiêu. Bởi vì chấn thương cũ của ông ấy tía phát. Sau đó, Lão Trúc cũng mất tích luôn, hơn nữa cũng không đồng ý gia nhập lục tôn Trung Hoa. Những năm gần đây, tôi có nghe sư phụ nói, 8 phần là Lão Trúc đã vượt qua Phí Thanh Sơn rồi. Nghe nói ông ấy cũng đã đi khắp nơi tìm Phí Thanh Sơn để trả lại nỗi nhục năm xưa, chỉ có điều hình như Phí Thanh Sơn cũng mất tích. Lương Ngũ Gia nói, Lão Trúc thần bí như vậy thì chúng ta tìm kiếm kiểu gì đây? Trương Chấn Lưu lo lắng hỏi. Tôi biết ông ấy ở chỗ nào, cứ yên tâm, ông ấy không thần bí chút nào. Đương nhiên những người không biết thì nói ông ấy thần bí. Tối nay chúng ta sẽ đi bái kiến ông ấy. Tôi tin là ông ấy rất muốn biết tin tức về Phí Thanh Sơn, không cần chúng ta ra tay, ông ấy chắc chắn sẽ giúp chúng ta xả cục tức này trong người. Về phần Hồng Diệp bảo thì ngày xui xẻo của chúng cũng sắp đến rồi. Ha ha! Lương Ngũ Gia cười lớn nói. Vừa định bật tivi lên để xem chút tin tức, chuông điện thoại của Diệp Phàm lại vang lên. Anh đúng là mệnh lao lực, chiếc điện thoại này hình như chưa được nghi chút nào, thật là phiền đúng không? Kiều Viên Viên nói, biết làm thế nào được, có người nghĩ rằng làm quan thì chỉ biết tiệc rượu và bám váy đàn bà. Thực sự, làm quan cũng đâu có dễ dàng, hôm nào cũng vài chục cuộc điện thoại, mà đâu thể tắt máy được. Nếu lãnh đạo gọi hay cấp dưới có việc muốn báo cáo mà lại tắt máy. Thì không phải chiếc mũ quan sẽ bay mất sao? Diệp Phàm cười khổ cầm chiếc điện thoại lên mới biết người gọi đến là Diệp Tử Kỳ gọi đến. Gần đây, cả gia đình Diệp Phàm và những người bạn thân thiết như Thiết Chiêm Hùng, đều dựa theo bức vẽ của Diệp Thần Tây để tìm người phụ nữ trước kia đã bế Diệp Tử Kỳ đến. Tuy nhiên, không thấy tung tích đâu cả, người Diệp gia cũng không thể yên được, chuyện này chỉ có thể tùy duyên mà thôi. Anh ăn cơm chưa? Diệp Tử Kỳ hỏi. Anh vừa ăn xong, đang chuẩn bị xem tivi, thế nào, bố mẹ vẫn khỏe cả chứ? Công việc của em cũng không xảy ra vấn đề gì chứ? Diệp Phàm nói. Tất cả vẫn bình thường, bí thư Lưu đã lên thành phố rồi. Diệp Tử Kỳ nói, đương nhiên là chỉ chuyện bí thư huyện ủy Cổ Xuyên Lưu Nhất Vĩ đã được điều lên thành phố Mặc Hương làm phó chủ tịch.
Chuyện này là Diệp Phàm đã ra tay, nói chuyện với bí thư thành ủy Mạc Hương Tạ Quốc Trung cho nên mới giành được ghế như vậy. Vậy chút nữa A sẽ gọi điện chúc mừng, bí thư Tạ là người thành thật, nói lời giữ lời. Đúng là như vậy. Diệp Tử Kỳ nói. Có phải bí thư Tạ đã điều em đến cục tài chính rồi không? Diệp Phàm cảm giác được có chút kỳ lạ, lúc đầu Tạ Quốc Trung có nhắc đến chuyện này, ý của Diệp Phàm là Tử Kỳ còn phải rèn luyện thêm một hao năm nữa mới tính đến chuyện đề bạt được. Vâng, chuyện này, anh, em cũng cho rằng chuyện này hơi nhanh. Nhưng bí thư Tạ nói là không nhanh, đối với một số đồng chí có năng lực thì cần phải được đề bạt. Diệp Tử Kỳ nói. Vì vậy em cũng lên thành phố rồi đúng không? Lên thì lên vậy, đợi chút nữa anh gọi điện cho bí thư Tạ để cảm ơn một chút. Diệp Phàm nói, cảm thấy cũng có chút xấu hổ, không biết là chuyện khu công nghệ cao mà Tạ Quốc Trung nhờ mình, Cửu Viễn Sơn đã giải quyết xong chưa? Anh, em cảm thấy xấu hổ, chẳng có mặt mũi nào gặp bí thư Tạ nữa. Diệp Tử Kỳ đột nhiên nói, có gì mà xấu hổ chứ, em là người có năng lực, từ bộ tài chính xuống địa phương, vốn là phải được thêm một cấp sử dụng. Bây giờ được đề bạt ngoại lệ cũng là chuyện bình thường. So với anh cậu thì cậu còn chậm đấy. Diệp Phàm an ủi Tử Kỳ một câu, lại nói tiếp. Em đừng suy nghĩ nhiều, cứ đi đi. Em không phải nói cái này. Không phải ý này thì là ý nào? Diệp Phàm hỏi. Không phải là thành phố Mạc Hương đã lập khu công nghệ Thiên An đó sao, lại tranh với cả khu nghệ cao của quận Tam Dương. Anh, hồi Tết không phải anh nói sẽ giải quyết chuyện này sao? Tuy nhiên, chuyện này giờ đã giải quyết rồi. Diệp Tử Kỳ nói. Vậy thì tốt, dù sao thì cũng giải quyết được rồi. Vậy thì anh phải chúc mừng bí thư Tạ, có đúng không? Diệp Phàm cười nói, cảm giác xấu hổ ban nãy cũng được giải tỏa. Dù sao cũng đã hoàn thành lời hứa với bí thư Tạ rồi, cái này gọi là một trả một. Chương 2137, thủ đoạn của Cửu Viễn Sơn. 2. Quyết định thì đã quyết định rồi. Tuy nhiên, không phải ngủ lại ở thành phố Mạc Hương. Diệp Tử Kỳ có chút bất mãn nói. Không phải ở thành phố Mạc Hương, sao có chuyện này được? Diệp Phàm vừa nghe, lập tức kinh ngạc, liền đứng bật dậy. Là sự thật đấy, không biết là cấp trên có ý tưởng gì nữa. Khu công nghệ cao sự dung hòa giữa hành chính và khai thác kinh tế cuối cùng lại không thuộc về thành phố Mạc Hương, cũng chẳng thuộc về địa khu Tam Dương, mà là thuộc về thành phố Hải Đông. Sau khi nhận được thông báo của tỉnh, bí thư Tạ như thể tóc bạc đi, cả ngày đều không ăn uống gì. 2. Diệp Tử Kỳ nói. Anh biết rồi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng rồi cúp máy, sau đó chiếc điện thoại bị hắn đập mạnh xuống bàn, vỡ làm đôi. Tuy nói đó là chiếc điện thoại do tổ A chế tạo, nhưng cũng không thể chịu được cơn thịnh nộ của Diệp Phàm. Cửu Viễn Sơn, tôi có chỗ nào đắc tội với ông chứ? Không ngờ ông lại âm thầm phá rối như vậy. Thành phố Hải Đông xếp ngay sau Mạc Hương, ông không giúp Mạc Hương thì thôi, đằng này quay sang giúp Hải Đông. Đây không phải rõ ràng là muốn giúp Hải Đông vượt Mạc Hương hay sao? Như vậy ông không phải là đập vào mặt Tạ Quốc Trung, mà là vào mặt Diệp Phàm tôi. Diệp Phàm tức giận quát. Bóng người thoáng một cái đã đến bãi cỏ bên ngoài nhà. Hắn vung tay mấy cái, tảng đá trước mặt vỡ vụn, bay tung tóe. Hắn gào thét giống như một kẻ điên. Thấy vậy, Lý Cường vội vàng chạy tới. Gã ngơ ngác đứng một bên nhìn. Kiều Viên Viên lúc này đang tắm, nếu không có lẽ cô lại sợ đến té xỉu rồi. Một lúc lâu sau, Diệp Phàm mới ngừng lại được. Đi, tôi đi uống rượu cùng với cậu. Đúng lúc này, bỗng truyền đến giọng nói của Thiết Chiêm Hùng. Anh Thiết đến sớm rồi. Diệp Phàm khôi phục lại bình tĩnh, quay đầu lại nói. Quyền cước không tệ lắm. Tôi đứng cách xa chục mét mà vẫn cảm nhận được uy lực của quyền phong. Thiết Chiêm Hùng chuyển chủ đề nói. Uống rượu. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng rồi nhảy lên xe. Hai người chọn một quán ven đường, gọi chút đồ ăn và một thùng bia. Chú em có chuyện phiền lòng, nói ra hai anh em chúng ta cùng nhau tính toán xem nào. Thiết Chiêm Hùng cười nói, sau đó cùng với Diệp Phàm cụng một ly. Hai. Diệp Phàm thở dài một tiếng. Nhìn Thiết Chiêm Hùng một cái, cụng tiếp một ly, rồi nói. Chuyện đó trước kia em đã nói với anh rồi. Chính là chuyện thành phố Mạc Hương muốn giành khu công nghệ cao đó. Ừ, có phải đã bị địa khu Tam Dương đoạt mất rồi phải không? Cậu cảm thấy có chút hổ thẹn với bí thư Tạ, cho nên mới phát điên lên như vậy, có đúng không? Thiết Chiêm Hùng nói.
không thuộc về địa khu Tam Dương, mà là thành phố xếp ngay sau Mặc Hương là Hải Đông. Em cũng đã từng công tác ở đó. Cho nên em phải vui mừng mới phải. Đối với Diệp Phàm em đều mong muốn những nơi mà mình từng công tác đều ngày một giàu có. Có lẽ có người nói tư tưởng của Diệp Phàm em hẹp hòi, không có quan niệm toàn cục, mang tư tưởng địa phương chủ nghĩa. Tuy nhiên, đây là tính cách của Diệp Phàm em. Chuyện thường tình ấy mà, đổi lại là tôi thì tôi cũng thế. Chúng ta đều hy vọng rằng những nơi mà mình đã từng công tác ngày một tốt lên. Vì vậy, cậu không nên phiền não mới phải chứ? Thiết Chiêm Hùng nói. Tuy rằng lần này thành phố Mặc Hương không giành được, nhưng cái này cũng chỉ có thể trách thực lực của chúng ta không đủ. Hai, trước kia không phải em đã nói với anh rồi sao? Cái này, phỏng chừng là bố vợ em muốn vả vào miệng em đây mà, ông ấy đang cảnh cáo em. Bởi vì em đã lợi dụng anh vợ mình là kiều báo quốc để viết bài. Diệp Phàm kể lại câu chuyện một lần. Xem ra, đây chính là tác phẩm của ủy viên kiều thật rồi. Sau khi nghe xong câu chuyện, Thiết Chiêm Hùng gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó quay sang phía ông chủ quán, gọi. Cho thêm mấy xiên nữa đi, phải là thịt bò nhé, đừng có mang thịt dê lên. Sau đó quay lại, nói tiếp. Có phải cậu cảm thấy nhất thời không thể chấp nhận được, cảm thấy ủy viên kiều quá vô tình không? Cũng có một chút, anh muốn phê bình em có đúng không? Quan hệ của chúng em là thế nào chứ? Có chuyện gì mà không thể nói được đâu? Việc gì mà phải đâm một đao sau lưng như vậy, nhát đao này khiến em rất đau. Diệp Phàm nhả từng câu, giọng lạnh như băng. Ha ha, lần trước cậu mượn miệng của Kiều Viên Viên để giải quyết chuyện của mình, không phải cũng không nói với ủy viên Kiều đó sao? Việc này nếu như đặt vào người cậu thì là chuyện bình thường, còn đặt trên người của Kiều gia thì chắc chắn là không bình thường. Vì vậy, ủy viên Kiều có gõ cậu cũng là chuyện bình thường mà. Có lẽ ông ấy cho rằng cậu khôn vặt. Muốn giở trò trước một nhân vật tai to mặt lớn. Người anh em à, cả anh và cậu đều không đủ đẳng cấp đâu. Về kinh nghiệm thì càng không bằng họ, kết quả lại bị họ bấn cợt, thậm chí còn cho một đao sau lưng, để cậu nhớ đời đấy mà. Thiết Chiêm Hùng mỉm cười nói. Nhớ đời ư? Diệp Phàm nói. Tuy nhiên, anh cũng cảm thấy ủy viên Kiều hơi quá đáng thật. Cậu nghĩ thử mà em, nếu đã là tiền bối. Lại là một nhân vật tai to mặt lớn trong giới chính trị như vậy thì việc gì ông ta phải chấp với đám tép diêu như chúng ta, có đúng không? Dù gì thì cậu cũng là con rể của ông ấy, nếu sai thì có thể phê nình, đằng này lại dở thủ đoạn như vậy. Làm thế sẽ khiến cậu bị thương mà. Thiết Chiêm Hùng có vẻ phẫn nộ nói. Em cũng nghĩ như vậy, ông ấy không phê bình mà cũng chẳng nhắc nhở em lấy một câu, mà đâm thẳng một nhát đao. Nhát đao này, Diệp Phàm em nhất định phải trả. Kiều gia thì sao chứ, hạng tép diêu như chúng ta cũng không thể để người ta tùy tiện dẫm đạp như vậy. Diệp Phàm thái độ nghiêm túc nói. Đúng là cậu phải phản kích, nhưng cậu phải suy nghĩ cho chín chắn. Làm như vậy, liệu có làm mâu thuẫn tăng thêm một nấc nữa không? Đến lúc đó, nếu như ủy viên Kiều tức giận lên, thì e là ngọn lửa giận đó sẽ khiến cậu bị bỏng đó. Anh nghĩ, hay cứ bỏ qua đi, chúng ta cứ nhẫn nhịn đã. Khi chúng ta có thực lực rồi quay lại phản kích, để cho ông ta thấy sức mạnh của chúng ta là được. Lúc này, chúng ta phản kích, căn bản là không xứng tầm với ông ta. Thiết Chiêm Hùng khuyên nhủ nói. Phản kích không được, thì em sẽ cắn cho ông ta một nhát, ông ta đâm em một đao, em phải cắn cho ông ta một nhát thật đau mới được. Nếu không người ta sẽ khinh thường mình. Diệp Phàm nói. Vậy cậu sẽ làm như thế nào? Thiết Chiêm Hùng không phát biểu ý kiến nữa. Mà trực tiếp hỏi luôn. Tạm thời còn chưa nghĩ ra, chẳng thể khống chế được ông ta điều gì cả. Chuyện này em sẽ bắt tay từ địa khu lĩnh Nam. Diệp Phàm hừ nói. Ông ta đâm em một đao, em sẽ đạp kiều báo quốc một nhát rồi rút chân về. Thú vị đấy, tuy nhiên, Diệp Phàm à, cậu thật sự muốn đạp kiều báo quốc một nhát sao? Thiết Chiêm Hùng hỏi. Đạp. Diệp Phàm thái độ rất nghiêm túc nói. Anh có mấy cách đây? Thiết Chiêm Hùng thấy thái độ Diệp Phàm kiên quyết như vậy, liền nói. Cách gì thế, anh nói nghe coi xem nào. Diệp Phàm vội hỏi lại. Anh cũng vừa nghe được, hình như địa khu lĩnh Nam có trị an không được tốt lắm. Thấy tình hình như vậy, tỉnh ủy Nam Phúc còn gửi văn bản xuống. Cái này, đương nhiên không phải nguyên nhân trong thời gian Kiều Báo Quốc đảm nhiệm chức chủ tịch địa khu, muốn truy cứu trách nhiệm thì phức tạp rồi. Hơn nữa,
cũng chẳng trách được Kiều Báo Quốc. Tuy nhiên, Kiều Báo Quốc hình như cũng ngửi được mùi vị gì đó. Cho nên, gần đây liền đẩy mạnh công tác trị an. Hơn nữa, muốn nâng cao sức mạnh cảnh sát, cải tiến thiết bị cảnh dụng. Giống như xe cảnh sát và phương tiện phá án đều cần phải có tiền có đúng không? Hơn nữa, Ủy ban Nhân dân địa khu Lĩnh Nam cũng báo cáo bộ, xin xây dựng một căn cứ huấn luyện cảnh sát, để nâng cao tố chất của cảnh sát địa khu Nam Lĩnh. Mà cái này thì nằm trong tay anh đây, vốn cũng muốn phê rồi. Tuy nhiên, trước khác giờ khác. Thiết Chiêm Hùng thản nhiên cười nói. Như vậy e là không thỏa đáng cho lắm. Nếu anh Thiết cứng rắn không phê, thì không phải khiêu chiến với Kiều gia hay sao? Việc này, nếu như để Kiều Viễn Sơn tức giận thì việc phát triển sau này của anh sẽ rất bất lợi. Dù sao, anh muốn được đề bạt thì phải qua ban tổ chức trung ương có phải hay không? Việc này không ổn, không ổn, em còn có cách khác. Đương nhiên, ý của em không phải đâm cho Kiều Báo Quốc một đao, chuyện này Diệp Phàm em không làm được, dù sao bọn em cũng là thân thích mà. Mà chỉ đá cho một nhát, khiến cho đồng chí Viễn Sơn nhớ là được. Nếu thật sự đả thương Kiều Báo Quốc, thì em cũng không xong với Viên Viên mất. Diệp Phàm nói, không việc gì, không phải chỉ địa khu Nam Lĩnh muốn tranh thủ một khu căn cứ huấn luyện cảnh sát. Cả tỉnh Nam Phúc cũng đã có ba nơi, muốn tranh thủ giống như địa khu Tam Dương, còn có thành phố Thương Hải nữa. Anh nghĩ, tuy chỉ là một khu căn cứ huấn luyện cảnh sát, nhưng phỏng chừng lãnh đạo địa phương đều đánh hơi được mùi gì đó. Ít nhất, có thể giành được căn cứ này cũng là một công lớn. Chẳng những có thể tiết kiệm cho địa phương một số tiền lớn, mà còn làm được công tác trị an. Cái này, cũng là vinh dự của lãnh đạo địa phương có đúng không? Đến lúc đó, công lao bỏ ra ít mà lại kiếm được một khoản. Thiết Chiêm Hùng nói, ha ha, thành phố Thương Hải có tiền rồi mà cũng muốn giành cái này sao? Em thấy, thành phố Mặc Hương kinh tế còn kém hơn Thương Hải. Liệu có nên giúp bọn họ không? Diệp Phàm cười quỷ dị nói. Cậu thật lợi hại, bên thành phố Mặc Hương mất một hạng mục, giờ cậu lại trả cho bên đó một hạng mục. Tuy rằng sức ảnh hưởng nhỏ hơn rất nhiều so với khu công nghệ cao, nhưng cũng lấy lại được một chút. Trong lòng cậu cũng bớt áy náy hơn, có đúng không? Quyết định như vậy đi, cậu khẩn trương báo cho Tạ Quốc Trung đi, bảo ông ấy báo cáo về tỉnh, sau đó chuyển đến chỗ tôi. Cái này, phê hay không phê là chuyện của bọn anh. Thiết Chiêm Hùng nói. Không không. Diệp Phàm đột nhiên khoát tay nói. Cậu định làm cái gì vậy, trong đám mây mù thế này sắp làm cho ông anh này hôn mê rồi. Thiết Chiêm Hùng nói. Không phải cho thành phố Mặc Hương mà là địa khu Tam Dương. Nếu các chỉ tiêu xếp hạng của Tam Dương đều đứng sau Nam Lĩnh. Vậy thì chúng ta hỗ trợ địa khu Tam Dương về mặt trị an này một phen. Ít nhất, ở phương diện này cũng phải vượt qua Nam Lĩnh. Nghe nói về mặt phát triển kinh tế thì địa khu Tam Dương kém hơn Nam Lĩnh chút xíu. Chỉ cần hỗ trợ một chút, không chừng Tam Dương sẽ vượt lên trên. Tuy nhiên em không có ý định để cho vượt qua một cách toàn diện. Một số phương diện nào đó thôi, ví dụ như chị An vượt qua là được rồi. Diệp Phàm nói. Được, được, người anh em thật lợi hại. Tuy nói chỉ là một chiêu nhỏ, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cho Ủy viên Kiều một cái tát nhớ đời. Tuy nhiên, thủ đoạn này của tôi phỏng chừng Ủy viên Kiều sẽ suy nghĩ ra. Đến lúc đó, cậu lại phải ăn đòn rồi. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Chương 2138, sự xảo trá của Diệp Thị. Mặc sắc nó, chính là để cho ông ta hiểu được, còn không thì có ý nghĩa gì chứ. Tuy nhiên, cứ như vậy thì anh cũng sẽ bị ông vợ em nhớ tên đấy. Diệp Phàm nói. Kệ, Ủy viên Kiều cũng đâu thể ngồi cái ghế đó cả đời được. Hơn nữa, phỏng chừng trong vòng 5 năm nữa, anh cũng không có khả năng thăng lên bậc nữa. Nếu lên nữa thì là cấp bộ trưởng, đối với anh mà nói, có lẽ cả đời thì nó vẫn là hy vọng xa vời. Cho dù không đắc tội với Ủy viên Kiều, thì ông ấy cũng không thể giúp anh được, có đúng không? Thiết Chiêm Hùng nói, khiến Diệp Phàm cảm nhận được tình anh em thật sự. Không đâu, anh nhất định sẽ lên mà. Lời này, là em nói đấy. Diệp Phàm nói những lời này, giống như một sự khẳng định chắc chắn. Thiết Chiêm Hùng liền cười to, nói. Được, anh sẽ đợi cậu giúp anh một tay. Kiều Viễn Sơn làm thế nào thì chúng ta sẽ cắn, lại như thế. Tuy nhiên, hình như hai chúng ta có chút giống chó, nhỉ? Lão Thiết nói câu này xong, hai người liền phá lên cười. Bởi vì,
hai người đều nhớ đến biệt danh cậu tử của Diệp Phàm hồi còn ở tổ A. Nếu là cậu thì phải có đặc tính của cậu rồi. Kiều Viên Viên tắm xong, bước ra thì chẳng thấy bóng dáng Diệp Phàm đâu, miệng không khỏi nói một câu. Cái người này, lại đi đâu rồi không biết, thật là, mới thoáng cái đã chẳng thấy đâu rồi. Phu nhân, tiên sinh thật sự phát điên rồi. Lúc này, truyền đến giọng nói của Lý Cường. Điên rồi ư, ông nói đùa à. Kiều Viên Viên nhìn Lý Cường một cái, phát hiện ánh mắt của lão đầy vẻ u buồn. Là đúng đấy, vừa rồi tiên sinh gầm rú lên, sau đó lại ra bên ngoài đấm đá loạn xạ, làm cho chúng tôi sợ phát khiếp. Sau đó, thứ trưởng Thiết đến, rủ tiên sinh đi uống rượu rồi. Lý Cường thực ra đứng ở đại sảnh chờ Kiều Viên Viên. Rốt cục là chuyện gì vậy? Kiều Viên Viên lo lắng trong lòng, thầm nhỉ chẳng lẽ có liên quan đến Kiều ra sao? Tôi cũng không rõ lắm, vừa rồi hình như tiên sinh nghe điện thoại xong, là Diệp Tử Kỳ gọi đến. Chiếc điện thoại kia đã bị tiên sinh đập vỡ rồi. Phu nhân xem, bàn cũng vừa được thu dọn xong. Lý Cường nói. Tôi biết rồi, tôi sẽ gọi điện thoại để hỏi Tử Kỳ xem. Kiều Viên Viên nói, Lý Cường bước ra ngoài, bởi vì nhiệm vụ của ông đã hoàn thành. Diệp Tử Kỳ lúc đầu không dám nói, sau đó bị Kiều Viên Viên nói chuyện Diệp Phàm nổi điện, cho nên, không còn cách nào khác, Tử Kỳ đành phải nói chuyện khu công nghệ cao thành phố Mạc Hương nói với chị dâu một lần. Kiều Viên Viên tức giận, vội vã lái xe về nhà. Bởi vì lúc Diệp Phàm loay hoay việc này cô cũng có mặt, cho nên cũng biết chuyện này. Hơn nữa, lúc ấy Kiều Viễn Sơn đã nói phải gõ Diệp Phàm, Kiều Viên Viên tưởng cha chỉ nói như vậy rồi thôi, ai ngờ lại xuống tay thật. Bước vào sân, thấy ba mình đang đọc báo, còn mẹ thì đang đan áo len. Còn anh hai Kiều Thanh Dương thì đang đeo tai nghe gật gù nghe nhạc, chân còn đung đa đung đưa. Cái thằng này, không đứng đắn một chút được hả? Chẳng giống một quân nhân chút nào. Kiều Viễn Sơn quay sang giáo huấn con trai mình. Đây là trong nhà mà ba, đâu phải trong quân đội đâu. Kiều Thanh Dương bất mãn nói. Ở nhà cũng thế, quân nhân phải có cách ngồi của quân nhân. Con xem, thật là bữa bãi, cách ngồi của con trông xấu lắm. Nếu như thành thói quen mà để lãnh đạo trông thấy, thì người ta sẽ nghĩ về mình như thế nào? Kiều Viễn Sơn nói. Con biết rồi. Kiều Thanh Dương không tình nguyện đặt chân xuống, cho nên nói rất lớn. Ba, sao ba lại làm như vậy? Kiều Viên Viên, hùng hùng hổ hổ, đứng trước mặt Kiều Viễn Sơn nói. Làm sao vậy? Ánh mắt Kiều Viễn Sơn lại tập trung vào tờ báo, không thèm ngẩng đầu lên. Phỏng chừng ông cũng đã đoán ra được điều gì đó rồi. Làm sao ư, ba thật là quá đáng đấy. Kiều Viên Viên hừ nói. Quá đáng, con nhỏ này, sao lại ăn nói với ba như thế hả? Lúc này, bà mẹ Diệp Dung liền đặt chiếc áo len xuống, lên tiếng giáo huấn. Mẹ hỏi ba xem ba đã làm gì. Bốn lần này con cùng Diệp Phàm về nhà ăn Tết, Diệp Phàm là người Mạc Hương có đúng không ạ? Vì vậy anh ấy muốn làm chút gì đó cho quê hương. Kiều Viên Viên đem chuyện khu công nghệ cao nói một lần. Sau đó nói, ba đừng có nói việc này không phải do ba làm. Là ba làm đấy. Kiều Viễn Sơn nói thẳng, đặt tờ báo xuống chừng mắt nhìn con gái một cái, nói. Con tưởng thằng nhóc đó là một chú chim tốt, có đúng không? Trước kia, không phải ta đã nói với các con rồi sao? Giờ lại dám giở trò trước mặt ta, báo quốc là gì của nó chứ? Không những không giúp đỡ mà còn mượn tay Kiều ra đi làm chuyện của mình. Con muốn mượn cũng được, nhưng nói với ta một tiếng là được. Ta đâu phải loại người không biết tình biết lý chứ. Còn đằng này thì sao? Dám giở trò nham hiểm với ta, nếu không cho nó một roi thì để nó ngồi lên đầu à? Anh ất có sai thì ba phê bình một tiếng là được, sao lại làm như vậy chứ? Ba không biết rằng anh ấy sắp điên lên rồi kia kìa. Bãi cỏ trước nhà đã bị anh ấy biến thành ruộng lúa rồi. Kiều Viên Viên nói, đôi mắt còn có chút đỏ. Lợi hại, bãi cỏ mà có thể thành ruộng lúa được. Con thật sự muốn xem kiệt tác của đại ca Diệp thế nào. Kiều Thanh Dương hai mắt tròn xoe, nói. Cút sang một bên. Kiều Viễn Sơn tức giận hừ nói. Được rồi, Viên Viên, việc này con cũng đừng nói nữa. Dù sao Diệp Phàm cũng không có chuyện gì có đúng không? Hơn nữa, nếu như thằng bé Diệp Phàm này hiểu chuyện một chút thì ba con cũng đâu có tức giận như vậy. Sau này chú ý một chút là được. Diệp Dung nói. Diệp Phàm là con rể của ba đấy.
Kiều Viên Viên nói một câu cuối cùng rồi chạy ra khỏi cửa. Để con đi theo xem thế nào. Kiều Thanh Dương nói, sau đó chạy theo Kiều Viên Viên. Một chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm được, còn gọi con gái về gây sức ép với tôi thấy thằng nhóc này chính là một thằng bất tài, bất tài. Kiều Viễn Sơn lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó đi lên lầu. Diệp Phàm đang uống rượu vui vẻ với Lão Thiết thì chuông điện thoại reo lên, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của quản gia. Tiên sinh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Hóa Trương Chấn Lưu nói muốn gặp tiên sinh. Ông hỏi anh ta xem có chuyện gì. Diệp Phàm nói. Anh ta nói rằng miếng bài đó họ không thể tìm được một miếng y hệt khác. Tuy nhiên, bọn họ sẽ đồng ý yêu cầu nhất định mà chúng ta đưa ra. Chỉ cần chúng ta đừng có tóm hứa Tam Cường mãi không thả. Hơn nữa, hy vọng chúng ta có thể làm cầu nối với bên kia cho thả người ra. Lý Thành nói. Ông biết tôi thích triền núi phía sau nhà chứ, hiểu ý của tôi, hưa. Diệp Phàm hỏi. Tôi hiểu rồi, vậy sẽ bảo bọn họ mời đại sư và thợ thủ công đến sửa nơi mà chúng ta bị tổn hại. Sau đó, phạm vi tường vây phải kéo dài đến phía sau triền núi kia. Đương nhiên, tôi sẽ lựa lời nói với họ, tiên sinh cứ yên tâm. Quản gia Lý rất hiểu chuyện. Cứ như vậy đi. Diệp Phàm biết Lý Thành sẽ làm việc tốt, liền cúp máy. Bọn họ chịu thua rồi hả? Thiết Chiêm Hùng thản nhiên cười nói. Do chính Phí Thanh Sơn viết mà, chẳng lẽ bọn họ lại tìm được Phí Thanh Sơn thứ hai để viết hay sao? Diệp Phàm hừ nói. Vậy khó khăn rồi, nghe nói Phí Đại Sư đã đạt đến trình độ thập đẳng rồi. Thiết Chiêm Hùng nói. Nghe ông ấy nói là chưa được, hình như là cửu đẳng đỉnh giai thì phải. Diệp Phàm nói. Đó cũng ghê gớm rồi, tuy nhiên. Nếu bọn họ biết được bí mật của tấm bảo bài này, chứng tỏ Hứa gia cũng có cao nhân. Thiết Chiêm Hùng nói. Những gia tộc như Hứa gia có mấy người chứ, điều đó là chuyện không thể. Tuy nhiên, phỏng chừng chưa vượt qua được lục đẳng. Diệp Phàm nói. Ừ, cũng phải, nếu nói về tiền thì chúng ta không bằng họ. Tuy nhiên, nếu về phương diện quyền cước thì chúng ta không phải lo điều gì. Thiết Chiêm Hùng vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười nói. Quản gia Lý. Ông chủ của các người có ở nhà không? Trương Chấn Lưu nhìn Lý Thành một cái, hỏi. Ông ta biết chủ nhà này năng lượng không nhỏ, phỏng chừng là đang gạt mình. 2 giờ trước còn có mặt ở đây, giờ lại chẳng thấy tăm hơi đâu, phỏng chừng là đang nắn gân mình. Ông ấy giao cho tôi nói chuyện này với các ông. Lý Thành nói, không lâu sau dẫn Trương Chấn Lưu đi ra phía sau nhà. Trương Chấn Lưu còn tưởng rằng quản gia Lý muốn cho mình nhìn thấy tổn thất, sau đó yêu cầu bồi thường. Vì vậy, nói, tổn thất này, các ông cứ cho cái giá cụ thể đi, chúng tôi sẽ khiến các ông hài lòng. Ha ha, ông chủ chúng tôi thích nhất triền núi này. Phó Tổng Giám đốc Trương, sườn núi này có cây cối, hoa cỏ, bình thường ông chủ chúng tôi thường luyện thái cực quyền và hoạt động chân tay ở đây. Chỉ có điều, diện tích của cả khu tuy nói không nhỏ, nhưng những nơi thế này rất khó tìm được. Nghe nói các ông đã mua được triền núi này rồi có đúng không? Lý Thành chỉ vào triền núi nói. Ừ, mua được rồi, tốn không ít công sức, vốn ông chủ nhà đó không chịu bán hết đâu. Trương Chấn Lưu dường như cảm giác được điều gì đó, sắc mặt bỗng xám ngắt. Như thế này có được không? Ông chủ của chúng tôi thích sườn núi này, các người có thể bán lại cho chúng tôi không? Đúng lích tường vây này bị đập vỡ rồi, lúc xây lại có thể vây vào được. Lý Thành cười nhạt nói. Vừa nghe đến từ bán lại. Trương Chấn Lưu chút nữa thì chửi thành tiếng. Trong nháy mắt, y đã hiểu, phỏng chừng Diệp Phàm sớm đã nhắm sườn núi này rồi. Chỉ có điều chủ cũ không chịu bán, không ngờ lại gặp chuyện thế này. Nói thì hay đấy, bán lại, chúng tôi dám thu tiền của các người sao? Vậy thì Tam Cường còn lâu mới được thả ra. Tuy nhiên, Trương Chấn Lưu nhanh chóng khôi phục bình tĩnh nói. Ý của ông chủ ông có phải là dùng triền núi này để bồi thường cho thiệt hại của các ông không? Ha ha, chúng tôi không phải lấy không, thuận mua vừa bán mà. Lý Thành cười nói, nhìn sườn núi một cái, nói tiếp. Sườn núi này cũng là một mảnh đất hoang, chẳng có công trình gì cả, chỉ có cây cối hoa cỏ, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Trước kia các ông ra giá với Hồng Diệp Bảo của chúng tôi là 100 ngàn. Sườn núi này diện tích có lớn hơn toàn bộ diện tích của Hồng Diệp Bảo một chút. Nhưng Hồng Diệp Bảo của chúng tôi là nơi đáng giá. Phỏng chừng khoảng 2-3 triệu gì đó. Cái này, sắc mặt Trương Chấn Lưu hoàn toàn tái nhợt,
nghĩ bụng, chúng tôi tiêu mất 200 triệu, khó khăn lắm mới mua được, giờ đây các người chỉ đòi có 2-3 triệu. Hình như các người bị lỗ, còn chúng tôi lãi lớn rồi, đây là lý gì chứ? Tuy nhiên Trương Chấn Lưu nói muốn đi nhà vệ sinh, vào đó liền gọi điện cho Hứa Chính Phong, nói rõ sự tình. Chương 2139, khoe khoang với nhau. Cái gì gọi là mồm to, Chấn Lưu, hiện giờ anh hiểu được đúng không? Hứa Chính Phong giọng vẫn khá bình tĩnh, đây là phong cách của người tai to mặt lớn. Sao, để bọn họ chết, chúng ta mất 200 triệu và cưỡng ép mới có được. Toàn bộ sườn núi này đã bị vây quanh, nếu kinh doanh ở đây có thể gia tăng giá trị lên 1 tỷ. Cho dù chỉ là mang đi bán đấu giá cũng đáng giá 4-500 triệu. Diệp Phàm cũng dám lên tiếng, thì sẽ là 2-3 triệu. Thực sự coi chúng ta là đớn hèn. Tổng giám đốc Hứa, việc này, chắc chắn không thể đồng ý với bọn họ. Trương Chấn Lưu chửi chó má. Cho bọn hắn. Hứa Chính Phong nói. Sao được, vậy tòa nhà Quốc Đông của chúng ta có còn muốn xây dựng không? Kế hoạch kinh doanh của Quốc Đông từ nay về sau gác lại sao? Hơn nữa, chúng ta mất nhiều công sức như vậy, địa bàn này lại giao cho bọn họ, thì việc kinh doanh của Quốc Đông tổn thất ít nhất 500 triệu. Trương Chấn Lưu thiếu chút nữa hét lên. Không cần phải nói, cậu lập tức đáp ứng bọn họ đi. Hơn nữa, tôi lập tức gọi luật sư đến đây giải quyết hết mọi thủ tục. Giải quyết tốt thủ tục rồi yêu cầu bọn họ thả người. Hứa Chính Phong lên tiếng. Tổng giám đốc Hứa. Trương Chấn Lưu còn muốn rông dài, tuy nhiên, vừa mới nói mấy chữ đã bị Hứa Chính Phong ngắt lời, hắn hử nói. Vườn nhà họ Hứa không phải lấy dễ như vậy. Lương Ngũ Gia không cần phải nói, chỉ cần phục hồi được tấm biển thì về sau chúng ta muốn chính là tất cả Hồng Diệp Bảo. Sườn núi này cứ để cho bọn hắn tạm thời đi lại một thời gian. Việc kinh doanh của Quốc Đống nhất định phải tiến hành, ai ngăn cản cũng vô dụng. Vậy được rồi. Trương Chấn Lưu nói xong, đi ra buồng vệ sinh phía sau, lấy 300.000. Hứa Chính Phong làm việc thật sự là nhanh gọn, dứt khoát và quyết đoán, không lâu sau luật sư đã đến, Diệp Phàm cũng về đến Hồng Diệp Bảo. Hai luật sư cùng công chứng những giấy tờ có liên quan. Chỉ là hai nhân viên công chứng của hai luật sư đều thầm nói, một sườn núi lớn như vậy không ngờ chỉ bán 3 triệu, đây quả thực là chuyện hoang đường, đây không phải là tặng không thì là cái gì. Cho dù thằng ngốc cũng có thể nhìn ra ngay. Tường vây cùng với những tổn thất bên ngoài đều được đền bù theo giá cả, cuối cùng Diệp Phàm còn thản nhiên nói. Hy vọng sau này các anh phải chú ý, đừng xây dựng rồi đập, làm như vậy sẽ rất lãng phí thời gian, đồng thời cũng lãng phí tiền của có đúng không? Tập đoàn của các anh có tiền, điều này tất cả mọi người đều rõ ràng, nhưng cũng không thể lãng phí như vậy có phải không? Lần sau không được làm như vậy nữa. Trương Chấn Lưu lúc này thật sự tức giận muốn xông lên phía trước cho hắn mấy cái bạt tai. Tuy nhiên, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, đồng thời cặp mắt của Lý Cường đang nhìn y, Trương Chấn Lưu không khỏi chần chừ, nghẹn giọng không làm được gì. Bởi vì thủ đoạn của Lý Cường y đã từng chứng kiến một ít. Cậu Diệp, rắn nuốt voi kết cục rất thảm, tôi muốn nói với cậu một câu như vậy. Lương Ngũ ra đi trước một bước nhìn Diệp Phàm thản nhiên cười giơ tay định chụp bả vai Diệp Phàm. Tuy nhiên, Lý Cường cũng đi trước một bước nhìn chằm chằm Lương Ngũ Gia. Hai bên nhìn nhau vài giây, Lương Ngũ Gia mới lui lại. Rắn tất nhiên là nói Diệp Phàm, voi kia đương nhiên là nói nhà họ Hứa. Ha ha, xẻ thịt voi thành những khối nhỏ, rắn cũng có thể ăn thôi. Lương Ngũ Gia, anh nói xem có đúng không? Diệp Phàm nhìn Lương Ngũ Gia một cái thản nhiên cười nói. Thấy khí thế vừa rồi của người này, có lẽ chính là người biết rõ chân tướng cao nhân nhà họ Hứa rồi. Tuy nhiên, Diệp Phàm cảm thấy, người này không vượt qua lục đẳng, Lý Cường ra tay có thể quyết định được y. Tảng đá này thật sự là chặn đường, tránh sang một bên đi. Lý Cường giống như nhìn thấy một tảng đá 2-3 tấn vướng chân bên đường, nói, đồng thời đá một cước, khối đá giống như viên đạn bay xa 10 mét trên mặt cỏ. Đất cát lập tức bắn tung tóe, khí thế kinh người, hai vị luật sư cùng các công chứng viên đều nhìn chân chối. Có mấy người nhát gan mặt cũng trắng bệch ra. Bởi vì núi giả có rất nhiều lỗ hổng, một tảng đá lớn nhìn thì có thể 2-3 tấn nhìn qua rất lớn, không cẩn thận có lẽ chưa đến 1 tấn. Tảng đá này thật sự có chút ngáng đường, để Lương gia giúp mọi người sửa lại một chút. Lương Ngũ gia cũng không chịu yếu thế, đến bên chỗ núi giả kia đá một cước, thình thịch một tiếng,
tảng đá kia cũng bay ra xa hơn 10 mét, khí thế không kém Lý Cường bao nhiêu. Hai bên mượn tảng đá này để khoe khoang với nhau, thị uy nhau một chút. Sau khi ra khỏi Hồng Diệp Bảo, vẻ mặt Trương Chấn Lưu nghiêm trọng nói. Xem ra lai lịch của Diệp Phàm cũng không nhỏ, không ngờ có thể mời cao thủ như thế đến, Lương Ngũ gia, anh đoán xem người này cân lượng bao nhiêu. Thực lực có lẽ không kém tôi lắm, tuy nhiên người này trẻ tuổi. Trẻ tuổi như thế có thể có thân thủ lục đẳng, thật sự là lợi hại. Lương Ngũ gia cũng không nói những lời nói dối, quay sang nói. Tam cường này, tôi lo rằng sau này nó sẽ tìm đến Hồng Diệp Bảo gây phiền toái. Anh phải khuyên nó đừng làm hỏng chuyện. Hơn nữa Lý Cường có thân thủ như thế, tôi không thể lúc nào cũng ở cạnh Tam Cường, nếu gây với y bị đánh thì nguy. Ừ, tôi sẽ khuyên nó. Trương Chấn Lưu ra vẻ thành tâm gật gật đầu. Lên xe, chúng ta đến chỗ Trúc Lão. Cách đó không xa có một chiếc Mercedes-Benz, Hứa Chính Phong hạ cửa kính nói. Hai người ngồi vào xe. Một ngõ nhỏ cách đó không xa có một ngõ của những tên ăn mày, trong một căn phòng nhỏ. Một căn phòng đã cũ nát lắm rồi, tường vôi đã biến thành màu đen, trên đó còn có dòng chữ MM Công nghiệp Học Đại Khánh, Nông nghiệp Học Đại Trại. Đây là câu tuyên truyền phổ biến của thập niên 60. Trước nhà là một khối đất trống, trên đó có vài cây trúc mảnh khảnh. Trong phòng có 7-8 người, họ Lý vì thích gậy trúc nên cả xóm đều gọi là Trúc Lão. Trúc Lão nhìn qua khoảng 70 tuổi, tuy nhiên, tinh thần rất minh mẫn, cũng không có đứa con nào đến thăm ông Lão lần nào. Đồng chí làm việc ở khu phố cũng đã đến nói là Trúc Lão thuộc phạm vi hỗ trợ của nhà nước, chỉ cần cần ông ấy xin, một tháng cũng có 100 đồng tiền trợ cấp của chính phủ. Tuy nhiên, Trúc Lão từ chối, nói là mình có thể đi lại, thì sẽ không xin trợ cấp. Hơn nữa, nói là mỗi ngày chống gậy trúc bán chút hàng nhỏ, bán chút đồ ăn một ngày cũng có thể kiếm được mấy chục đồng, không cần đến tiền hỗ trợ của chính phủ. Người ta đều nói Trúc Lão ngốc, tuy nhiên, ông ấy cũng không để ý. Còn đừng nói, Trúc Lão làm món cơm trứng thịt bò rất ngon. Mỗi buổi tối bán ở ngoài với hai bàn nhỏ cũng có thể kiếm chút tiền. Ông chủ, chúng ta đi mệt rồi, hay là đến nhà hàng ăn khuya đi. Hứa Chính Phong dừng xe từ xa nói với sư phụ, ba người cố ý đi từ phía sau đến quầy của Trúc Lão. Buổi tối có một bàn đang có người ngồi ăn uống, một bàn còn trống. Trương Chấn Lưu cố ý có vẻ mệt mỏi nói. Ừ. Bên kia không phải có một quầy sao, chúng ta sang đó ăn chút gì. Ở đây sao được, không hợp vệ sinh, hay là đến nhà hàng đi. Hứa Chính Phong nhìn quầy bán đồ ăn nhỏ của Trúc Lão nói. Trương Chấn Sơn cố ý nhìn cái bàn đã lên màu gỗ sáng bóng nói. Ông chủ, thịt bò ở đây hương vị không tồi. Không tin ông nếm thử một chút, trước kia tôi cũng đã ăn vài lần, thật sự không tồi. Ông chủ cả ngày ăn hải sản đồ Tây. Hôm nay ăn thử đồ ăn ở quán nhỏ có lẽ sẽ cảm nhận được hương vị khác. Hơn nữa, quầy hàng này, vệ sinh cũng không tệ lắm. Ông xem, ông lão kia cũng đi găng tay xào rau, so với các quán khác còn sạch sẽ hơn. Lúc này Lương Ngũ gia lên tiếng nói. Đừng nói bậy, sao có thể bảo ông chủ ngồi ăn ở đây? Mất giá quá. Trương Chấn Lưu nghiêm mặt hừ nói. Thôi vậy, vậy thử xem. Hứa Chính Phong khoát tay áo nói. Ba người tất nhiên ra vẻ tự nhiên bước qua ngồi xuống. Có gì ngon thì mang hết ra, ông lão, làm tốt một chút, đặc biệt vệ sinh phải sạch sẽ, làm ông chủ vui vẻ sẽ trả thêm tiền. Trương Chấn Lưu bước lên hướng về phía Trúc Lão nói. Bàn bên cạnh có một người trung niên cười nói. Các anh yên tâm, Trúc Lão từ trước đến nay làm rất vệ sinh, chúng tôi thường xuyên ăn uống ở đây. Những người đó cũng vừa ăn xong rồi, đã đứng cả dậy. Không lâu đồ ăn được bưng lên. Ông chủ, ông ăn thử một chút thật sự là không tồi. Lương Ngũ gia gặp một miếng to mì xào thịt bò vừa bỏ vào miệng vừa nói. Trương Chấn Lưu và Hứa Chính Phong có chút không tin gắp một ít mì, Hứa Chính Phong cầm khăn lau lau miệng gật gật đầu, nói. Thật sự là không tồi, không giống ở nhà hàng. Ha ha, quý khách, chỗ tôi đều là đồ ăn Bắc Kinh, chắc chắn chính tông. Tuy nhiên, tôi chỉ là cửa hàng nhỏ. Không nhiều món, toàn bộ cũng chỉ có 7-8 bàn. Trúc Lão vừa đem đồ ăn vừa cười nói. 7-8 đĩa, mang thêm một bát cơm là đủ rồi. Hứa Chính Phong cười nói, vẻ mặt thân thiết. Không lâu sau khi uống vào mấy chai bia, Trương Chấn Lưu bắt đầu lên sân khấu. Ông ta có chút phẫn nộ nói. Quá kiêu ngạo,
nếu với tính tình của tôi, đã đập nát nhà rồi. Cái gì thế, không phải là phá một tấm biển còn bắt chúng ta tiếp. Hoàng hóa chúng ta là bùn sông sao, bọn họ quá coi thường chúng ta. Giám đốc Trương, ngồi nói chuyện không đau thắt lưng, tấm biển kia tuy nói là bình thường Hòa Điền Ngọc muốn làm, nhưng cũng không quan trọng, khi ông chủ chúng ta có tiền, bồi rất tốt. Ngay cả mấy chữ đó, không nói dối anh, tôi đã hỏi thăm rồi, nghe nói rất có lai lịch. Lương Ngũ Gia tất nhiên thể hiện phong cách cao thủ. Lai lịch thế nào, tôi đã điều tra, trong và ngoài nước đều không có nhà thư pháp nào tên là Phí Thanh Sơn. Tên tuổi đều không có, tôi thấy hoàn toàn không có người này. Diệp Phàm không ngờ bắt chúng ta giúp hắn một tấm biển, tôi thấy cứ gọi bừa một người viết rồi cho là của cao thủ Phí Thanh Sơn. Trương Chấn Lưu hừ lạnh một tiếng. Hứa Chính Phong phát hiện, Trúc Lão vừa nghe đến ba chữ Phí Thanh Sơn quả nhiên có phản ứng, tay xào rau rõ ràng chậm một chút. Chương 2140, nhân vật số 1 khu ngũ mã đến. Giám đốc Trương, không phải anh không biết, tôi không phải vừa mới nói với anh sao? Phí Thanh Sơn rất có lai lịch, nghe sư phụ của tôi nói là đại ca của Trung Hoa Lục Tôn gì gì đó. Hơn nữa, ba chữ Diệp Hồng Bảo không ngờ chỉ dùng tay để viết. Ngoài ra, hành văn lưu loát, bút lực cứng cáp. Vả lại, chữ kia cũng sâu chừng 2 mét, anh nghĩ lại xe, ngón tay là da thịt. Mặc dù dùng dao khắc chưa chắc có thể làm như vậy. Lương Ngũ tôi có thể tự nhận có chút tài năng, nhưng muốn dùng ngón tay để viết ra ba chữ này, chắc chắn là không thể. Cố gắng muốn làm ra một chút dấu vết thì có thể. Lương Ngũ ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Cũng không nhất định là như vậy, Trung Quốc chúng ta người tên là Phí Thanh Sơn hẳn là không ít. Cậu có thể chắc chắn người viết tấm biển đó là Phí Thanh Sơn, có lẽ cùng tên thôi, chúng ta không cần phải lo lắng làm gì. Tôi thấy tấm biển Diệp Hồng Bảo chỉ là để phô trương thanh thế thôi. Rõ ràng chúng ta dùng chút tiền mời cao nhân đến để phá quán đó là được. Trương Chấn Lưu hừ nói. Tôi nghĩ, 80% hẳn là Phí Thanh Sơn. Có mấy người có thể biết được, thứ nhất Diệp Phàm kia hẳn là biết được uy danh của Phí Thanh Sơn, cho nên mới kiêu ngạo như thế. Thứ hai, Trung Quốc chúng ta có mấy cao nhân có thể dùng tay để viết ra được như thế. Ngón tay là da thịt. Khối đá này cũng rất cứng, không phải là đá mềm. Việc này, tôi thấy thật sự là có chút phiền phức. Hứa Chính Phong nhăn mặt giống như đang suy nghĩ rất nhiều. Ngón tay viết được chữ thì giỏi sao, ếch ngồi đáy giếng thôi. Lúc này đột nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên, ba người quay đầu nhìn lại, phát hiện không ngờ là Trúc Lão. Thầm nói, quả nhiên mắc câu. Xem ra, lão này có thù hằn sâu với Phí Thanh Sơn. Ếch ngồi đáy giếng. Ông nói cái gì, ông thử xem. Lương Ngũ Gia giống như tức giận đứng lên chỉ vào Trúc Lão nói. Bốp, cái muôi xào rau bị Trúc Lão ném sang một bên. Ông ta bước nhanh lên, ngón tay cứng rắn phủi trên bàn gỗ. Vẩy vẩy vài cái, trên bàn hiện ra mấy chữ. Lương Ngũ Gia và Hứa Chính Phong lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Cao, cao nhân. Hứa Chính Phong lắp bắp. Đáng tiếc đây là bàn gỗ, không thể so sánh với Phí Thanh Sơn. Lương Ngũ Gia tuy nói vậy nhưng vẻ mặt cũng rất khâm phục. Tuy nhiên, vẫn ra vẻ tiếc nuối lắc đầu. Theo tôi vào đây. Trúc Lão hừ lạnh một tiếng, xoay người bước vào phòng ở của Lão. Chỉ thấy ông Lão chỉ vào một chiếc ghế bằng đá hoa cương nói. Đây là do tôi không có việc gì dùng ngón tay để vẽ. Thật sự là dùng ngón tay vẽ sao? Trương Chấn Lưu giống như không tin, bước lên sờ chiếc ghế đá. Ngón tay chắc chắn là ngón tay. Tuy nhiên, nếu Trúc Lão ngài có thể biểu diễn bây giờ một chút, Tổng Giám Đốc Hứa chúng tôi sẽ chi một số tiền lớn mời ông. Lương Ngũ Gia vừa vuốt vừa nói. Mời tôi, không thích. Trúc Lão thản nhiên lắc lắc đầu, giơ tay bắt đầu viết lên khối đá bên cạnh. Theo bột đá là tả bay xuống, không lâu, một dòng chữ với bút lực cứng cáp hiện ra trước mắt ba người Hứa Chính Phong. Lợi hại, ông thật sự là cao nhân rồi. Chữ này có thể so sánh được với chữ của Phí Thanh Sơn. Cao nhân, ông đưa ra giá cả đi. Nếu ông chịu ra tay giúp chúng tôi giải quyết chuyện biệt thự lá đỏ. Hứa Chính Phong tôi sẽ đáp ứng rất tốt điều kiện của ông. Ví dụ như biệt thự, BMW đều được. Hứa Chính Phong vẻ mặt khâm phục nói. Tôi đã nói rồi, không thích. Trúc Lão lắc đầu nhìn ba người một cái nói. Tuy nhiên... Các cậu nói về mấy chữ Diệp Hồng Bảo gì đó do Phí Thanh Sơn không được bỏ sót một chút nào, có thể tôi cao hứng sẽ ra tay. Hơn nữa,
không cần thù lao của các cậu. Thật không cần bất kỳ thù lao gì sao, chúng tôi ngại quá, ông giúp Hứa Chính Phong tôi làm việc, Hứa Chính Phong tôi dù sao cũng phải có chút gì chứ. Hứa Chính Phong vẻ hơi ngượng ngùng nói. Vậy đi, các cậu cứ tùy ý cho là được. Trúc Lão hừ nói. Trúc Lão vị này chính là ông chủ lớn của nhà họ Hứa ở cửa Đông, người cầm lái tập đoàn Quốc Đông Hứa Chính Phong. Mặc dù trên thương trường hay chính trường đều rất khá. Trương Chấn Lưu vội giới thiệu Tân Bốc Hứa Chính Phong. Không cần nói với tôi những cái đó, tôi không có hứng thú, các cậu nhanh chóng nói về Phí Thanh Sơn và Diệp Hồng Bảo đi. Trúc Lão nhíu mày nói. Trương Chấn Lưu tất nhiên nói qua một lượt hết mọi chuyện. Đương nhiên không nói là bọn họ vi phạm quy định giải phóng mặt bằng của nhà nước mà nói thành Diệp Phàm ỷ vào quyền thế để bắt nạt người khác. Khối đá đó ở đâu? Trúc Lão vội vàng hỏi. Trong nhà của tôi, nếu Trúc Lão muốn xem tôi lập tức bảo người đem đến đây. Hứa Chính Phong nói. Không cần, tôi đến đó xem. Trúc Lão giơ bàn tay nhăn nheo ngăn lại. Bốn người vội vàng lên xe đi thẳng đến biệt thự NS Hứa ở cửa Đông. Diệp Phàm tắm giặt xong ra thấy Kiều Viên Viên đã đến. Kiều Thanh Dương thấy Diệp Phàm đi từ trên tầng xuống vội vàng nói. Anh Diệp, việc này ba em không làm được, anh đừng để bụng nhé. Ha ha, anh đã quên rồi. Diệp Phàm khoát tay giống như không có việc gì, thật ra làm cho hai anh em Kiều Thanh Dương hơi sững sờ. Kiều Viên Viên có vẻ không tin, hỏi. Anh thật sự đã quên. Đương nhiên, Diệp Phàm anh là ai, việc nhỏ thôi. Và lại, dù sao ông ấy cũng là bố vợ của anh. Tiểu nhân anh không nhớ đại nhân. Diệp Phàm vẻ mặt thoải mái nói. Thật sự đã quên thì tốt rồi, bà cũng là nhất thời cao hứng, anh đừng để trong lòng là được. Cuối cùng Kiều Viên Viên cũng có thể thở ra, thấy Diệp Phàm không có chút nào là giả dối. Anh Diệp, tòa nhà này của anh sao không dọn dẹp lại? Hay là để em ra tay trừng trị mấy tên kia một cái? Nếu không, người ta không để ý tới cũng không được. Kiều Thanh Dương muốn làm chút việc để giải tỏa phiền muộn trong lòng Diệp Phàm. Anh ta biết bên ngoài Diệp Phàm nói thoải mái như vậy nhưng tám phần là trong lòng vẫn mắng ba mình. Không cần, đã giải quyết. Diệp Phàm khốt tay áo. Giải quyết như thế nào? Kiều Viên Viên hào hứng nhìn chằm chằm Diệp Phàm hỏi. Hiện giờ, đất phía sau chính là của chúng ta. Quản gia Lý đã gọi điện thoại mời đại sư nổi tiếng, có lẽ ngày mai sẽ tới. Tôi cũng đã nói với các chuyên gia nổi tiếng về Trùng tỉnh ủy Cố Cung, bọn họ cũng sẽ cử người đến. Có thể tiến thành sửa chữa biệt thự, Viên Viên, nếu em có yêu cầu gì, cần phải nói với các chuyên gia một chút. Một khi phương án đã được xây dựng thì không đổi được nữa. Diệp Phàm nói. Tốt lắm. Kiều Viên Viên tươi cười nói. Vẫn là anh Diệp lợi hại, một nhát đập như vậy lại có thể lấy về cả một sườn núi. Rộng lớn như vậy có lẽ bán mấy trăm triệu cũng không thành vấn đề. Anh Diệp thật sự là chuyên gia bắt nạt. Kiều Thanh Dương vẻ mặt khâm phục nói. Cậu nói cái gì, chuyên gia bắt nạt gì nữa, chúng tôi dùng tiền để mua. Diệp Phàm nghiêm túc trợn mắt nhìn y một cái. Mua, chúng ta không phải thiệt sao? Kiều Viên Viên có chút không hài lòng. Ha ha, thiệt thì không thiệt gì, coi như vì nhân dân phục vụ thôi. Diệp Phàm cười quỷ dị. Không đúng, anh dùng bao nhiêu tiền để mua? Kiều Thanh Dương vò vò đầu hỏi. Thế này. Diệp Phàm giơ ba ngón tay lên nói. 300 triệu, cũng không có gì, anh vẫn chiếm được lợi. Tuy nhiên, hình như cũng không còn nhiều, nhiều nhất thì bán đi kri lãi mấy chục triệu. Kiều Thanh Dương gật gật đầu, sườn núi kia y cũng qua nhiều lần rồi, cũng hiểu rất rõ. Cậu nghĩ đi đây vậy, 30 triệu. Diệp Phàm thản nhiên cười. Không thể nào, 30 triệu sao có thể mua được khu đất hàng trăm triệu. Anh Diệp đang nói đùa sao? Kiều Thanh Dương nói. Tôi nói dối sao? Diệp Phàm quay đầu nhìn Kiều Viên Viên một cái nói. Người ta cứ ép, không có cách nào. Việc này coi như là thế đi. Tuy nhiên, phải nói về lão già kia một chút. Nếu không, thật là có chút nghi ngờ. Nói với ai? Kiều Thanh Dương không hiểu, hỏi. Kiều Viên Viên thật ra hiểu được. Lão già kia chắc chắn nói là Cung Khai Hà. Đơn giản muốn mời ông ra để chứng nhận thôi. Không nên hỏi, không nên hỏi, anh cảm thấy gần đây em giống như đàn bà, càng ngày càng rông dài. Có phải là ngừa ngáy, nếu không chúng ta thử vài chiêu, vừa đúng lúc cánh rừng kia là của chúng ta hoạt động gân cốt một chút.
Diệp Phàm nghiêm mặt nói. Thôi đi, tôi không muốn thành bao cát của anh. Mặt Kiều Thanh Dương khẽ thay đổi vội vàng nói. Lúc này Lý Cường vội vàng bước vào nói. Cậu chủ, vừa rồi có hai người muốn vào đây, một người thanh niên và một người trung niên, nhìn có vẻ giống như cán bộ. Tuy nhiên, tôi không cho bọn họ vào. Sau đó người thanh niên kia giới thiệu nói anh ta là Vệ Bình, người bên cạnh là thư ký của người kia. Người trung niên kia là Lâm Kiến Minh, là bí thư quận ủy khu Ngũ Mã chúng ta. Đến đây vì gần đây nghe nói có vấn đề ầm ĩ ở đây. Có lẽ là cải trang vi hành. Ừ, mời ông ta vào. Diệp Phàm nói, cũng rất làm giá, không ngờ vẫn ngồi mà không đứng lên đón nhân vật số một khu Ngũ Mã. Diệp Phàm đã nghĩ có việc gì đó, có lẽ trước đó cho phó chủ tịch thường trực quận Ngũ Mã uống trà của nhà họ Phí đã đem nhân vật số một của quận Ngũ Mã đến đây. Ít nhất có thể thấy được, quan hệ của hai người bọn họ rất thân thiết. Nếu không, phó chủ tịch Trần chắc chắn sẽ không đem tin tức tốt này nói cho bí thư Lâm. Loại tin tức tốt như thế này một mình hưởng mới tốt, sao có thể chia sẻ với người khác. Đến lúc đó, phó chủ tịch Trần tìm cơ hội làm quen với mình, cũng là một chỗ dựa vững chắc trên đường. Không lâu, một người đàn ông trung niên mập mạp và một người thanh niên đi theo Lý Cường vào. Bí thư Lâm có thời gian đến chiếc tổ nhỏ của tôi, thật sự là vinh hạnh cho kẻ hèn này. Diệp Phàm tươi cười bước ra cửa nói. Chỗ của cậu Diệp cũng gọi là tổ thì chỗ chúng tôi ở gọi là gì đây? Bí thư Lâm cười thân thiết, y giơ tay ra. Diệp Phàm bắt tay với y, tuy nhiên, hắn phát hiện, Lâm Kiếm Minh hẳn là hơi sửng sốt. Sau đó lại bí mật quan sát mình. Tổ tiên để lại chút đồ thừa kế, tôi ngồi mắt ăn bát vàng. Diệp Phàm cười cười, giơ tay nói. Nếu đã đến đây, mời bí thư Lâm vào trong này ngồi. Hai người nói xong đi vào phòng khách, Kiều Thanh Dương đang ngồi đó, đưa mắt nhìn Lâm Kiến Minh một cái không có hứng thú gì. Kiều Viên Viên cũng mỉm cười đứng dựa ở ghế của Diệp Phàm cũng ngồi xuống. Chương 2141, Mã Hậu Pháo. Viên Viên, pha cho bí thư Lâm cốc trà. Diệp Phàm cười nói. Thật ra cảm thấy nếu có thể quen biết bí thư Lâm cũng không tồi. Dù sao nhà mình ở địa bàn của người ta, rồng mạnh khó đấu lại hổ đó thôi, cũng có đôi khi có chuyện phiền đến người ta. Hơn nữa, hắn cũng không thể luôn luôn công tác ở Bắc Kinh. Một khi đến các địa phương làm việc biệt thự lá đỏ này dù sao cũng phải có người quan tâm đúng không? Kiều Viên Viên pha trà, Lâm Kiến Minh thở nhẹ, ánh mắt lập tức sáng lên. Hiện tại y có thể khẳng định. Trà này giống như trà mà chú y là Ngô Nguyên đang đảm nhiệm phó cục trưởng ủy ban kế hoạch và phát triển nguồn năng lượng mang đến nhà y. Tuy nhiên, Ngô Nguyên không gặp may, thứ nhất là có một lãnh đạo được điều từ Hạc Tây về, lãnh đạo này không thích Ngô Nguyên. Ngô Nguyên lại đắc tội với lãnh đạo ủy ban kế hoạch và phát triển, cho nên, hiện tại tuy là phó cục trưởng cấp thứ trưởng nhưng chỉ quản một ít việc không ai quản, lại không thực quyền, lại rất dễ đắc tội với những người phân công quản lý. Ngô Nguyên thất thế Lâm Kiến Minh cũng bị hại theo. Nghe người ta nói nhà của cậu Diệp đã xảy ra một chút mâu thuẫn với tập đoàn Hoàng Hóa. Tôi muốn tìm hiểu chút tình hình cụ thể. Tôi nghĩ, quy hoạch tổng thể của thành phố nhất định phải chấp hành. Tuyệt không thể vì một số tập đoàn muốn kiếm tiền, muốn phát triển mà không để ý đến lợi ích của dân chúng. Việc này tôi nhất định sẽ quản lý. Bí thư thể hiện thái độ rõ ràng dứt khoát. Cảm ơn, chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ. Hiện giờ đã được giải quyết rồi. Tuy nhiên, Diệp Phàm cảm ơn bí thư Lâm đã quan tâm. Diệp Phàm cười nói. Mã Hậu Pháo. Lúc này không thể tưởng tượng được Kiều Thanh Dương giọng lạnh như băng châm chọc một câu. Nói chuyện như thế nào vậy Thanh Dương, một bí thư như bí thư Lâm không còn nhiều. Cậu đừng xúc phạm. Diệp Phàm cố ý quát lên. Tôi xúc phạm cái gì? Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Mã chính là vì muốn làm một công trình lấy thành tích. Cái gì mà vì lợi ích dân chúng, phát triển kinh tế khu Ngũ Mã, tất cả đều là ăn nói lung tung. Bí thư Lâm đi hỏi thăm một chút, nghe nói tập đoàn Quốc Đông muốn làm cuộc chạy đua trong kinh doanh thôi. Người ta không chịu bán nhà, tập đoàn Quốc Đông liền dùng mọi cách để chèn ép. Chính Hồng Diệp bảo này của anh Diệp mà nói bọn họ cũng muốn thu mua với giá 10 triệu, cũng không sợ gió lớn gì. Căn nhà này, người mù cũng có thể nhìn ra được trị giá bao nhiêu tiền có phải không? Anh Diệp không chịu, bọn họ liền chèn ép, thậm chí đe dọa. Ông xem Ủy ban Nhân dân quận các ông làm những gì. Giải phóng mặt bằng hỗ trợ tập đoàn Hoàng Hóa cưỡng chế phá dỡ đập bỏ không nói,
cuối cùng không có cách nào không ngờ còn gọi công an quận Ngũ Mã. Cái đó gọi là gì ấy nhỉ? Kiều Thanh Dương hừ nói. Hình như là chi đội trị an, đội trưởng là Mã Đồng, còn có bí thư đảng ủy công an quận Cổ Thuận. Đúng rồi, còn có chủ nhiệm ủy ban giải phóng mặt bằng Đinh. Mấy người liên kết đến nhà người ta nói là bắt hết bảo vệ và người làm công. Hơn nữa, đánh bị thương người của chúng ta, cũng không cho đem đi cấp cứu, đây thật sự là hành vi của thổ phỉ. Ủy ban nhân dân khu Ngũ Mã thành cái gì đây? Có còn đảng lãnh đạo chính quyền không? Kiều Viên Viên cũng bắt đầu lên tiếng, tất nhiên là nói xấy hai đồng chí Cổ Thuận và Mã Đồng. Cậu Diệp, chúng tôi sẽ tìm hiểu rõ ràng, sẽ cho các cậu một lời giải thích, tôi rất hổ thẹn. Tôi là bí thư Ngũ Mã, mấy ngày nay vì công tác quá bận cũng sơ suất trong giáo dục tư tưởng cho cán bộ mới có những đồng chí có những hành động sơ suất như thế, làm việc hơi thô bạo. Lâm Kiến Minh vẻ mặt nghiêm túc thể hiện thái độ, Diệp Phàm cười thầm trong lòng. Hừ, nếu không phải anh Diệp vẫn khuyên tôi, kéo tôi lại, tôi đã đập tập đoàn Hoàng Hóa rồi. Cái gì vậy, cũng dám đến nhà anh Diệp để làm ầm ĩ sao? Kiều Thanh Dương hừ nói. Tốt lắm, Thanh Dương. Đừng lớn tiếng như vậy, tập đoàn Thanh Dương dễ đập như vậy sao? Cậu cũng đừng quá kiêu ngạo có phải không? Cha vẫn bảo cậu phải khiêm tốn, cậu xem, cả ngày vẫn giữ tính tình công tử đó. Thực sự nghĩ rằng cậu chính là thái tử gia của Bắc Kinh sao? Cậu còn rất non. Diệp Phàm ra vẻ phê bình Kiều Thanh Dương thật ra đang bí mật làm rõ thân phận Kiều Thanh Dương với Lâm Kiến Minh. Quả nhiên ánh mắt Lâm Kiến Minh chợt sáng lên sau đó nói. Đúng vậy. Cậu nhóc, làm chuyện gì đều phải tuân theo pháp luật. Đất nước chúng ta là nước pháp quyền, phải làm theo quy định có phải không? Tập đoàn Hoàng Hóa không đúng chúng ta có thể khởi tố họ. Nhưng nếu như cậu đến đập tập đoàn Hoàng Hóa sẽ không ổn. Tập đoàn Hoàng Hóa là tập đoàn lớn của thành phố chúng ta, cũng khá nổi tiếng, cậu hẳn là đã nghe nói qua. Diệp Phàm hiểu được, bí thư Lâm đang thử Kiều Thanh Dương. Diệp Phàm nháy mắt với Kiều Thanh Dương. Gã hơi sửng sốt sau đó hiểu ngay. Đập chén trà trên tay thạt mạnh làm bàn trà rung lên hừ nói. Hoàng Hóa tính cái gì? Ông Lâm, ông đi hỏi xem, đại viện nhà họ Kiều sợ tập đoàn Hoàng Hóa sao? Buồn cười, thật sự là buồn cười. Lâm Kiến Minh lập tức giật mình, đại viện nhà họ Kiều. Ở Bắc Kinh ai còn dám xưng là đại viên nhà họ Kiều? Nếu quả thật là người trong nhà của ủy viên Trung ương Kiều, thì người thanh niên trẻ tuổi này thật đúng là thái tử đảng. Hơn nữa, người có tên Kiều Thanh Dương này hình như sợ Diệp Phàm. Chẳng lẽ Diệp Phàm cũng có lai lịch, chứ không phải là chỉ là Diệp Phàm mà mình quen mặt. Bởi vì Lâm Kiến Minh vô tình thấy Diệp Phàm đứng phía sau chủ tịch. Lúc này gặp Diệp Phàm Lâm Kiến Minh cũng nghĩ ra cái gì đó nhưng Lâm Kiến Minh không dám khẳng định. Hơn nữa cho rằng việc này hoang đường. Anh hai, nói chuyện nên chú ý, anh nói như vậy nếu ba biết được sẽ ăn đòn cho xem. Không phải đã nói với anh rồi xoa. Đừng ở đâu cũng ồn ào như thế. Lúc này Kiều Viên Viên nghiêm mặt hừ nói. Tôi biết rồi em gái của tôi, em rể muốn ngăn tôi, ngay cả em cũng muốn quản lý tôi sao, vậy tôi làm sao còn đường nào để sống đây? Tôi đi đây, thật sự là đáng ghét. Kiều Thanh Dương tức giận đứng lên bỏ đi không để ý đến ai, thật cao ngạo như thái tử đảng thật. Lâm Kiến Minh tất nhiên chấn kinh một hồi. Xem ra cô gái xinh đẹp đứng phía sau Diệp Phàm không phải là làm người ta ngất xỉu đại tiểu thư nhà họ Kiều chứ. Mà Diệp Phàm rõ ràng có quan hệ với nhà họ Kiều, việc này cũng có thể chứng minh vì sao Diệp Phàm có loại trà này. Dựa vào cấp bậc của ủy viên Trung ương Kiều, hưởng thụ loại trà này cũng là bình thường. Cũng có thể giải thích vì sao Diệp Phàm có gan đấu lại liên kết giữa tập đoàn Hoàng Hóa và ủy ban nhân dân quận Ngũ Mã. Dựa vào uy lực của nhà họ Kiều. Tập đoàn Hoàng Hóa còn non lắm. Còn ủy ban nhân dân quận Ngũ Mã nào dám làm gì? Hai người nói chuyện phiếm vài câu sau, Lâm Kiến Minh chào về, lúc này không nên nói nhiều sẽ có vẻ như chính mình cố ý đến đây. Quan hệ này nó cũng phải từ từ xây dựng, qua thời gian dài tiếp xúc đương nhiên tình cảm cũng từ từ tăng lên. Tại nhà họ Hứa ở cửa đông, trên một tấm bàn lớn chính là nước cờ Diệp Hồng Bảo của Diệp Phàm. Khi Trúc Lão bước vào phòng liền nhìn chằm chằm vào tấm biển. Trúc Lão bước nhanh hai bước đến trước mặt Ngọc Bài, hai tay nhẹ nhàng sờ soạng tấm biển. Không lâu hai mắt Trúc Lão nhắm lại, bàn tay từ từ vuốt ve. Người đứng xem đông đúc trong nhà ngoài cửa. Bốn người đứng trong phòng chỉ có Lương Ngũ Gia hiểu được,
Đây là Trúc lão dùng nội kình để dò xét thân thủ của người viết nên những chữ này. Thật ra, chính là Trúc lão đang cân nhắc thân thủ cao thấp của Phí Thanh Sơn. Đương nhiên, cách này Lương Ngũ gia tạm thời không làm được. Chỉ có cao thủ cửu đẳng siêu cấp trở lên mới có thể dùng nội kình từ ngón tay. Giống như Diệp Phàm hiện giờ cách mấy mét có thể đánh vỡ một cái chén nhỏ. Thật lâu sau Trúc lão mới buông lỏng tay ra, ngồi trên ghế. Ba người Hứa Chính Phong đều nhìn ông ta không nói. Phí Thanh Sơn bản lĩnh rất sâu, vốn lão phu trước Tết có kỳ ngộ, công lực nâng cao rất nhanh, không thể tưởng được có lẽ ông ta cũng có kỳ ngộ. Trúc lão vuốt vuốt râu nói. Việc này, Trương Chấn Lưu muốn hỏi, tuy nhiên, ngại không nói ra. Ha ha, các cậu chắc chắn muốn hỏi tôi và Phí Thanh Sơn ai mạnh hơn có phải không? Trúc lão nhìn ba người một cái nói. Ha ha. Trương Chấn Lưu bị người ta đọc được suy nghĩ, cười cười có chút xấu hổ. Nếu Phí Thanh Sơn chỉ có biểu hiện công lực trên ngọc bài, 10 phần nắm chắc là tôi có thể bắt hắn. Có lẽ biểu hiện trên ngọc bài cũng không phải toàn bộ thực lực của Phí Thanh Sơn. Nói như vậy đi, võ công không phải tự mình cùng đấu mọi người chỉ có thể đoán. Bởi vì, hai chúng tôi thực lực cũng không khác nhau mấy. Muốn thăm dò tận đáy của đối phương, chỉ có thể đánh nhau kịch liệt mới có thể biết được. Ví dụ như tôi và Lương Ngũ mà nói, chỉ cần y vừa ra tay, mấy quyền là tôi có thể nhìn rõ thân thủ của y. Đây là vì trình tự không giống nhau, bảo một học sinh tiểu học đi làm toán của học sinh trung học chắc chắn sẽ làm khó học sinh tiểu học. Nhưng, nếu đổi lại, bảo học sinh trung học làm toán của học sinh tiểu học, vậy thì dễ dàng. Trúc lão thản nhiên cười nói. Tiền bối, nghe nói trình tự giống như các ông có thể xưng là tông sư. Hơn nữa có thể dùng nội kình để dung hợp đồ đã vỡ thành như cũ. Không biết tiền bối có phục hồi ngọc bài vỡ không? Lương Ngũ ra vẻ mặt cung kính nói. Đương nhiên có thể, tuy nhiên, các cậu phục hồi để làm gì? Không phải nghe nói các cậu dùng sườn núi đằng ra bồi thường đã chấm dứt chuyện với Diệp Phàm sao? Trúc lão nói, nhìn Hứa Chính Phong một cái còn nói thêm. Phục hồi cần nội khí, rất tiêu hao kinh lực, có chút phiền phức. Ví dụ như, khi vỡ có những mảnh vỡ nhỏ không thấy. Nếu thật sự muốn phục hồi như lúc ban đầu, vậy phải tìm được miếng ngọc cùng chất lượng mới được. Hơn nữa, phục hồi như vậy càng phiền toái. Tiền bối, ngài không phải muốn dẫn Phí Thanh Sơn đến sao? Ngọc bài này chính là một cách tốt. Tin tưởng chúng ta phục hồi trả ngọc bài này về Diệp Hồng Bảo xong, tin rằng sau khi Diệp Phàm nhìn thấy, không cần nói chúng ta cũng có thể biết vẻ mặt của hắn. Sau này, Trúc lão nếu có thể để lại một chút chứng cứ chứng minh bản lĩnh ở Diệp Hồng Bảo. Ví dụ như tuyên bố 3 tháng sau san bằng Diệp Hồng Bảo. Tất nhiên làm cho Diệp Phàm không thể không đi cầu cứu Phí Thanh Sơn. Đến lúc đó Trúc lão không phải có thể giải quyết hắn sao? Hứa Chính Phong nói. Chương 2142, đổi khách thành chủ. Ha ha, muốn ép Phí Thanh Sơn ra, có cách hay hơn, tôi trực tiếp bắt Diệp Phàm là có thể ép ông ta ra. Đương nhiên, nghe cách cậu nói người thanh niên Diệp Phàm này có chút năng lượng. Có thể có được mảnh cổ bảo như thế ra thế tất nhiên rất cao. Hơn nữa, hắn còn có chút quan hệ trong quân đội. Nếu chúng ta dùng cách cưỡng bức mạnh mẽ sẽ dẫn đến hậu quả không cần thiết. Tôi thì chẳng sao cả, có thể vỗ mông chạy lấy người. Tuy nhiên, Trung Quốc chúng ta có câu ngạn ngữ, hòa thượng chạy được miếu không chạy được. Bọn họ tất sẽ tới tìm nhà họ Hứa các cậu. Trong chuyện này, các cậu cung cấp manh mối về Phí Thanh Sơn cho tôi không phải loại người như vậy. Cứ quyết định như vậy thôi, các cậu cứ tìm một loại đá chất liệu giống như thế này tôi sẽ phục hồi. Có lẽ một buổi tối cũng đủ. Về việc ép Phí Thanh Sơn khi nào thì xuất hiện, tôi sẽ quyết định. Việc này, các cậu không cần nhúng tay. Đối với Hồng Diệp Bảo, Phí Thanh Sơn ngã xuống rồi chính là lúc tôi san bằng Hồng Diệp Bảo. Tôi không đánh bị thương người, tôi chỉ phá đồ quý. Cho dù Diệp Phàm muốn thế nào cũng không có cách nào khác. Hơn nữa, việc này, bọn họ cũng không điều tra ra các cậu. Trúc lão thật ra là người trọng tình nghĩa. Cảm ơn, việc này vốn là việc của nhà họ Hứa chúng tôi, phiền Trúc lão như vậy chúng tôi không thoải mái. Như vậy đi, chỉ cần Trúc lão có yêu cầu gì, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Ví dụ như, phục hồi ngọc bài này Trúc lão sẽ tiêu hao công lực nhất định. Tôi nghĩ, sau khi tiêu hao xong phải dùng đồ có giá trị dinh dưỡng cao để bồi bổ. Nhà họ Hứa chúng tôi còn có củ sâm mấy trăm năm,
chắc chắn là sản phẩm của Trường Bạch Sơn. Có một thứ nhà họ Hứa chúng tôi cất giữ đã hơn 200 năm. Chờ chúng tôi bảo Lương Ngũ Gia mang đến đây. Còn nữa, loại đá chúng tôi đã tìm thấy từ trước, Lương Ngũ Gia cậu cũng mang đến đây. Hứa Chính Phong nói. Không lâu, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Trúc Lão lấy bột ngọc, dùng nước tạo thành một giang giống như hồ, bắt đầu dùng công lực phục hồi ngọc bài. Sâm trăm năm mà nhà họ Hứa tặng Trúc Lão cũng không khách khí, đó là một thứ tốt, vô giá trị. Vừa có thể bổ sung năng lượng cho cơ thể kích thích tiềm lực tranh thủ trước khi gặp Phí Thanh Sơn tăng lên một bậc thang mới. 10 giờ sáng ngày hôm sau, thủ tục mua bán sườn núi Đằng Gia đã làm xong toàn bộ. Từ nay về sau, sườn núi Đằng Gia chính là của Diệp Phàm. Mà khu cảnh vệ cũng có hành động thông báo cho Trương Chấn Lưu của tập đoàn Hoàng Hóa, nói là đã điều tra xong, đập và các hành động khác không có liên quan đến Hứa Tam Cường, là người khác. Bọn họ đồng ý buổi chiều thả người. Đây tất nhiên là có người chịu tội thay. Buổi sáng ngày mai, tổ đến Giang Đô sẽ xuất phát, 10 giờ sáng, Diệp Phàm tập trung toàn bộ thành viên tổ kiểm tra Giang Đô. Đương nhiên có mấy đồng chí bên chính phủ Diệp Phàm cũng không thông báo đến họ. Bởi vì, kiểm tra tỉnh Giang Đô lấy phòng kiểm tra trung ương là chính. Cả ngày gọi họ họp hành người ta cũng ghét, chỉ cần thông báo ngày giờ xuất phát là được. Các đồng chí, lần này xuống dưới đó nhiệm vụ của chúng ta rất gian khổ. Lần trước đi xuống chỉ là thử nghiệm, lần này không phải thử mà là làm thật. Hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chúng ta nhất định phải tự chú ý, làm việc công bằng công khai, công minh. Gặp việc không xin hộ, chúng ta xin hộ thì không công bằng với nhân dân. Quần chúng nhân dân thường mắng chúng ta làm quan mặc kệ mọi việc của nhân dân, không vì lợi ích của nhân dân. Lần này chúng ta đi xuống để làm công tác nhân sự và phải làm cho tốt. Phải cố gắng đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, không phải đi qua như trưng bày rồi về, đi xuống đó ăn uống xong rồi thu binh về. Thứ nhất không hoàn thành nhiệm vụ do ủy viên Trương phân công, thứ hai là có lỗi với nhân dân đang chịu khổ. Đương nhiên, Diệp Phàm nghiêm túc phát biểu. Tuy nhiên, Diệp Phàm vừa mới nói được một nửa, người phụ trách phối hợp với Diệp Phàm trong lần đi kiểm tra này cũng chính là Phó trưởng Ban Thư ký của Chính phủ Điền Lâm dẫn theo 4 tổ viên vội vàng bước vào. Tuy nhiên, Điền Lâm vẻ mặt có chút khó coi, y nhìn Diệp Phàm một cái vẻ mặt nghiêm túc nói. Chủ nhiệm Diệp, việc kiểm tra Giang Đô là chuyện ủy viên Trương tự mình giao, chủ nhiệm Diệp nhất định phải coi trọng mới được. Tôi rất coi trọng, anh không thấy là chúng tôi đã tổ chức một hội nghị thường kỳ để bàn chuyện kiểm tra Giang Đô. Chính là vì việc nghiêm túc thực hiện công tác này. Diệp Phàm giật mình, tuy nhiên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Coi trọng, nếu là chuyện về kiểm tra Giang Đô. Sao không thông báo cho chúng tôi được ủy viên Trương giao phối hợp với các anh. Còn nữa, các đồng chí ở Ủy ban Kế hoạch và Phát triển cùng Văn phòng Xóa đói giảm nghèo cũng không tới. Có lẽ chủ nhiệm Diệp cũng không thông báo. Nếu chủ nhiệm Diệp nghĩ chúng tôi có chút vướng chân vướng tay thì đề xuất thôi. Làm gì cần phải loại chúng ta ra ngoài có phải không? Trưởng ban Điền vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng có chút chỉ trích Diệp Phàm không lo. Trưởng ban Điền. Có lẽ là chủ nhiệm Diệp sợ phiền các anh. Việc này, chạy tới chạy lui thực sự cũng có chút mệt. Cho nên, vốn không thông báo các anh. Lúc này Vũ Quý Phát lên tiếng, rõ ràng là đổ thêm dầu vào lửa. Phiền toái, làm việc gì mà không có chuyện phiền toái chứ? Hơn nữa, chúng ta đều là đảng viên, Đèn Lâm tôi đã có mấy chục năm tuổi đảng, nguyên tắc và tính giai cấp vẫn luôn ghi nhớ. Bởi vì chúng ta là đảng viên lão thành, làm công tác không sợ phiền. Nếu sợ phiền toái sẽ không làm công tác, như thế còn xứng là đảng viên sao? Các đồng chí, chúng ta lúc nào cũng phải nhớ kỹ, chúng ta là đảng viên, là công bộc của nhân dân không phải là ông chủ. Tư tưởng như vậy là không được, làm phải cho ra làm, không phải sợ phiền toái. Phải thật lòng đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết mới đúng. Điền Lâm nói giống như y mới là nhân vật số một vậy, vai phụ biến thành diễn viên chính. Trưởng ban thư ký Điền nói cũng đúng, cái không cần phiền thì đừng nên phiền, tuy nhiên. Diệp Phàm nói đến đây cố ý nhìn tất cả mọi người một cái hử nói. Nơi không nên làm phiền thì đừng làm phiền. Ví dụ như chuyện đánh hơi chẳng hạn, anh mặc quần thì cũng có thể đánh. Nhưng nếu anh cởi quần chỉ để đánh hơi thì là phiền toái thừa có phải không? Vừa rồi đồng chí Điền Giang phê bình Diệp Phàm tôi có phải là tôi thấy bọn họ vướng bận, điểm này tôi kiên quyết phủ nhận.
các anh đến phối hợp công tác với chúng tôi, sao lại thành cãi vã? Các đồng chí, không cần cãi vã nhau. Nếu các anh thật sự muốn cãi vã như vậy tôi sợ rằng sau này thực sự trở thành những người như vậy. Tôi đã nói từ trước, lần này chỉ là một cuộc họp thường kỳ của tổ kiểm tra trước khi xuất phát. Nếu tổ kiểm tra Giang Đô lấy các đồng chí ở phòng kiểm tra thuộc văn phòng trung ương là chính, bên chính phủ và các ủy ban là phối hợp công tác. Cho nên, chúng ta không thể đảo ngược lại. Thế nào gọi là phối hợp? Chủ yếu là chúng tôi sắp xếp các anh làm gì các anh làm đó mới là phối hợp có phải không? Sao tôi cảm thấy một số các đồng chí ở đây cũng không phải muốn phối hợp công tác, mà là muốn vung tay múa chân? Các đồng chí, hy vọng các anh có thể tỉnh táo nhận rõ nhiệm vụ của chính mình, đây là công việc do ủy viên Trương phân công. Chúng ta đều phải thận trọng, phải nhận rõ công việc của mình mới đúng. Mà không phải ồn ào chỉ huy mù quáng. Để mọi việc rõ ràng, cho nên tôi muốn tổ chức một cuộc họp nhỏ nói về công tác kỷ luật. Chút việc nhỏ này không cần phiền đến các đơn vị khác ngoại trừ các đồng chí ở phòng kiểm tra. Việc này, chỉ cần ngày mai xuất phát đến Giang Đô chúng ta thông báo một chút là được. Một số đồng chí, tức giận còn không phải là nhỏ. Tôi thấy, đồng chí Vu Quý Phát, có phải anh nên mua mấy bộ phim cấp 3 về để phân phát, làm giảm cơn tức giận? Diệp Phàm giọng run lên nói, vẻ mặt trưởng ban thư ký rất kỳ lạ. Lão già chết tiệt này, Diệp Phàm nhìn y một cái, trong lòng thầm nói. Hiện giờ cuối cùng hiểu được, có lẽ lão già này tới là vị ủy viên Trương. Cái gì mà phối hợp kiểm tra, căn bản là tìm chỗ rẽ, có lẽ ông ta hận không thể kiểm tra bên dưới. Về sau, ủy viên Trương tất nhiên sẽ giơ dao mổ lên. Đồng chí Diệp Phàm, cậu phải chịu trách nhiệm về những lời nói này. Vai phụ, tuy nói là vai phụ nhưng cũng không phải là vai phụ vô vị. Hơn nữa, vai phụ sẽ không có quyền gì sao? Đảng chúng ta vẫn yêu cầu dân chủ đó thôi. Cũng không thể chỉ cần tập trung mà không cần dân chủ có phải hay không? Tuy nói ủy viên Trương có giao tổ kiểm tra Giang Đô lấy phòng kiểm tra của văn phòng trung ương làm chính, nhưng... Điền Lâm nói đến đây, cố ý tạm dừng để thu hút ánh nhìn của mọi người, sau đó mới chậm rãi uống một ngụm trà rồi nói. Nhưng, đề nghị hợp lý của chúng tôi vẫn phải có đúng không? Ví dụ như một số đồng chí chỉ huy không thỏa đáng. Chúng ta nếu không đề nghị một chút, thì công việc kiểm tra lần này sẽ lệch khỏi quỹ đạo, mất đi nguyên tắc, như vậy làm sao hoàn thành nhiệm vụ do ủy viên Trương giao? Đến lúc đó, phạt vẫn là vai phụ như chúng ta có phải không? Vai phụ chúng ta còn hơi nhẹ đúng không? Với những người, chỉ đề nghị một chút cũng bảo là vung tay múa chân, thì vai phụ căn bản là không dám mở miệng có phải không? Vậy dân chủ mà đảng đề xuất thực hiện như thế nào? Nói là vung tay múa chân tức là nói lời của ông đây là thánh chỉ, không cho phép các đồng chí khác có đề nghị có phải không? Nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ tạo thành tư tưởng lơ là, sẽ dẫn tới tự cao tự đại. Cuối cùng kết quả tất nhiên các đồng chí đều hiểu. Các đồng chí khác đều hiểu, lần trước trưởng ban thư ký Điền cùng Diệp Phàm đã tranh luận vài lần. Khi đó đồng chí Điền Lâm cũng không chiếm được ưu thế. Lần này Điền Lâm giọng điệu khá sắc bén, căn bản là chỉ trích các quản lý của Diệp Phàm ở tổ kiểm tra lần này. Không thể tưởng tượng được Diệp Phàm cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu. Điền Lâm tuy là phó trưởng ban thư ký văn phòng chính phủ, cấp thứ trưởng. So với Diệp Phàm cấp bậc có vẻ cao hơn. Tiếng tăm đương nhiên cũng hơn Diệp Phàm. Có lẽ, bảo y đảm đương vai phụ này y không phục. Cho nên, vừa ra tay đã muốn khống chế Diệp Phàm. Sau này đảo khách thành chủ, giống như trong tiểu phẩm Trần Tiểu Nhị cùng với Chu Thập Yêu. Tiểu Trần muốn làm diễn viên chính, cuối cùng bản thân liền biến thành vai phụ. Mà Điền Lâm chính là Chu Thập Yêu, không phải Trần Tiểu Nhị. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng không phải Trần Tiểu Nhị trên sân khấu. Thắng hay bại cũng không rời vị trí cầm đầu,